Dương Nghị Vân có này kích thứ nhất, lại là trong lòng nắm chắc, đối mặt năm đại tu la vương phân thân, hắn dựa vào chính mình trong tay liễu xanh thần thụ hoàn toàn có thể áp chế. Đương nhiên mặt khác, trong tay không có liễu xanh thần thụ nói, năm đại tu la vương lực lượng cùng chính mình tương đương, nhưng là hắn có liễu xanh thần thụ liền hoàn toàn có thể áp chế năm đại tu la vương phân thân. Cái này hắn trong lòng đếm, nếu hơn nữa đổ đệ huyết anh ở một bên hiệp trợ, Dương Nghị Vân là hoàn toàn có tự tin chém giết tu la vương phân thân. Trong lòng vừa động, trực tiếp thúc giục nói thụ thần quang chiếu rọi trong phạm vi, cung cấp với hắn lĩnh vực thêm vào, ở nói thụ ánh sáng chiếu rọi phạm vi hạ, còn cho hắn toàn phương vị thêm vào, cảm quan thượng sẽ tăng lên rất lớn. Nói nhi xuất kích, Dương Nghị Vân lần hai thúc giục liễu xanh thần thụ, lần này hắn chuẩn bị tập trung công kích trong đó một cái. Nếu có thể xử lý một cái đó là tốt nhất bất quá. Cùng huyết anh ở bên nhau chiến đấu cũng không phải lần đầu tiên, thầy trò hai người có rất nhiều ăn ý, dựng lên còn rất cao. Huyết anh lúc trước ra đời không chỉ có là hấp thu quá hắn bất lão nước suối, càng là hấp thu quá hắn máu. Đây cũng là huyết anh khi còn nhỏ kêu hắn ba ba nguyên nhân. Đối này hắn còn sửa đúng quá, nhưng là không sửa đúng lại đây. Bất quá lần này gặp mặt, huyết anh trưởng thành, cũng từng có một lần nửa ma hóa trạng thái, xưng hô thượng lại là thành sư phụ. Giờ phút này thầy trò hai ở hợp tác, trên thực lực đều có rất lớn tăng lên, đặc biệt là huyết anh từ bắt đầu thời điểm thực lực liền tăng lên thực mau, ở huyết anh trong cơ thể có một cổ cường đại đến làm hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp phía lực lượng, đó là huyết anh nhanh chóng trưởng thành căn bản. Lần này Dương Nghị Vân phất tay nhắm ngay, bên trái một người tu la vương phân thân. Có nói thụ thần quang thêm vào, đem lực lượng hội tụ cùng nhau, bỗng nhiên vung lên ra. Cùng thời gian huyết anh cũng hóa thành một đạo huyết quang. Cùng sư phụ công kích cùng nhau công kích cùng người. Liễu xanh thần thụ công kích chợt lóe lạc, trực tiếp liền đến như vậy tu la vương trước người, nhưng thực rõ ràng lần này phản kích tu la vương phân thân lại chuẩn bị, giống giận bên trong đôi tay trong người trước một chắn giận dữ hét, biển máu kình thiên. Nháy mắt xuất hiện một cái máu ngưng tụ mà ra lốc xoáy, như là một bức tường giống nhau chặn Dương Nghị Vân này một đạo liễu xanh thần quang. Bất quá lúc này huyết anh công kích tới. Hóa thành một đạo huyết quang bỗng nhiên xuyên thấu biển máu lốc xoáy. Chạm vào một chút liễu xanh thần quang cũng bùng nổ, biển máu lốc xoáy tiêu tán, huyết anh cùng liễu xanh thần thụ công kích nháy mắt dừng ở như vậy tu la vương trên người. A! À, hét thảm một tiếng, như vậy tu la vương phân thân thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành bắn ra huyết phụ, lại là không có tan đi. Giờ phút này mặt khác bốn người công kích mà động, bốn đạo huyết khí nói Dương Nghị Vân trước người. Nhưng kia lại bị Dương Nghị Vân dơ lên liễu xanh thần thụ hóa giải rớt. Năm đại tu la vương phân thân, một người bị đánh tan thân thể hóa thành huyết phụ phiêu tán ở giữa không trung. Mặt khác bốn người liếc nhau, một ngụm giọng trẻ con nói, phân thân hợp nhất. Lại là ở dứt lời lúc sau, từng người hóa thành huyết phụ dung hợp ở cùng nhau, cuối cùng chui vào bị Dương Nghị Vân đánh tan thân thể kia một bãi trong máu. Oanh! Một tiếng sấm sét nổ vang ở phía chân trời vang lên. Toàn bộ phía chân trời đều vì này ảm đạm xuống dưới, lập tức liền biến vô cùng áp lực lên. Nói nhi lại đây. Dương Nghị Vân kêu to một tiếng huyết anh, người sau về tới Dương Nghị Vân bên người. Lúc này Dương Nghị Vân nhìn phía trước, sắc mặt ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới năm đại tu la vương phân thân cư nhiên còn có này nhất chiêu, đánh không lại sao cư nhiên dung hợp nhất thể. Cảm thụ được thiên địa chi gian ngũ hành áp lực, cùng cường đại huyết sát chi khí. Hắn cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Có dự cảm bất hảo. Trong tầm mắt tu la vương phân thân hợp nhất lúc sau, hình thành một đại đoàn máu ở không trung quay cuồng. Lúc này hắn biết phải nhanh một chút động thủ, tổng giác tu la vương phân thân hợp nhất hóa thành máu lúc sau sẽ có cái gì đại chiêu. Cũng bất chấp tất cả, lại lần nữa giơ lên trong tay liễu xanh trên người, vận chuyển toàn thân khởi xướng lấy thiên tâm thúc dục chi. Mênh mông cuồn cuộn liễu xanh thần quang bộc phát ra vài trăm thước chi lớn lên quang mang, đối với máu một chém giết mà đi. Làm Dương Nghị Vân ngoài ý muốn chính là, cư nhiên phi thường thuận lợi. Ầm vang. Công kích tới, một tiếng ầm vang dưới, liễu xanh thần quang trực tiếp liền dừng ở máu thượng. Đầy trời máu đại bạo. Lan đến mấy vạn mễ xa. Bao gồm Dương Nghị Vân chỗ sâu trong nơi. Liền lần này Dương Nghị Vân liền nhìn đến chính mình tựa hồ đang ở biển máu chung giống nhau. Bởi vì tầm mắt có thể đạt được trong vòng nơi nơi đều là bị hắn đánh tan huyết vũ. Sư phụ tiêu diệt sao? Huyết anh hỏi. Hẳn là đi có chút quá thuận lợi, Dương Nghị Vân chính mình cũng không dám khẳng định.
dù sao trong tầm mắt tất cả đều là bị hắn đánh tan máu. Dứt lời vừa ra hết sức, phía dưới cùng nơi xa liền vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, quỷ khóc sói gào giống nhau, như là toàn bộ thế giới đều ở kêu thảm thiết. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác không ổn, này đó kêu thảm thiết đến từ những cái đó tầm thường tu la, mấy chục thượng trăm vạn tu la ở kêu thảm thiết, hắn nhìn kỹ qua đi lại là hít hà một hơi. Hảo gia hỏa này đó tu la một đám cư nhiên hóa thành máu, mà bọn họ máu không có chảy xuống đi, mà là hướng về phía trước nổi lơ lửng. Không tốt, này đó huyết phủ cũng không có tan đi, mà là khuếch tán lúc sau một lần nữa ngưng tụ. Dương Nghị Vân trong lòng lột bột một chút, liền biết không đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, trong tai lại nghe được từng tiếng bọt sóng thanh, từ bốn phương tám hướng vang lên. Quá đầu vừa thấy, lại là tứ phương nơi quả nhiên có bọt sóng mà đến, như là sóng biển giống nhau càng ngày càng cao từ vạn mét ở ngoài cuốn tịch mà đến. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân phát hiện dưới chân không biết khi nào đã thành biển máu. Đầy trời biển máu thế giới đem Dương Nghị Vân vây quanh lên, hắn liền biết không dễ dàng như vậy xử lý Tu La Vương phân thân. Giờ phút này nhìn lại thiên địa chi gian đã thành biển máu thế giới, mênh mông vô bờ. Dương Nghị Vân cầm trong tay liễu xanh thần thụ lại là cảnh giác, Huyết Anh tại đây hắn bên người mở miệng nói, sư phụ Tu La Vương phân thân hợp nhất lúc sau, hơi thở càng cường đại hơn, đã trải rộng toàn bộ biển máu thế giới. Dương Nghị Vân trầm ngâm nói, có thể cảm giác được ở cái gì phương vị sao? Dù sao chính hắn là tìm không thấy, hơi thở tuy cường đại, nhưng lại tứ tán ở toàn bộ biển máu, căn bản là vô pháp tìm được Tu La Vương nơi. Hơn nữa tứ phía có ngập trời huyết lãng đang ở hướng về bọn họ thầy trò cuốn tịch lại đây. Dương Nghị Vân cảm nhận được cường đại huyết sát chi lực, tựa hồ đã viễn siêu thanh nói ba tầng cấp bậc. Cái này làm cho hắn trong lòng ngưng trọng, đối với đồ đệ Huyết Anh nói nhi bảo vệ tốt chính mình, tình huống không rõ, đừng tùy tiện ra tay. Đã biết sư phụ, Huyết Anh gật đầu. Chỉ chớp mắt thầy trò hai bị mấy chục trượng chi cao huyết lãng cấp bao dựng lên. Này đó là tứ phía mai phục chi thế. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua đỉnh đầu, cũng hảo là trên không còn mở ra một cái khẩu tử, nhưng hắn trong lòng nghĩ đến, sợ là cũng không đơn giản như vậy, bất quá dù sao cũng phải thử xem, trước mắt bị tứ phía huyết lãng bao vây mà đến chờ đợi cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng về phương diện khác hắn cũng nghĩ đến, trên không sợ cũng không như vậy hảo đi ra ngoài. Trong lòng tưởng tượng liền đối Huyết Anh nói như ngươi xông lên đi thử thử, ta tới thử xem đánh vỡ dưới chân biển máu. Tốt sư phụ, Huyết Anh đối Dương Nghị Vân nói trước nay đều là nói gì nghe nấy không suy giảm. Dương Nghị Vân nghĩ đến là làm hai tay chuẩn bị, một vị đỉnh đầu, nhị vị dưới chân tuy rằng là biển máu, nhưng hắn muốn thử xem có thể hay không đánh vỡ, bọn họ thầy trò không thể bị nhốt ở biển máu chung. Câu này đối không phải chuyện tốt. Nguy hiểm càng ngày càng cường liệt, cần thiết nghĩ cách phá rớt trước mắt khốn cảnh. Thầy trò hai phân đầu hành sự. Dương Nghị Vân một dậm chân, liễu xanh thần thụ đối với dưới chân biển máu vung lên. Ầm vang. Dương Nghị Vân rơi xuống đi xuống, huyết lãng phiên thiên dựng lên. Lại là không hề có bị đánh vỡ dấu hiệu, thật sự là như biển sâu một nửa, thoạt nhìn căn bản là bị muốn đánh phá. Đường này không thông. Hắn trong lúc nhất thời, trên không vang lên một tiếng nổ vang, là Huyết Anh ra tay. Dương Nghị Vân nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện Huyết Anh xông lên không mà đi thời điểm, nguyên bản trên không cái gì đều không có tồn tại, lại là ở nháy mắt xuất hiện vẫn luôn máu ngưng tụ mà thành bàn tay to đem Huyết Anh nháy mắt cấp đánh xuống dưới. Cường hãn như máu anh cũng không có tại đây một khắc đứng vững huyết tay một phách, trực tiếp bị tạp hạ xuống. Dương Nghị Vân vội vàng phi thân dựng lên đem Huyết Anh tiếp được. Sư phụ hảo cường, ta hướng không ra đi, Huyết Anh nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, hắn tự nhiên thấy được. Ngươi làm thực hảo, Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không trách đồ đệ, chính hắn cũng thất bại. Hiện tại là trời cao không cửa xuống đất vô phùng, thầy trò hai cái bị nhốt ở biển máu chung. Dựng lên mắt thấy bốn phương tám hướng biển máu đang không ngừng co rút lại mà đến, Dương Nghị Vân biết chờ biển máu hoàn toàn bao phủ bọn họ thời điểm, khả năng chính là nguy hiểm nhất thời điểm, cần thiết nếu muốn biện pháp. Hiện tại hắn duy nhất có thể trông cậy vào đó là U Đều Chi Môn, nếu U Đều Chi Môn ở không có cách, vậy thật không ổn. Đối Huyết Anh nói nhi tay cho ta. Huyết Anh vươn tay đi, Dương Nghị Vân kéo Huyết Anh tay, ngay sau đó hắn trầm ngâm nói, U Đều Chi Môn cho ta khai. Dứt lời dưới, Dương Nghị Vân giữa mày xuất hiện một giọt ngăm đen. Đúng là U Đều Chi Môn hiện lên mà ra,
thả ở giây lát chi gian càng lúc càng lớn hóa thành chợt lóe đen nhánh đại môn, ở đại môn mở ra nháy mắt Dương Nghị Vân mang theo Huyết Anh tiến vào U Đều Chi bên trong cánh cửa. Trong bóng đêm Huyết Anh đột nhiên mở miệng nói, sư phụ, đây là chỗ nào, ta cảm giác sợ quá. Dương Nghị Vân thuận miệng nói, đây là vi sư nguyên thần thần thông U Đều Chi bên trong cánh cửa, nói nhi không cần sợ hãi. Cái này giải thích cấp đồ đệ an ủi. Nhưng mới vừa nói xong hắn liền trong lòng vừa động, không đúng a. Nói nhi hiện tại thực lực đã là có thể so với thánh đạo tồn tại, hơn nữa vẫn là nửa tu la sinh linh, lẽ ra hắc ám âm u với hắn mà nói căn bản không phải cái gì vấn đề, thậm chí còn ở nào đó thời điểm âm hắc linh tinh hoàn cảnh còn đối Huyết Anh có thêm vào. Nhưng hiện tại cư nhiên nói sợ hãi. Này liền bất đồng. Chỉ có thể nói U Đều Chi môn phi thường độc đáo. Cư nhiên liền đường đường Huyết Anh đều nói hắc sợ, này liền có ý tứ. Huyết Anh sợ hãi, đã nói lên U Đều Chi câu đối hai bên cánh cửa Huyết Anh có ảnh hưởng, như vậy mặt khác, đồng dạng Tu La Vương phân thân cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bởi vì Tu La Vương là đến từ U Minh biển máu sinh linh, Huyết Anh trên người lại nói tiếp có một nửa Tu La huyết thống. Như thế có đối diện vô cùng có khả năng sẽ đối Tu La Vương phân thân cũng hình thành khắc chế hoặc là nói thật lớn ảnh hưởng. Như vậy tưởng tượng, Dương Nghị Vân trong lòng tức khắc đại chính. Đương nhiên hiện tại cũng là cái ý tưởng, chân chính là cái dạng gì, đợi lát nữa mới có thể biết. Kế tiếp hắn muốn thao túng U Đều Chi môn cắn nuốt rớt biển máu, nếu có thể cắn nuốt rớt biển máu, là có thể đem Tu La Vương phân thân nạp vào U Đều Chi bên trong cánh cửa, đến lúc đó là có thể diệt chi. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân đang ở U Đều Chi bên trong cánh cửa, lập tức nhắm mắt thao tác U Đều Chi môn, cùng U Đều Chi môn nhất thể dưới, hắn ý niệm chính là tự mình. Ngoại giới, đầy trời biển máu rốt cuộc hoàn toàn bao phủ U Đều Chi môn, chính là ở nháy mắt, biến hóa đến mười mấy mét U Đều Chi môn không còn có biến đại, bị bốn phía biển máu gắt gao áp chế. Nhưng đại môn rộng mở U Đều Chi môn bộc phát ra u ám hắc mang. Chiếu rọi mười mấy mét mà đi. Nơi đi qua lại là biển máu phát ra từ từ thanh, như là ngọn lửa gặp được giọt nước, phía trước biển máu không khỏi tránh lui mở ra. Giờ phút này U Đều Chi bên trong cánh cửa, Dương Nghị Vân nhìn thấy cái này tình hình, trong lòng vui vẻ, lại là vội vàng thúc giục U Đều Chi môn về phía trước mà đi. Ở hắn nghĩ đến chỉ cần có thể đi ra ngoài, thoát ly biển máu, là có thể thoát vây. Ngay từ đầu đích xác U Đều Chi môn ở hắn thúc giục dưới về phía trước mà đi, biển máu căn bản không dám tới gần. Một khi đụng chạm đến U Đều Chi môn hắc mang, liền phát ra tư tư rung động. Này cho Dương Nghị Vân rất lớn tin tưởng. Nhưng là một canh giờ sau, Dương Nghị Vân phát hiện không đúng. Hắn vẫn luôn thao tác U Đều Chi môn về phía trước đi, biển máu tuy rằng ở tránh lui, nhưng vẫn tồn tại biển máu. Cái này làm cho Dương Nghị Vân hiểu được, hắn thao tác U Đều Chi môn ở động, nhưng biển máu đồng dạng ở lưu động. Như thế đi xuống. Hắn vĩnh viễn đi không xuất huyết hải vây quanh. Thao tác U Đều Chi môn phi thường tiêu hao nguyên thần cùng pháp lực, nếu là chiếu như vậy đi xuống, sớm muộn gì hắn sẽ bị hao hết sở hữu lực lượng, chung quy vẫn là khó thoát. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân dừng lại. U Đều Chi trước cửa phương đại môn mở ra phương hướng hắc mang chiếu dọi dưới chỉ có mười mấy mét, nhưng phía sau ba mặt đều không có, bị biển máu gắt gao bao vây áp chế, căn bản biến hóa không lớn, càng miễn bản cắn nuốt rất biển máu. Như vậy đi xuống đích xác không được. Nhưng cũng khó trách, biển máu chính là mấy đại Tu La Vương phân thân dung hợp mà thành, có được lực lượng cường đại, xa xa không phải lúc trước hắn đụng tới hắc vệ bạch vệ kia cấp bậc khác lực lượng, có thể dựa U Đều Chi môn cắn nuốt rớt. Hiện tại làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân trong lòng nhanh chóng nghĩ biện pháp. Đánh là đánh không ra đi. Khá vậy không thể như vậy bị háo. Bên ngoài biển máu chính là Tu La Vương mấy đại phân thân dung hợp hóa thân. Biển máu vô biên, đánh không tiêu tan, đi ra ngoài đánh bừa cũng không có mục tiêu, giống như là nắm tay tạt bọt nước, căn bản liền vô dụng. Trừ phi tìm cái gì thật lớn vật chứa đem biển máu cất vào đi, hoặc là thiêu làm trận pháp biển máu. Vừa lượng thoạt nhìn quá lớn, căn bản không có biện pháp. Vốn dĩ lấy U Đều Chi cửa mở ra tưởng cắn nuốt rớt biển máu, nhưng là biển máu có ý thức là Tu La Vương phân thân hóa thân, căn bản liền không tiến U Đều Chi môn. Cái này xem như bị nhốt trụ thành cục diện bế tắc. U Đều Chi bên trong cánh cửa, Dương Nghị Vân chỗ sâu trong hắc ám, mày co chặt. Nửa ngày lúc sau, mới mở miệng nói, cũng chỉ có đi nơi nào thử xem. Thử cái gì sư phụ? Huyết Anh sau khi nghe được hỏi. Dương Nghị Vân cười khổ nói, nói nhi lại lần nữa chờ,
này U Đều Chi Môn có một chỗ quỷ dị nơi, vi sư chính mình đều nắm giữ không được, cũng là không biết nơi, hiện giờ chỉ có đi kia hắc động nhìn xem có thể có biện pháp nào phá giải trước mắt khốn cục. Hắn nói tự nhiên là lần trước ở U Đều Chi bên trong cánh cửa phát hiện nào vừa ra xoay tròn hắc động, cho hắn đều có thật lớn sợ hãi hắc động. Hiện tại không có biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui, nếu nói có cái gì có thể phá trước mắt cục diện, có lẽ chỉ có nào vừa ra hắc động. Nếu hắn đều sợ hãi, vậy thuyết minh, hắc động trong vòng tuyệt đối có cái gì cường đại chi lực, hoặc là cũng đủ đối kháng biển máu lực lượng. Dù sao hiện tại không có cách, hắn chuẩn bị đi hắc động nhìn xem tìm biện pháp, người sống tổng không thể làm nước tiểu nghẹn chết. Lại nói tuy rằng hắc động lúc trước cho hắn cảm giác sợ hãi, nhưng chung quy lại nói tiếp là ở U Đều Chi Môn bên trong, hắn thân là U Đều Chi Môn chủ nhân của ngươi, nghĩ đến liền tính là hắc động có cái gì nguy hiểm, cũng không đến mức muốn mệnh đi. Trong bóng tối Dương Nghị Vân đi tới U Đều Chi bên trong cánh cửa hắc động nơi, vẫn là cùng lần trước giống nhau, hắc động ở xoay tròn giả, hơn nữa là nghịch kim đồng hồ ở xoay tròn. Một tới gần nơi này 10 mét trong vòng, cái loại này làm hắn tim đập nhanh cảm giác liền xuất hiện. Thật là làm người cảm thấy sợ hãi cái loại này. Nhưng là hiện tại Dương Nghị Vân cũng là không có biện pháp, lần này hắn muốn đi vào hắc động đi xem, bên trong đến tột cùng thông hướng nơi nào. Cũng hoặc là nói chính là một cái sơn động trong vòng địa phương. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân một bước bước ra, trực tiếp tiến vào xoay tròn hắc động trong vòng. Kỳ thật hắn còn có thể vận chuyển toàn thân pháp lực, lấy ứng đối khả năng sẽ xuất hiện tình huống dị thường, ai biết căn bản là không có tác dụng gì. Bởi vì hắn phát hiện đương hắn tiến vào hắc động một khắc, cả người đã bị một cổ không thể kháng cự thật lớn hút tiến vào, mà toàn thân cũng vận chuyển pháp lực hoàn toàn mất đi tác dụng. Hoặc là nói là pháp lực ở tiến vào hắc động thời điểm cư nhiên biến mất. Hắn trong lòng chua xót thực bất đắc dĩ, nhưng lại một chút không có biện pháp, đơn giản bình thường trở lại, ngược lại là đem trong lòng hết thảy lo lắng đều buông đánh đổ, tùy ý chi. Thân thể ở trời đất quay cuồng. Đây là Dương Nghị Vân duy nhất cảm thụ. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, tại đây loại xoay tròn hạ hắn hoàn toàn đã không có tâm tư đi tính toán thời gian cùng mặt khác. Rốt cuộc cảm giác ngừng lại. Có lẽ là rất nhiều thiên, hay là đi qua gần ngay lập tức, Dương Nghị Vân phát hiện trời đất quay cuồng cảm giác rốt cuộc biến mất. Mở hai mắt thời điểm phát hiện chính mình huyền phù ở không. Thân ở một chỗ xám xịt không gian, giống như là chỗ sâu trong ở gương thế giới giống nhau, bởi vì bốn phương tám hướng 360 độ nhìn lại đều là giống nhau như đúc xám xịt. Thứ gì đều không có, hết giận yên tĩnh, cũng không phải trong tưởng tượng hắc ám. Càng không phải cái gì sơn động. Cũng không phải một cái khác thế giới, chỉ là một cái nhìn như vô cùng lớn, nhìn kỹ lại không phải đặc biệt đại xám xịt không gian. Dương Nghị Vân thử đứng dậy, lại phát hiện dưới chân thực cứng thật, như là đạp lên trên sàn nhà giống nhau. Hắn mọi nơi đi một chút nhìn xem, có thể hay không có cái gì phát hiện, nhưng là đi rồi một vòng cái gì cũng không phát hiện, lại là phát hiện cái này không gian kỳ thật rất nhỏ, vuông vức đường kính cũng liền 100 mét. Ánh mắt đầu tiên nhìn qua rất lớn là bởi vì quá mức sạch sẽ nhan sắc thống nhất nguyên nhân gây ra. Còn có chính là hắn phát hiện không có bất luận cái gì cửa ra vào, cái này hắn trong lòng có điểm hốt hoảng, tốt xấu ngươi lưu lại tiến vào nhập khẩu đi. Đến lúc đó liền tính là không có gì phát hiện, chính mình cũng có thể đi ra ngoài không phải. Nhưng không có. Cái gì đều không có, nơi này càng như là một cái phong bế đại cái dương. Này mẹ nó rốt cuộc là địa phương nào a? Dương Nghị Vân mắng một tiếng. Không thanh âm, không có việc gì vật, ngay cả nhan sắc đều là xám xịt một màu. Càng đáng sợ chính là hắn phát hiện chính mình pháp lực ở chỗ này vẫn như cũ là biến mất trạng thái, hiện tại chính là cái phàm nhân trạng thái. Không hoảng hốt đó là giả. Sao lại thế này a? Có hay không thứ gì đáp lại một chút a? Dương Nghị Vân lớn tiếng kêu to. Lần này lại là rốt cuộc có biến hóa. Chỉ nghe được một cái thanh thúy vang khởi nói. Người rốt cuộc tới. Như là cái tiểu hài tử thanh âm. Ai, Dương Nghị Vân bỗng nhiên quay đầu lại mọi nơi đi xem, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào xuất hiện ở toàn bộ không gian. Không cần tìm ta không chỗ không ở. Lần này tại đây câu nói vang lên thời điểm, nhất thành bất biến không gian rốt cuộc có biến hóa, Dương Nghị Vân đột nhiên cảm nhận được ở đỉnh đầu hắn có ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên không xuất hiện hắc bạch hồng hôi lục kim thanh 6 loại vầng sáng. Ở 6 loại nhan sắc tản ra nhàn nhạt vầng sáng thời điểm một cái hình tròn đột nhiên xuất hiện, lại là một cái 200 triệu thái cực ở trong đó,
một vòng lại hiện lên lục ca nguyên điểm, đúng là hắc bạch hồng hôi kim thanh sáu loại nhan sắc. Nhìn qua rất có đại biểu tính cùng ngụ ý. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cảm nhận được toàn bộ không gian vặn vẹo một chút, hắn liền phát hiện cái này lưỡng nghi 6 giờ đường kính ước 9m6 ánh sáng màu như nào đó trận pháp đồ án xuất hiện ở hắn chính phía trước, rốt cuộc không cần ở ngẩng đầu lên nhìn. Mà bốn phía màu xám cũng biến mất không thấy. Lại là phát hiện chỗ sâu trong chi sắc ở một mảnh sao trời bên trong. Không đợi hắn phản ứng lại đây hết sức, bốn phía lần thứ hai biến hóa, lại là chỗ sâu trong ở hỗn độn chung, rồi sau đó lại là sơn xuyên đại địa, trời xanh mây trắng, biển sâu trong vòng. Tóm lại bốn phía hoàn cảnh đang không ngừng biến ảo, duy độc ở hắn chính phía trước lưỡng nghi 6 giờ đồ án không có biến động. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng có chút ngạc nhiên, hồi tưởng khởi đối phương vừa rồi câu kia ta không chỗ không ở thật đúng là có điểm hợp với tình hình, từ bối cảnh thượng xem. Hoàn toàn chính là thế giới tự nhiên vạn vật biến hóa bao hàm toàn diện chi cảnh tượng, nói một câu không chỗ không ở đảo cũng thích hợp. Nhìn không được nuốt khẩu nước miếng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, có không ra tới vừa thấy. Ngươi quên ta, đối phương một tiếng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nga một tiếng, cũng đúng, ngươi đều luân hồi trọng sinh tam thế quên ta cũng bình thường, ngươi có thể kêu ta luân hồi. Dương Nghị Vân cẩn thận nghe tới luân hồi hai chữ thời điểm. Hắn lại là trong óc oanh một chút chấn động. Muốn nói thiên địa chi gian cái gì thần bí nhất, đương thuộc lục đạo luân hồi đệ nhất. Cư nhiên nghe được đối phương mở miệng tự xưng là luân hồi. Hiện tại nhìn xem trước mắt lưỡng nghi 6 cái nguyên điểm đồ án, thật đúng là hợp với tình hình. Nói lục đạo luân hồi thực chuẩn xác. Hơn nữa nghe tới, cái này, luân hồi, nhận thức hắn. Trước kia liền gặp qua, hoặc là nói đến quá. Ngay sau đó Dương Nghị Vân liền phản ứng lại đây, luân hồi lời nói hẳn là Thánh Thiên Đế. Nói cách khác Thánh Thiên Đế gặp qua luân hồi, trách không được nói một câu ngươi rốt cuộc tới, còn có thể nói ra luân hồi tam thế nói tới. Nói không khiếp sợ đó là giả. Dương Nghị Vân cũng không nghĩ tới có một ngày, hắn có thể nhìn thấy lục đạo luân hồi, cùng lục đạo luân hồi đối thoại. Giờ này khắc này hắn trong lòng trừ bỏ chấn động ở ngoài, còn có kích động. Kích động chính là nhìn thấy luân hồi hắn có một cái phi thường chuyện trọng yếu phi thường muốn hỏi, đó chính là về Liễu Lanh Canh sự. Năm đó Liễu Lanh Canh thân chết lão nhân nói thế gian có luân hồi có U Minh thế giới, nói Liễu Lanh Canh sẽ ở U Minh giới. Lại sau lại hắn đụng tới rất nhiều người nhiều lời quá cùng loại nói, thật thật giả giả dù sao hắn đều tin, bởi vì Liễu Lanh Canh đã trở thành hắn trong lòng lớn nhất chấp niệm. Thỏ ra cũng nói qua mở ra lục đạo luân hồi là có thể tiến vào U Minh thế giới. Hắn vẫn luôn ở chiều cái này phương hướng nỗ lực, vốn dĩ dựa theo năm đó thỏ ra lời nói tu vi vào thiên đạo chi cảnh giới thấu đủ 9 người liền có thể mở ra luân hồi lục đạo, nhưng sau lại phát sinh sự tình quá nhiều, không nghĩ tới liên lụy ra Tu La Vương tới, cũng đi bước một đi tới hôm nay. Theo tu vi tăng lên, hắn đối đại đạo lý giải gia tăng, cho rằng thỏ ra nói không được đầy đủ đối, 9 tên thiên đạo cấp bậc thần linh chưa chắc là có thể mở ra lục đạo luân hồi, cũng bởi vì đều không có quá nhiều nắm chắc cùng dừng lại thời gian. Hắn không lại hướng phương diện này nghĩ tới, gần nhất là cho rằng thời cơ không thành thục, ít nhất muốn đem tồn tại thần giới Tu La tộc toàn bộ rửa sạch rớt, thứ hai cũng là sợ mở ra không được lục đạo luân hồi ngược lại làm chính mình trong lòng sợ hãi. Sợ hãi tìm không thấy Liễu Lanh Canh. Kỳ thật hắn nghĩ tới chờ đem Tu La tộc toàn bộ diệt trừ lúc sau liền mở ra lục đạo luân hồi tiến vào U Minh giới đi, còn muốn tiêu diệt Tu La Vương chân thân, đến lúc đó là có thể đi tìm Liễu Lanh Canh. Nhưng tìm chung quy chỉ là hắn trong lòng một hy vọng, có thể hay không tìm được là một chuyện khác, hắn hoàn toàn trong lòng không đế. Nhưng hiện tại không giống nhau, cư nhiên đụng phải lục đạo luân hồi. Trong truyền thuyết lục đạo luân hồi chính là thiên địa tự nhiên mà thành thiên địa mật mã, chủ trưởng vạn vật sinh linh luân hồi, thế gian vạn linh mất đi đều nhập luân hồi, nhưng chuyển sinh nhân đạo, thiên đạo, xúc sinh nói, tu la đạo, u minh nói, cỏ cây nói, lục đạo luân hồi sinh sôi không thôi, mất đi tân sinh. Vạn vật toàn ở luân hồi bên trong. Hắn muốn biết Liễu Lanh Canh tin tức. Có phải hay không nàng ở U Minh giới? Cũng hoặc là nói, Liễu Lanh Canh đã luân hồi trên đời, một lần nữa vào nhân đạo tái sinh làm người. Vẫn là vào thiên đạo thành tiên thành thần. Hay là luân hồi xúc sinh nói thành một con tầm thường động vật, một con linh thú. Cũng hoặc là vào Tu La đạo chuyển vì Tu La, vẫn là nói luân hồi cỏ cây hóa thành một cây đại thụ một viên tiểu thảo. Thậm chí còn nàng như cũ dừng lại ở U Minh nói, còn ở U Minh chi giới chung. Như vậy trong nháy mắt Dương Nghị Vân suy nghĩ rất nhiều, tất cả đều là về Liễu Lanh Canh.
Lục đạo luân hồi trưởng quản vạn vật sinh linh luân hồi, cầu hỏi Liễu Lanh canh việc, tất nhiên được không? Nghĩ đến đây thời điểm, Dương Nghị Vân kích động nói, ngươi. Ngươi thật là lục đạo luân hồi. Chuẩn xác mà nói là lục đạo luân hồi ý thức, ngươi cũng có thể cho rằng ta chính là lục đạo luân hồi, cũng là không sai. Luân hồi thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, kích động nói, ta cầu hỏi một người, có thể hay không giúp ta tìm được. Mang theo vô cùng hy vọng cùng kích động Dương Nghị Vân đầu tiên cầu hỏi Liễu Lanh canh việc. Nhưng ngay sau đó lại nghe đến luân hồi dứt khoát lưu loát nói, không thể. Dương Nghị Vân tức khắc sửng sốt, rồi sau đó lớn tiếng nói, vì cái gì không thể? Ngươi không phải lục đạo luân hồi sao? Vạn vật sinh linh mất đi tân sinh không đều là muốn thông qua ngươi lục đạo luân hồi, như thế nào không thể? Hắn kích động dưới ngữ khí đều thay đổi. Luân hồi nói ra không thể hai chữ, làm Dương Nghị Vân trong lòng vô cùng mất mát, lớn tiếng hỏi vì cái gì? Lúc này chỉ nghe luân hồi cười khổ nói, đích xác, lục đạo luân hồi sinh linh đều phải trải qua ta, nhưng là cũng giới hạn trong này, mỗi một cái sinh linh tung tích ta hiện tại là vô pháp biết đến, bởi vì khai thiên thời đại đại kiếp nạn thánh thiên đế cùng Tu La Vương tiến vào luân hồi đại chiến, ta bị tính kế một kiếp, dẫn tới luân hồi tổn hại, cho nên không có biện pháp khống chế mỗi cái sinh linh luân hồi tung tích. Ngươi là thế gian luân hồi, ai có thể tính kế ngươi a? Dương Nghị Vân tỏ vẻ không tin. Cho rằng luân hồi là ở có lệ hắn. Thiên đạo. Luân hồi chỉ nói hai chữ. Cái này làm cho Dương Nghị Vân tức khắc sửng sốt, Hồng Quân đạo tổ. Bằng không đâu, luân hồi dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, bàn cổ phụ thần khai thiên tích địa, ra đời lục đạo luân hồi, khá vậy ra đời thiên đạo, Hồng Quân hóa thân thiên đạo lúc sau chấp trưởng thiên đạo vận chuyển, có được vô thượng đại pháp, trừ bỏ thiên đạo chi lực ai có thể tính kế ta. Lục đạo luân hồi bản thân ở Thánh Thiên Đế cùng Tu La Vương đại chiến dưới không xong, hơn nữa Hồng Quân âm thầm tính kế, cho nên luân hồi bị hao tổn không thể tránh được. Luân hồi chậm rãi nói. Dương Nghị Vân hỏi, thiên đạo vì cái gì tính kế ngươi? Bởi vì Thánh Thiên Đế nghịch thiên, ta giúp Thánh Thiên Đế. Luân hồi trả lời đơn giản trực tiếp. Dương Nghị Vân nghe được ra tới luân hồi trong lời nói có như vậy một tia oán khí, hắn không mở miệng, liền biết còn sẽ có bên dưới. Quả nhiên chỉ nghe luân hồi tiếp tục nói, ta vừa rồi nói qua, là bàn cổ phụ thần khai thiên tích địa có thế gian vạn vật, đáng tiếc chính là bàn cổ phụ thần thành công khai thiên tích địa lúc sau, không đợi vạn vật dựng dục viên mãn hết sức liền hao hết cuối cùng một tia thần lực tan hết ở thiên địa chi gian, thế cho nên thiên đạo thiếu hụt thứ nhất. Vốn dĩ này cũng không có gì đại sự, chỉ cần thiên đạo tự nhiên vận chuyển, chung quy thiếu hụt thiên đạo sẽ tự hành viên mãn, nhưng Hồng Quân nhảy ra hóa thân thiên đạo, khống chế toàn bộ thiên thể thế giới vận chuyển. Thế cho nên cuối cùng thiếu hụt thứ nhất thiên đạo vô pháp viên mãn, thiên đạo vô pháp viên mãn liền sẽ ra vấn đề lớn. Liền không phải hoàn mỹ thiên thể thế giới, sẽ xuất hiện đủ loại thiên tai, các loại âm u này sinh từ từ hết thảy mặt trái, cuối cùng ảnh hưởng nói thiên đạo vận chuyển. Hồng Quân hóa thân thiên đạo chấp trưởng thiên đạo, tự nhiên cũng muốn thu được thiên đạo thiếu hụt đánh sâu vào, kết quả là hắn mỗi một lần ở thiên đạo vận chuyển không xong thời điểm, liền sẽ phát động một lần đại kiếp nạn, thương vong vô số vạn vật sinh linh. Này đó tử thương vạn vật sinh linh chính là bàn cổ phụ thần biến thành, có được phụ thần lực lượng kết tinh, Hồng Quân lấy này tới chữa trị thiên đạo thiếu hụt, ổn định thiên đạo vận chuyển, hoặc là nói là củng cố chính hắn. Nhưng như thế tới nay khổ chính là thế gian sinh linh, thời gian lâu rồi tự nhiên sẽ có người phát hiện thiên đạo thiếu hụt vấn đề, phát hiện Hồng Quân phát động đại kiếp nạn vấn đề. Vì thế nghịch thiên mà đi hạng người tự nhiên sẽ xuất hiện, Thánh Thiên Đế chính là điển hình nhân vật, hắn đối thiên rút kiếm. Nhưng nề hà Hồng Quân nắm giữ thiên đạo, căn bản vô pháp chiến thắng. Làm thiên đạo Hồng Quân đối với nghịch thiên giả tự nhiên là không chấp nhận được, vì thế liền có Thánh Thiên Đế cùng Tu La Vương đại chiến, một trận chiến thiên đình hủy diệt, Thánh Thiên Đế đuổi giết Tu La Vương tiến vào luân hồi, ở luân hồi chúng ta giúp Thánh Thiên Đế, thế cho nên Hồng Quân thiên đạo tức giận, tính kế ta một đạo, làm lục đạo luân hồi bị hao tổn, cho nên từ đó về sau ta rốt cuộc giám sát không được thông qua lục đạo luân hồi sinh linh tung tích. Cũng cho nên ta không giúp được ngươi, đến nỗi ta vì cái gì giúp Thánh Thiên Đế đối phó Tu La Vương, gần nhất Tu La Vương ra đời U Minh biển máu vốn là thuộc về U Minh giới, liền không nên xuất hiện ở thần giới, xâm lấn thần giới đều là thiên đạo ý chí kết quả, đây là có vi phụ thần bàn cổ ý nguyện việc, ta đương nhiên muốn giúp Thánh Thiên Đế. Thứ hai, Hồng Quân trưởng quản thiên đạo chính là làm trái phụ thần bàn cổ, thân là phụ thần bàn cổ thần hạch biến thành luân hồi. Ta tất nhiên là muốn phản đối thiên đạo làm trái bàn cổ phụ thần, bị Hồng Quân tính kế, cũng không thể tránh được.
Luân hồi nói rất nhiều, Dương Nghị Vân cũng nghe minh bạch. Chính là hắn giờ phút này quan tâm vẫn là Liễu Lanh canh việc, đến nỗi mặt khác hắn cũng không phải thực để ý. Không cam lòng hỏi, chẳng lẽ ta liền rốt cuộc tìm không thấy Liễu Lanh canh? Kia đảo cũng là chưa chắc, Luân hồi nói. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động vội vàng hỏi, nói như thế nào? Luân hồi mở miệng nói, kỳ thật ngươi chính là Thánh Thiên Đế chuyển thế, điểm này ngươi trong lòng rõ ràng, chỉ là chính ngươi không thừa nhận mà thôi, muốn tìm được ngươi để ý người, chỉ có một cái lộ có thể đi. Luân hồi nói chuyện có điểm hỗn loạn, nhưng chung quy nói có biện pháp. Cái gì? Dương Nghị Vân hỏi. Tiếp tục đi nghịch thiên chi lộ, bổ toàn thiên đạo viên mãn, thay thế được Hồng Quân thiên đạo, ngươi chính là thiên thể nói. Toàn bộ thiên thể thế giới trong vòng vạn vật sinh linh hết thảy luân hồi toàn sẽ ở ngươi nhất niệm chi gian, cho dù là luân hồi muôn đời ngàn thế, hóa thành lục đạo bất luận cái gì sinh linh vạn vật, đều có thể tìm được, hơn nữa khôi phục nàng ký ức. Luân hồi chậm rãi nói. Dương Nghị Vân đầy mặt hắc tuyến, cười khổ nói, thế giới này thiên đạo lớn nhất, ai có thể nghịch thiên? Thánh Thiên Đế nghịch thiên kết cục như thế nào? Ngươi sai rồi, thiên đạo không phải lớn nhất, đại đạo mới là, đại đạo là hỗn độn. Mặc kệ là Hồng Quân vẫn là ngươi. Đều là ra đời với hỗn độn, lý luận thượng ngươi cùng Hồng Quân đều là bình đẳng, sở bất đồng chính là đang ở bàn cổ phụ thần thế giới, Hồng Quân khống chế thiên đạo, mặt ngoài xem thật là thiên đạo vô địch không thể nghịch thiên. Phàm là sự đều không có tuyệt đối, trên người của ngươi có một thứ là Hồng Quân không có, đây là ngươi có thể nghịch thiên căn bản nơi. Luân hồi giờ phút này nói chuyện ngữ khí đều có điểm kích động. Dương Nghị Vân nghe nói theo bản năng hỏi, cái gì? Hắn biết chính mình trên người có thứ gì như thế nghiêu, có thể làm hắn có đối kháng thiên đạo bản lĩnh. Thiên tâm luân hồi nói. Thiên tâm, Dương Nghị Vân buồn bực, kia thật là Thánh Thiên Đế, chẳng qua từ hắn được đến thiên tâm đến nay, liền không phát hiện thiên tâm có bao nhiêu cường đại, nhiều nhất là làm hắn nguyên thần chi lực cường đại rồi một ít, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Đúng vậy, là thiên tâm, trên thực tế thiên tâm chính là bàn cổ phụ thần ý chí lực lượng, Thánh Thiên Đế ra đời hỗn độn thời điểm. Phải tới rồi bàn cổ phụ thần bởi vì thiên đạo thiếu thứ nhất tiếc nuối ý chí, lại nói tiếp cũng là Thánh Thiên Đế may mắn, cho nên Thánh Thiên Đế mới dám hướng đi thiên đạo nổi bật, đi nghịch thiên, bởi vì hắn có thiên tâm, tương đương là kế thừa bàn cổ phụ thần ý chí. Điểm này Thánh Thiên Đế chính mình cũng không biết, bất luận kẻ nào cũng không biết, thẳng đến năm đó Thánh Thiên Đế cùng Tu La Vương đại chiến tiến nhanh luân hồi lục đạo thời điểm, ta thân là bàn cổ phụ thần thần hạch thần ý mới cảm nhận được Thánh Thiên Đế trên người thiên tâm chính là bàn cổ phụ thần ý chí. Cho nên ta năm đó ra tay giúp trợ Thánh Thiên Đế áp chế Tu La Vương đem Tu La Vương đánh trở về U Minh biển máu, thế cho nên đưa tới thiên đạo Hồng Quân tính kế luân hồi bị hao tổn, mà Thánh Thiên Đế nhập luân hồi trùng tu, cũng là năm đó ta cùng hắn thương lượng quá. Bởi vì có được thiên tâm Thánh Thiên Đế cũng không có phát huy ra thiên tâm chân chính sử dụng. Cái này sử dụng là kỳ thật là hiểu được bàn cổ thế giới vạn vật thiên phú, không luân hồi một lần từ phàm nhân bắt đầu trùng tu là thể hội không đến thiên tâm chi dùng. Thánh Thiên Đế luân hồi tam thế thành tựu hiện tại ngươi, nếu không trong tam giới lại có ai có ngươi nhanh như vậy tốc độ tu luyện, ngắn ngủn không đến trăm vạn năm ngươi có thể từ nhất giai phàm nhân nhập thánh nói. Liên tính là ở thiên phú dị bẩm thiên tài, từ phàm nhập thánh nói, cái nào không phải dùng một cái kỷ nguyên thậm chí là mấy cái kỷ nguyên thời gian. Mà ngươi gần không đến trăm vạn năm liền thành tựu thánh đạo, đây là Thánh Thiên Đế luân hồi tam thế tích lũy, đệ nhị thế Càn Khôn Thần Đế làm ngươi một đường từ phàm nhập thần giới, tới rồi hiện tại ngươi lấy được Thánh Thiên Đế lưu lại thiên tâm, ở cho tới hôm nay cùng ta sống chung, hết thảy đều thuận lợi, từ ngươi này một đời bắt đầu, nghịch thiên hành trình tất nhiên nhưng thành. Thiên tâm chi lực từ giờ trở đi sẽ dần dần trợ ngươi lĩnh ngộ hiểu được nói thế gian hết thảy lực lượng bản chất, bên này là nói, chờ ngươi hiểu được thiên tâm viên mãn. Liền có thể thay thế được thiên đạo Hồng Quân, làm bàn cổ phụ thần sáng lập thế giới viên mãn, cuối cùng hoàn thành xuất hiện một cái chân chính hoàn mỹ thế giới. Một cái không có đại kiếp nạn đại tai hoàn mỹ thế giới, một cái phàm vật sinh linh bình thường luân hồi, một cái thần linh vĩnh sinh tiêu giao thế giới. Luân hồi nói như sấm sét vang vọng. Nhưng là Dương Nghị Vân lại là cười khổ nói, người nói này đó có phải hay không quá mức. Câu nói kế tiếp Dương Nghị Vân chưa nói ra tới, nhưng là ý tứ thực rõ ràng. Ngươi có điểm quá mức ý nghĩ kỳ lạ đi, thiên đạo dưới, liền kia sẽ làm ta như vậy thuận lợi. Luân hồi nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, cũng biết ngươi lo lắng thiên đạo Hồng Quân trở ngại, nhưng điểm này, cũng là ngươi ta hôm nay mục đích gặp mặt nơi, ta thân là luân hồi lục đạo, là bàn cổ phụ thần thần hạch biến thành, tự nhiên có thể giúp được ngươi,
ngươi làm thiên tâm hoặc là nói bản cổ ý chí hôm nay mở ra, từ nay về sau sẽ tự làm ngươi tu luyện đại tiến bộ, với hắn hồng quân chi gian có đối kháng tư bản. Nghe thế một phen lời nói, Dương Nghị Vân trong lòng thật đúng là nhảy dựng lên, nói nửa ngày, đây mới là hắn coi trọng vở kịch lớn. Mạo hiểm tiến vào hắc động, chính là vì tìm kiếm lực lượng đi phá ngoại giới tu la biển máu. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, hắn kỳ thật cũng không để ý cái gì thánh thiên đế, hắn để ý chính là lập tức, là trước mắt. Trước mắt vấn đề cũng chưa giải quyết, tưởng mặt khác lại quá không hảo đều là một bức họa mà thôi. Cũng may luân hồi ý thức có thể giúp được chính mình, Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ vội vàng hỏi, như thế nào mở ra. Đối thiên tâm hắn vẫn luôn đều cảm giác tác dụng không lớn, hiện tại dựa theo luân hồi chi linh cách nói, là không có mở ra. Hiện giờ lại là có thể giúp chính mình mở ra thiên tâm. Năm đó cùng ngươi ước định, ta lấy luân hồi chi ấn lực lượng dung hợp ở ngươi thiên tâm trong vòng, liền có thể kích phát thiên tâm chi lực, đến lúc đó ngươi ở tu luyện hiểu được phương diện tốc độ thiên phú sẽ tiến triển cực nhanh mà bay lên. Thiên tâm một khi mở ra, cái này thiên thể thế giới lực lượng chắc chắn tùy ý ngươi hấp thu khống chế, bao gồm một ít âm u lực lượng, như máu sát chi lực, có thể nói vạn vật chi lực đều có thể dùng chi. Chờ có một ngày tâm viên mãn, đó là ngươi thay thế được thiên đạo hồng quân là lúc, cũng sẽ là ngươi bổ toàn thiên đạo viên mãn ngày, đến lúc đó luân hồi lục đạo tự nhiên nhưng chữa trị, thế gian vạn vật toàn sẽ ở ngươi trong lòng, tìm cá nhân tự nhiên liền không hề là việc khó. Luân hồi nói, thiên tâm muốn như thế nào mới có thể viên mãn? Dương Nghị Vân khó hiểu. Luân hồi nói, cái này ta cũng nói không rõ, này ở ngươi tự thân tu luyện trong vòng, đến lúc đó ngươi sẽ tự chỉ hiểu. Hảo đi, ta đã biết. Nói cách khác ta muốn tìm Liễu Lanh Canh còn cần thiết muốn lật đổ thiên đạo Hồng Quân mới được đi. Dương Nghị Vân cảm giác có điểm vô lực. Nghịch thiên mà đi, lật đổ thiên đạo Hồng Quân, này có thể làm được. Cũng có thể nói như thế. Luân hồi trả lời. Ta xem a, đây là căn bản không có khả năng, thiên đạo dưới, ta có thể tránh được Hồng Quân pháp nhãn. Không chừng kia một ngày ta bị Hồng Quân tru sát, còn chờ ta lật đổ thiên đạo a. Dương Nghị Vân lắc đầu nói. Điểm này ngươi lo lắng hoàn toàn dư thừa, Hồng Quân hóa thân thiên đạo kia một khắc khởi, hắn liền không ở là thần linh, là thiên đạo, cũng có thể nói không phải người, là vẫn luôn chí cao vô thượng ý chí tồn tại, thiên đạo là không có khả năng tới giết ngươi, đương nhiên thiên đạo ý chí lại có thể, thiên đạo ý chí có thể ảnh hưởng những người khác tới giết ngươi, cho nên ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng đối phó ngươi địch nhân là được. Luân hồi nói, Dương Nghị Vân nghe được luân hồi như vậy vừa nói. Tựa hồ cùng hắn trước kia hiểu biết không sai biệt nhiều, đảo cũng yên tâm vài phần. Nếu là nói như vậy, ta tạm thời là có thể yên tâm, như vậy hiện tại chúng ta có phải hay không có thể bắt đầu rồi? Bên ngoài còn có Tu La Vương phân thân biến thành biển máu tồn tại. Nga đúng rồi, nói lên điểm này, ta đến lúc đó có cái vấn đề thiếu chút nữa quên hỏi ngươi, ta U đều chi môn là chuyện như thế nào? Dương Nghị Vân đột nhiên nhớ tới chuyện này có phải hay không cùng luân hồi có quan hệ? Luân hồi nói, đích xác như thế, U đều chi môn thần thông là năm đó Thánh Thiên Đế cùng Tu La Vương đại chiến tiến vào lục đạo luân hồi thời điểm, cuối cùng Thánh Thiên Đế hoặc là nói là ngươi luân hồi là lúc ta đánh vào ngươi linh hồn thần thông, mà ngươi sở nhìn đến U đều chi bên trong cánh cửa hắc động, đó là thông hướng U Minh giới môn hộ. Về sau nếu là ngươi tiến vào U Minh giới, liền có thể trực tiếp mở ra U đều chi môn tiến vào hắc động, liền có thể đi vào U Minh giới, nhớ kỹ đừng trực tiếp mở ra lục đạo luân hồi. Phải cẩn thận thiên đạo tính kế, thiên đạo Hồng Quân tuy rằng không thể trực tiếp đối phó ngươi, nhưng lại là có thể ảnh hưởng lục đạo luân hồi, một khi phát hiện ngươi tiến vào lục đạo luân hồi, tuyệt đối sẽ tính kế ngươi, thậm chí là ta cũng giống nhau đều sẽ bị tính kế. Điểm này năm đó ta cùng Thánh Thiên Đế liền suy xét tới rồi, sở hữu cho ngươi để lại U đều chi môn cùng hắc động, đương nhiên không gọi hắc động, mà kêu luân hồi thông đạo, là ta lấy luân hồi chi lực cho ngươi. Hôm nay ta lấy luân hồi chi ấn dung nhập ngươi thiên tâm lúc sau, này thông đạo sẽ vẫn luôn mở ra, ngươi nếu là muốn đi U Minh giới tìm ngươi nữ nhân tùy thời có thể đi, nhưng là ta nói cho ngươi đừng báo có ý tứ gì, tưởng ở U Minh giới tìm một người u hồn, so biển rộng tìm kim khó khăn lớn hơn, duy nhất đáng tin cậy đó là ngươi sớm ngày tu luyện hiểu được đến thiên tâm viên mãn, thay thế được thiên đạo bổ toàn thiên đạo, đến lúc đó tự nhiên có thể ở ngươi nhất niệm chi gian tìm được ngươi người muốn tìm. Hảo đi. Đến tận đây U đều chi môn lai lịch rốt cuộc rõ ràng, trách không được trước kia tổng cảm giác U đều chi môn thần bí không biết, đều không phải chính mình đồ vật, nguyên lai là luân hồi đưa cho hắn thiên phú thần thông. Đa tạ trung quy Dương Nghị Vân vẫn là khom người cảm tạ, rốt cuộc U đều chi môn cứu hắn rất nhiều lần,
hơn nữa hiện tại là trên người hắn một đại dựa vào. Ngươi không cần cảm tạ ta, người ta tính lên vốn chính là nhất thể, người kế thừa phụ thần bàn cổ thiên tâm cũng chính là bàn cổ ý chí, mà ta chỉ là bàn cổ phụ thần thần hạch biến thành, đối chúng ta tới giảng, đều hy vọng bàn cổ thiên thể thế giới càng ngày càng tốt, mà không phải bị Hồng Quân lần lượt phát động đại kiếp nạn đi xuống, cuối cùng đi hướng tan vỡ hủy diệt bàn cổ thế giới. Luân Hồi nói, có như vậy nghiêm trọng, Dương Nghị Vân kinh ngạc nói. Ha ha, chờ ngươi mở ra thiên tâm, tuy rằng ngươi tu luyện càng ngày càng cao, hiểu được bàn cổ thiên thể thế giới càng sâu, ngươi liền sẽ rõ ràng, thế giới này đã vỡ nát, nếu là không bổ cứu, tan vỡ hủy diệt là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó hết thảy đều đem biến mất trở về hỗn độn. Luân Hồi nghiêm túc vô cùng nói. Lúc này đây Dương Nghị Vân khó được không có trong lòng sinh ra kháng cự, ngược lại từ Luân Hồi lời nói chung cảm nhận được một cổ thê lương. Thật muốn là cái dạng này lời nói, hắn biết về sau nghịch thiên chi lộ, hắn là đi định rồi. Thế giới sẽ hủy diệt, hết thảy biến mất trở về hỗn độn, chẳng phải là sở hắn thân nhân các bằng hữu đều sẽ. Này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Ngài yên tâm, tuy rằng ta không biết tương lai có thể hay không lật đổ thiên đạo Hồng Quân, có thể hay không bổ toàn thiên đạo, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực. Dương Nghị Vân xem như cho Luân Hồi một cái trân trọng hứa hẹn. Từ bắt đầu hắn không thế nào tín nhiệm, đến bây giờ cùng Luân Hồi giao lưu xuống dưới, hắn rốt cuộc tin Luân Hồi lời nói. Luân Hồi lại lần nữa nói, ngươi cũng không cần có quá nhiều áp lực, nghịch thiên mà đi, mặc kệ là ngươi một người, bàn cổ thiên thể thế giới còn có rất nhiều tồn tại, tương lai đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi, trở thành ngươi giúp đỡ, cộng đồng cứu vớt bàn cổ thế giới, cộng đồng lật đổ tàn khuyết thiên đạo, tất nhiên sẽ nghênh đón một cái hoàn mỹ bàn cổ thế giới. Làm phụ thần sáng tạo hoàn mỹ thế giới kéo dài đi xuống, làm phụ thần ý chí truyền thừa đi xuống. Như thế rất tốt, Dương Nghị Vân nghe được Luân Hồi như vậy vừa nói, trong lòng cuối cùng vui mừng một ít, nếu Luân Hồi nói có giúp đỡ sẽ xuất hiện, vậy là tốt rồi sự, ít nhất không phải hắn một người chiến đấu. Hảo, buông ra tâm thần, thúc giục ngươi thiên tâm, ta cho ngươi Luân Hồi tri ấn, bàn cổ thiên thể thế giới có thể hay không giữ được ngày sau liền xem ngươi Luân Hồi thanh âm túc mục dựng lên. Dương Nghị Vân vừa thấy trước mắt lưỡng nghi 6 giờ đột nhiên bộc phát ra lộng lẫy ánh sáng. Hắn biết Luân Hồi bắt đầu rồi, tuy rằng không biết cái gì là Luân Hồi tri ấn, nhưng là hắn nhớ rõ Luân Hồi nói, vội vàng thúc giục thiên tâm. Liền tại đây một khắc, hắn nhìn đến lục đạo chói mắt vô cùng hắc hồng bạch hôi kim thanh quang mang từ lưỡng nghi đồ bùng nổ mà ra, thẳng đến hắn mà đến. Ngay sau đó hắn ở chói mắt dưới, nhắm lại hai mắt. Ngay sau đó lại là giữa mày một trận đau đớn. Đầu như tạc nứt giống nhau. Hắn đau đến tưởng gầm rú ra tới, nhưng lại phát không ra tiếng. Ngay sau đó thần hải trong vòng tức khắc cảm thấy bị thật lớn vô cùng lực lượng lấp đầy, nguyên thần run rẩy dựng lên, hắn rõ ràng cảm thụ thiên tâm trong vòng có lục đạo khí thể chui đi vào. Nhưng giờ khắc này thâm nhập linh hồn đau đớn càng ngày càng cường liệt, thế cho nên hắn cuối cùng ý thức đều mơ hồ đi xuống. Hoàn toàn lâm vào hắc ám. Cũng không biết đi qua bao lâu. Dương Nghị Vân chậm rãi khôi phục ý thức, chờ hắn lại lần nữa thức tỉnh thời điểm, lại là phát hiện đã về tới U đều chi môn hắc ám thế giới. Sư phụ Huyết Anh thanh âm ở bên tai vang lên. Nói nhi, Dương Nghị Vân đứng dậy, thấy được đồ đệ. Sư phụ ngươi tỉnh, Huyết Anh cao hứng. Ta như thế nào ra tới? Dương Nghị Vân giờ phút này nhìn thoáng qua vẫn là ở hắc động ở ngoài địa phương. Huyết Anh nói. Phía trước ta nhìn đến trong bóng đêm có 6 ánh sáng màu mang lập lòe liền chạy tới thấy được sư phụ ngài nằm ở chỗ này. Dương Nghị Vân lần này minh bạch, nhân nên là Luân Hồi đem hắn tặng ra tới. Bất quá giờ phút này một cảm thụ, hắc động một khắc đầu đã không có Luân Hồi hơi thở, ngược lại là một cái âm trầm bất đồng cuồn cuộn động không đáy giống nhau không gian, ngẫm lại Luân Hồi lời nói, cái này hắc động một khắc đầu đó là U Minh giới không thể nghi ngờ. Nói cách khác hắn về sau tùy thời có thể thông qua nơi này tiến vào U Minh giới. Mà cảm thụ một chút nguyên thần nội thiên tâm. Hắn tức khắc ngây ngẩn cả người, cư nhiên không thấy. Thiên tâm biến mất. Chính là hắn nguyên thần lại là bất đồng, thậm chí còn hắn cảm nhận được toàn bộ U đều chi bên trong cánh cửa thế giới đều có bất đồng. Một cổ tử kỳ diệu cảm giác hiện lên ở trong lòng, nói không nên lời cảm giác, nhưng lại rất huyền diệu. Giờ khắc này Dương Nghị Vân biết là Luân Hồi giúp hắn mở ra thiên tâm chính là bàn cổ ý chí, trước kia không mở ra thời điểm chính là một đoàn xương mù giống nhau tồn tại với nguyên thần trong vòng, nhưng hiện tại mở ra lúc sau ý chí cùng hắn hoàn toàn dung hợp. Đây là cảm giác thế giới đều biến huyền diệu cảm giác. Dương Nghị Vân biết thiên tâm không phải biến mất,
mà là dung hợp ở nguyên thần trong vòng, đây là bản cổ ý thức dung hợp. Toàn bộ thế giới đều cho hắn cảm giác có bất đồng. Nhắm mắt đi cảm thụ đi thể hội nguyên thần phát sinh biến hóa, Dương Nghị Vân liền càng là phát hiện chính mình trừ bỏ nhỏ bé ở ngoài, còn thực vô tri. Đây là một loại cảm giác, từ bắt đầu huyền diệu, đến càng ngày càng nhiều cảm quan biến hóa, đột nhiên phát hiện hắn đối thế giới này từ quen thuộc đến xa lạ, lại đến vô tri, cuối cùng sợ hãi. Các loại các dạng cảm quan toàn bộ đều truyền tới hắn trong đầu, phi thường chân thật. Làm hắn như là một lần nữa nhận thức thế giới này giống nhau. Lúc này giống như là một đài siêu đại hình tin tức tiếp thu khí giống nhau trạng thái, hấp thu đến từ thế giới này tin tức biến hóa. Sư phụ! Sư phụ! Đúng lúc này Huyết Anh kêu to lại lần nữa vang lên đem hắn đánh gãy, từ loại trạng thái này chung ra tới. A Dương Nghị Vân có chút ngây người. Sư phụ ngài làm sao vậy? Huyết Anh cảm nhận được vừa mới sư phụ trên người không thích hợp, tựa hồ cho hắn một loại sợ hãi khí chàng. Nga, không có gì không có gì, nói như chúng ta nên đi ra ngoài. Chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân lấy lại tinh thần, hắn biết chính mình trên người biến hóa nguyên nhân, nhưng chuyện này rất khó cấp Huyết Anh giải thích, liền lừa gạt một câu. Bất quá lúc này hắn cũng thật là hẳn là đi ra ngoài. Bên ngoài còn có Tu La Vương phân thân biến thành biển máu chờ hắn. Sư phụ đi ra ngoài có thể có biện pháp đối phó Tu La Vương biển máu sao? Huyết Anh vẫn là có điểm lo lắng hỏi Dương Nghị Vân. Giờ khắc này Dương Mẫu Nhân đã từ cái loại này trạng thái điều chỉnh tốt chính mình, hiện tại hắn mới hiểu được, cái gì là bản cổ ý chí. Nghe đồ đệ hỏi chuyện, Dương Nghị Vân trên mặt có ý cười nói, có lẽ có thể đi nói nhi sợ sao? Không sợ, Huyết Anh trả lời sạch sẽ lưu loát. Dương Nghị Vân cười nói, hảo, không hổ là ta đồ đệ, nói nhi ngươi nhớ kỹ, thế giới cường đại nhất lực lượng vĩnh viễn là chính mình nội tâm, hoặc là nói là ý chí tư tưởng, chính ngươi tưởng có bao nhiêu cường đại, sẽ có rất cường đại. Một đoạn này lời nói là Dương Mẫu Nhân giờ phút này hiểu được, nhưng là Huyết Anh hộp A trong tai lại là cái hiểu cái không. Đương nhiên Dương Mẫu Nhân cũng không có cấp đồ đệ nói rõ ràng. Trước không nói cái này, đi rồi, đi ra ngoài, chúng ta đi xử lý phá biển máu xử lý hắn Tu La Vương phân thân. Dứt lời hết sức, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, mang theo Huyết Anh ngay sau đó ra U Đều Chi Môn. Bên ngoài như cũ là vô biên biển máu, mang theo ăn mòn nguyên thần cùng thân thể biển máu. Vô cùng vô tận biển máu từ lúc bắt đầu liền chuẩn bị muốn háo chết Dương Nghị Vân thầy trò. Nhưng hiện tại sao? Dương Mẫu Nhân ra tới lúc sau, khóe miệng giơ lên bộ dáng có như vậy vài phần tà ác. Phía trước hắn lòng có sợ hãi, hiện tại cũng là, như cũ có sợ hãi sợ hãi. Nhưng lại là hai loại hoàn toàn bất đồng tâm cảnh. Phía trước sợ hãi nguyên với đối cường đại địch nhân sợ hãi. Mà hiện tại sợ hãi, còn lại là đến từ đối thiên địa đại đạo thế giới nhận chi sợ hãi hoặc là nói kính sợ. Mặt khác, hắn Dương Mẫu Nhân từ dung hợp thiên tâm cũng hoặc là nói bản cổ ý chí lúc sau, đối thế giới bất luận cái gì địch nhân đều đem đã không có sợ hãi, từ nay về sau hắn chỉ đối đại đạo thế giới có kính sợ chi tâm. Hắn gan, đem vô địch cùng thế giới. Ít nhất trước mắt đối đại đạo đối thế giới là có điểm kính sợ có sợ hãi, đây là bởi vì hắn cảm nhận được thế giới cùng đại đạo thâm hậu biến hóa. Mà đối với bất luận cái gì sinh linh địch nhân, hoàn toàn đã không có chút nào sợ hãi chi tâm, đồng dạng cũng là đến từ đối thế giới cùng đại đạo lý giải biến hóa. Đây là bản cổ ý chí giao cho hắn tự tin, hoặc là nói đúng thiên địa thế giới đối tối cao đại đạo nhận thức mang đến chỗ tốt. Rầm rầm, U Đều Chi trước cửa phương 3 mét ở ngoài, biển máu ngập trời. Bọt sóng trăm trượng, nhìn như đối Dương Nghị Vân khởi xướng khinh thường khiêu chiến giống nhau. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười cười đối với Huyết Anh nói nhi đãi ở chỗ này, mặc kệ phát sinh chuyện gì, người đều không cần bước ra U Đều Chi Môn 3 mét ở ngoài, đã biết sao? Đã biết sư phụ, Huyết Anh ngoan ngoãn gật đầu. Hảo, chờ, vi sư đi một chút sẽ trở lại, xem vi sư luyện hóa này thiên tu la biển máu. Dương Nghị Vân nói chuyện một bước bước ra. Ra U Đều Chi Môn đen nhánh quang mang ở ngoài. Giây tiếp theo, Dương Nghị Vân tới rồi biển máu trong vòng. Bốn phương tám hướng huyết lãng mang theo rít gào nháy mắt đối với cuốn tịch mà đến. Giờ phút này Dương Nghị Vân lại là không hề có để ý bốn phía cuốn tịch mà đến biển máu, ngược lại đứng ở tại chỗ nhắm mắt lúc sau, đôi tay dựng lên ở trước ngực, kết ra một cái dấu tay, nếu là đối tế luyện chi đạo có hiểu biết người ở đây, nhất định sẽ nhận ra được. Dương Nghị Vân sở kết tay ấn, chính là phi thường bình thường thường thấy ngự hỏa tế luyện chi ấn.
Đây là bất luận cái gì một cái luyện đan sư đều sẽ ngự hỏa giấu tay, thậm chí động tế luyện chi đạo người đều sẽ dùng. Quá mức bình thường. Nhưng mà, bày ra cái này giấu tay lúc sau, Dương Nghị Vân không còn có bước tiếp theo hành động, sau đó hắn đã bị bốn phương tám hướng cuốn tịch mà đến biển máu chi lãng cấp cắn nuốt rớt. Thấy như vậy một màn, Huyết Anh tức khắc sốt ruột lên, mắt thấy sư phụ bị biển máu chi lãng cấp nuốt hết, Huyết Anh sốt ruột liền phải đi ra ngoài. Nhưng mới vừa động, cũng nhớ tới sư phụ nói qua, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không cần đi ra u đều chi môn phạm vi. Nghĩ đến đây Huyết Anh lại dừng lại, hắn tuyệt đối hẳn là tin tưởng sư phụ, thân là thiên địa dựng dục linh vật, Huyết Anh tự nhiên cảm nhận được nhà mình sư phụ từ từ u đều chi môn cái kia hắc động ra tới lúc sau đã xảy ra biến đổi lớn hơi thở, biến đều nhiên hắn cảm nhận được sợ hãi. Nghĩ đến sư phụ cường đại không phải hắn có thể lý giải, đơn giản Huyết Anh không ở đi ra ngoài, liền tại chỗ chờ. Hắn tin tưởng sư phụ. Ngay sau đó ở Huyết Anh trong mắt, đầy trời biển máu nuốt sống sư phụ lúc sau, càng thêm quay cuồng lên, tựa hồ như là ở nhảy nhót cao hứng. Dầm đông. Biển máu phiên thiên mà động, ở Huyết Anh trong mắt có biến hóa, cư nhiên bắt đầu co rút lại lên. Không bao lâu, đầy trời biển máu thu nạp ở cùng nhau, hóa thành một cái 3 mét đường kính tuyết cầu, nội loại có ẩn ẩn khắc văn loang loáng mà động. Ngay sau đó huyết cầu lần thứ 2 biến hóa dựng lên. Lại là hóa thành một tôn 3 mét cao lớn huyết người. Sinh lần đầu một đôi huyết giác, thân xuyên huyết sắc chiến bào, một khuôn mặt cùng toàn thân màu da thoạt nhìn đều là đỏ đậm chi sắc. Tổng thể nhìn lại chính là cá nhân hình. Nhưng Huyết Anh lại là biết đây là năm đại Tu La Vương phân thân hợp nhất lúc sau Tu La Vương phân thân. Ngay sau đó đinh tai nhức óc cuồng tiếu vang lên, oa ha ha ha. Dương Nghị Vân tiểu tử Nga không đúng, nhân nên là Thánh Thiên Đế. Ngươi cản rỡ tam thế có thể như thế nào, làm theo không được bị bổn vương cắn nuốt ở bụng, hiện giờ nhậm ngươi có tất cả bản lĩnh, cũng muốn bị bổn vương hóa thành thân thể một bộ phận, ha ha ha. Huyết Anh giờ khắc này có chút hoảng thần, thầy trò cư nhiên bị Tu La Vương phân thân cấp nuốt vào bụng, lại còn có phải bị luyện hóa. Đốn là hai tròng mắt mà xích đạo, ngươi mơ tưởng luyện hóa sư phụ ta muốn giết ngươi. A, à, ngươi cái này phản nghịch, vừa lúc bổn vương hôm nay cũng cùng nhau thu thập ngươi. Rõ ràng thân cụ ta Tu La huyết mạch, lại cố tình nhận giặc làm cha, người chết không đáng tiếc. Tu La Vương phân thân đối Huyết Anh phát ra bất mãn. Mà giờ phút này Huyết Anh đã quên mất sư phụ Dương Nghị Vân công đạo, không cho đi ra u đều chi môn 3 mét phạm vi, nghe được sư phụ bị Tu La Vương phân thân nuốt rất sau, sốt ruột dưới đi ra, hóa thành một đạo huyết quang trực tiếp nhằm phía Tu La Vương phân thân liều mạng. Huyết Anh sốt ruột dưới liều mạng. Nhưng Tu La Vương phân thân lại là cười to dựng lên, đối mặt Huyết Anh đánh sâu vào mà đến, bỗng nhiên ra quyền đầu, mang theo thây sơn biển máu khí thế một quyền tia chớp mà ra. Oanh! Một tiếng nổ vang dưới, trực tiếp đem Huyết Anh tạp phi. Năm đại phân thân dung hợp thực lực cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Huyết Anh ở kích thứ nhất đánh dưới liền có hại. Nhưng giờ phút này Huyết Anh hai tròng mắt đã một mảnh đỏ đậm chi sắc, hoàn toàn đỏ mắt. Trơ mắt nhìn sư phụ bị biển máu cắn nuốt, đứa nhỏ này trong lòng giao thoa cùng phẫn nộ chỉ có chính hắn biết. Giống giống. Bị Tu La Vương đánh bay đi ra ngoài, Huyết Anh ngừng ở vài trăm thước ở ngoài mới đứng vững thân hình, khóe miệng có máu lưu lại, nhưng lại là đối với Tu La Vương phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân huyết sát chi khí vờn quanh thực chất hóa lên. Hơi thở tăng nhiều một mảng lớn, lại lần nữa phóng đi. Bất quá lần này Huyết Anh toàn thân trực tiếp sương mù hóa. Hóa thành một đoàn huyết vũ khí. Bày ra ra tụ tán hình thái. Vài trăm thước ở ngoài Tu La Vương phân thân lại là cười lạnh lẩm bẩm, thật sự không hổ là thân cụ ta Tu La máu tinh linh, tụ tán thiên phú vẫn như cũ đến chân cảnh, đáng tiếc ngươi không thể vì bổn vương sử dụng, nhận giặc làm cha, bổn vương lưu không được ngươi, đã muốn tìm chết vậy đi tìm chết đi. Dứt lời Tu La Vương trong miệng thổ lộ, biển máu tụ tán, bát phương giam cầm. Ầm ầm ầm. Ở nặng nề chung Tu La Vương phân thân trên người có vô số đạo huyết khí tạc nứt mà ra, ngay lập tức chi gian khuếch tán cây số, trực tiếp hình thành một cái huyết khí thiên địa, đem Huyết Anh bao phủ ở trong đó. Nhưng là hiển nhiên Tu La Vương vẫn là coi thường Huyết Anh. Huyết Anh biến thành một đạo huyết vụ ở Tu La Vương cây số trong vòng vây quanh chung, thẳng tắp mà đi, không hề có dừng lại, biến thành chỗ, chính là đem Tu La Vương bày ra biển máu giam cầm chi võng cọ cọ phá tan, ngạnh sinh sinh tới rồi Tu La Vương phân thân trước người. Giống. Nháy mắt Tu La Vương ngực tạc nứt. Bị Huyết Anh thẳng đánh dưới phát ra một tiếng gầm rú.
lại là không nghĩ tới bị Huyết Anh một kích đục lỗ ngực. Đem sư phụ ta trả lại cho ta. Huyết Anh thanh âm đã mang theo một tia non nớt. Bổn vương muốn ngươi chết. Tu La Vương phân thân hiển nhiên là không nghĩ tới Huyết Anh có thể thương đến chính mình, cái này chính là bạo nộ rồi. Gào giống một tiếng, lại thấy Tu La Vương giữa mày một đạo vết máu ngay lập tức xuất hiện trực tiếp dừng ở Huyết Anh trên người. A! À, Huyết Anh phát ra một tiếng phi người kêu thảm thiết. Lại là toàn thân như là cháy giống nhau. Trên thực tế chính là Tu La chi hỏa, đây là Tu La Vương phân thân tự thân bản mạng chi hỏa. Không phải là nhỏ. Huyết Anh tuy rằng thiên phú cường đại, sức bật cũng cường đại, một kích thương tới rồi Tu La Vương phân thân, nhưng chung quy cùng Tu La Vương phân thân so sánh với thiếu chút nữa ý tứ. Mặc kệ là thực lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu phương diện đều như thế. Bị Tu La Vương phân thân lấy Tu La chi đốt cháy ở sau người, kêu thảm thiết một tiếng, nhưng lại như thế nào cũng dập tắt không được ngọn lửa. Lúc này Tu La Vương phân thân bàn tay to mà động, huyết quang đại tác phẩm dưới, lại là đem Huyết Anh cổ bóp chặt. Trực tiếp giam cầm ở trong tay, Tu La chi hỏa càng thêm tăng lớn dựng lên. Giờ phút này Huyết Anh toàn thân hơi thở ở yếu bớt. Lại là như cũ giãy giụa, trong miệng như cũ còn đang nói, đem sư phụ trả lại cho ta. Ha ha, bổn vương này liền làm ngươi cấp Dương Nghị Vân tiểu tặc kia đoàn tụ đi. Tu La vương cười lớn trong tay huyết khí càng thêm tăng lớn. Huyết Anh giãy giụa đình chỉ xuống dưới, mắt thấy liền phải đừng Tu La vương phân thân muốn mệnh. Nhưng liền tại đây một khắc, nguyên bản ý cười tràn đầy đắc ý vô cùng Tu La Vương phân thân lại là sắp tới đem diệt sát Huyết Anh hết sức, cả người bỗng nhiên chấn động. Hoảng sợ lên thét to, sao lại thế này? A a a a, giống giống giống. Tu La Vương phân thân đột nhiên liền kêu thảm thiết lên. Bóp Huyết Anh cổ tay cũng lỏng rồi rời ra, đến tận đây Huyết Anh xem như nhặt về tới một cái mệnh. Mà Huyết Anh nhìn phát cuồng kêu thảm thiết Tu La Vương phân thân, có điểm không rõ nguyên do. Vừa rồi còn tự tin tràn đầy lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, chuẩn bị tùy thời muốn chính mình mạng nhỏ Tu La Vương như thế nào đột nhiên liền kêu thảm thiết dựng lên. Rồi sau đó liền thấy Tu La Vương phân thân toàn thân run rẩy lên, một mặt dài đều bắt đầu vặn vẹo, nhìn càng thêm bộ mặt dữ tợn. Toàn thân đều huyết khí vần quanh, như là bị bập lửa thân thể. Đúng lúc này Huyết Anh lại là nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm vang lên, nói như lui ra phía sau, đi u đều chi môn đợi. Thanh âm này nghe vào Huyết Anh trong tai tức khắc đại hỉ. Sư phụ! Huyết Anh kích động kêu to, thanh âm này đúng là sư phụ Dương Nghị Vân thanh âm, hơn nữa là từ Tu La Vương thân thể trong vòng truyền ra tới. Mau đi, làm ngươi đừng ra u đều chi môn, chính là không nghe lời. Dương Nghị Vân mang theo vài phần trách cứ lời nói lại lần nữa vang lên. Là! Cái này Huyết Anh rốt cuộc yên tâm xuống dưới, sư phụ không chết, không chỉ có không chết. Ngược lại tiến vào Tu La Vương phân thân trong cơ thể sau, bắt đầu đối Tu La Vương khởi xướng phản kích, nhìn dáng vẻ lần này Tu La Vương phân thân nhất định phải bị sư phụ diệt vong. Một cái lắc mình Huyết Anh lại lần nữa về tới U đều chi môn 3 mét phạm vi. Bình tĩnh lại sau, Huyết Anh ngẫm lại cũng thật là chính mình quan tâm sẽ bị loạn, sư phụ U đều chi môn đều hảo hảo không có bất luận cái gì biến hóa, này thuyết minh sư phụ bị Tu La Vương phân thân nuốt vào bụng sau. Cũng không có chuyện gì, nếu không u đều chi môn liền đầu tiên có biến hóa. Yên tâm xuống dưới sau, Huyết Anh xích mục khôi phục bình thường, nhìn trong tầm mắt Tu La Vương phân thân ở kêu thảm thiết quay cuồng. Hiển nhiên là bị sư phụ cấp thu thập. Đích xác Dương mẫu nhân tự nhiên không có khả năng bị Tu La Vương phân thân dễ dàng như vậy liền cấp thu thập rớt. Ở phía trước đối mặt biển máu đột kích, hắn chút nào không nhúc nhích một chút. Là bởi vì hắn cảm nhận được Tu La Vương phân thân lực lượng cũng là có thể vì hắn sử dụng. Cho nên chính là thuận thế mà làm bị Tu La Vương nuốt vào bụng. Nhưng này đối Dương Nghị Vân tới nói, đảo cũng bất việc, muốn tan rã Tu La Vương phân thân, từ nội bộ bắt đầu nhất lao vĩnh giật. Hắn phải làm chỉ có một sự kiện, vậy luyện hóa Tu La Vương phân thân. Đến nỗi như thế nào luyện hóa, có thiên tâm ở hoặc là nói bản cổ ý chí tồn tại lúc sau, chính như luân hồi lời nói như vậy. Hắn sẽ đối toàn bộ thiên thể thế giới trong vòng vạn sự vạn vật đều sẽ có hiểu được, này trong đó tự nhiên liền bao gồm bất luận cái gì năng lượng, cũng như dạng bao gồm Tu La Vương biển máu chi lực, nói đến cùng Tu La Vương tuy rằng thuộc về U Minh biển máu U Minh giới sinh linh, lực lượng hệ thống cùng thần giới hoàn toàn bất đồng, nhưng U Minh giới cũng là ở thiên thể thế giới trong vòng. Cũng là bàn cổ phụ thần sáng tạo một bộ phận, sở hữu có được bàn cổ ý chí Dương Nghị Vân, bất luận cái gì lực lượng đều nhưng lĩnh ngộ đều nhưng hấp thu luyện hóa. Chỉ là tốn chút thời gian nghiên cứu một chút chuyện này.
Ở hắn tiến vào Tu La Vương phân thân trong cơ thể sau, liền cảm thụ buông ra bàn cổ ý chí cẩn thận thể ngộ Tu La Vương phân thân lực lượng bản chất, hoa điểm thời gian lúc sau, rốt cuộc tìm hiểu thấu triệt, tiếp được tự nhiên là bắt đầu hấp thu luyện hóa, càn khôn đạo chủng công vận chuyển dưới ở bàn cổ ý chí tối cao thêm vào hạ, hắn phát động đối Tu La Vương phân thân luyện hóa. Lúc này mới có vừa rồi một màn. Theo hắn vận chuyển công pháp hấp thu luyện hóa càng lúc càng nhanh, Tu La Vương phân thân ở kêu thảm thiết trung hóa thành đầy trời huyết vũ, cuối cùng lại hóa thành đầy trời biển máu, nhưng trung quy khó có thể làm ơn Dương Nghị Vân. Bởi vì Tu La Vương phân thân nguyên thần giờ phút này bị Dương Nghị Vân lấy bản cổ ý chí nhẹ nhẹ áp chế xuống dưới, như thế liền chủ động Tu La Vương phân thân bi kịch. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, đầy trời biển máu càng ngày càng nhỏ, Tu La Vương phân thân kêu thảm thiết cũng đình chỉ. 10 năm lúc sau, biển máu hoàn toàn biến mất. Lúc sau Dương Nghị Vân thân ảnh xuất hiện. Nhưng hắn lại là trong cơ thể phát ra 3 lần nổ vang. Toàn thân hơi thở cũng không ngừng bò lên 3 lần. Lại là ở luyện hóa hấp thu Tu La Vương năm đại phân thân lúc sau, Dương Nghị Vân tu vi cảnh giới nhảy tam cảnh giới, đạt tới thánh đạo 4 tầng cảnh giới. Mở hai mắt Dương Mẫu Nhân cười cười nói, Tu La Vương phân thân cũng bất quá như thế, nhưng biển máu chi lực đích xác có điểm ý tứ. Đối thần giới thần linh lại có tương khắc, trước sau 6 đại phân thân diệt vong, còn có cuối cùng 4 đại phân thân, ta nhưng thật ra chờ mong, nếu là luyện hóa hấp thu cuối cùng 4 cái Tu La Vương phân thân tu vi có thể đột phá đến thánh đạo mấy tầng đi. Nếm tới rồi ngon ngọt lúc sau, Dương Mẫu Nhân đã không có đối Tu La Vương phân thân sợ hãi lo lắng, ngược lại đánh chủ ý, muốn luyện hóa cuối cùng 4 cái Tu La Vương phân thân. Bất quá hắn hiện tại thật là có thực lực này tư bản. Không có người so với hắn càng thêm rõ ràng, bàn cổ ý chí đến tột cùng có bao nhiêu đại tiềm lực cùng cường đại, trách không được luân hồi đều có tin tưởng tương lai dựa hắn đi nghịch thiên, đi bổ toàn thiên đạo, thậm chí thay thế được. Ngẩng đầu nhìn phía chân trời, Dương Nghị Vân đôi mắt híp lại nói, không đến tuyển. Nói xong thu hồi ánh mắt, nhìn nơi xa U Đều Chi Môn cùng Huyết Anh, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động U Đều Chi Môn về tới hắn giữa mày, Huyết Anh tức khắc bay vọt lại đây. Phi phác ở Dương Nghị Vân trong lòng ngực. Sư phụ, được rồi, vi sư không có việc gì, nhưng ngươi về sau không thể như thế lỗ mãng hành sự, vi sư nếu là lại muộn một bước ngươi liền phải bị Tu La Vương phân thân cấp giết. Nói chuyện sờ sờ Huyết Anh đầu, ngoài miệng là nói như thế, nhưng tâm lý đối với cái này đệ tử càng thêm yêu thích, đứa nhỏ này vì hắn vẫn là tùy thời có thể đoan liều mạng, có đệ tử như thế, hắn thấy đủ. Nga, nói nhi đã biết, Huyết Anh ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó Huyết Anh hỏi, sư phụ kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Dương Nghị Vân nheo lại mắt, nhìn phía dưới bị hắn đánh vỡ thật lớn miệng núi lửa, lẩm bẩm, tìm linh một, thanh lý môn hộ. Số lấy 100 vạn kế Tu La tộc hoặc là nói bị Tu La Vương ma hóa thiên tộc ngũ hành gia tộc người phía trước tất cả đều bị Tu La Vương phân thân tế chính hắn biển máu, nhưng là linh một hơi thở còn ở, mà cái kia thánh yêu linh lão tam phản đồ không xuất hiện, tiểu tám đi tìm linh một cũng không tin tức. Nếu hiện tại diệt Tu La Vương năm đại phân thân, liền cấp đi tìm xem. Lại nói tiếp Dương Nghị Vân đối Tu La Vương phân thân vẫn là thực chán ghét, vì thế tự thân biển máu tăng cường lực lượng, không tiếc huyết tế mấy 100 vạn ma hóa Tu La tộc hoặc là nói thiên tộc ngũ hành gia tộc, bực này thủ đoạn thật sự tàn nhẫn, trong lòng nghĩ phải nhanh một chút rửa sạch rớt dấu ở thần giới mặt khác 4 đại Tu La Vương phân thân cùng một ít Tu La tộc, này đó Tu La tàn nhẫn căn bản không đem thần giới sinh linh đương hồi sự, không diệt trừ Dương Nghị Vân không yên tâm. Chưa chừng kia một ngày liền đem ma hóa đưa tới Vân Môn Thiên Đình. Lúc ấy hậu quả không dám tưởng tượng. Theo sau Dương Nghị Vân kéo Huyết Anh tay, thầy trò hai một cái lắc mình hướng về phía dưới miệng núi lửa bay đi, trực tiếp tới rồi miệng núi lửa nội giữa sườn núi, nơi này xuất hiện một cái thật lớn cửa đá, nhưng đã tan vỡ. Nơi đây đó là ngũ hành hỏa tộc hang ổ nhập khẩu, đáng tiếc hiện tại hẳn là bị chết không có gì người tồn tại. Hắn có thể cảm nhận được tiểu tám cùng linh một hơi thở còn ở sơn trong bụng. Linh một cùng tiểu tám hơi thở Dương Nghị Vân đều có thể cảm nhận được, lúc này vội vàng chạy tới nơi, hy vọng không có gì sự mới hảo. Còn có cái kia phản đồ thánh yêu linh lão tam, là cái đáng chết hạng người. Dương Nghị Vân sẽ không bỏ qua hắn. Toàn bộ sơn động trong vòng tiến vào sau, cũng không có trong tưởng tượng như là mê cung giống nhau sơn động xuất hiện, ngược lại là thẳng tắp thông hướng về phía càng sâu chỗ, cái này làm cho Dương Nghị Vân cùng Huyết Anh tốc độ nhanh hơn không ít. Vài phút sau lại là xuất hiện phân nhánh sơn động, nhưng Dương Nghị Vân có thể cảm thụ được tiểu tám cùng linh một hơi thở mà đi, đảo cũng tiết kiệm thời gian, càng là về phía trước đi đến phân nhánh sơn động con đường càng ngày càng phức tạp,
thật đúng là đi vào mê cung giống nhau. Hơn nữa Dương Nghị Vân cảm ứng tiểu tám cùng Linh một hơi thở, tốc độ kỳ thật một chút đều không chậm, vài phút sau bọn họ liền đến một chỗ chừng nửa cái sân bóng rổ đại hang động đá vôi trong đại sảnh. Nhưng kỳ quái chính là, tiến vào lúc sau, tiểu tám cùng Linh một hơi thở cư nhiên biến mất. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nhíu mày. Liền đối với Huyết Anh nói nhi mọi nơi tìm xem. Tốt sư phụ, Huyết Anh theo tiếng đi hướng bên kia. Dương Nghị Vân còn lại là hướng về tương phản phương hướng đi đến, cái này đại sảnh tuy rằng đại, nhưng là cũng không phức tạp, cũng không có gì tạp vật tồn tại, đều là một ít bàn đá ghế đá, cũng không có mặt khác đường ra xuất hiện, liếc mắt một cái là có thể quan sát toàn bộ đại sảnh tình huống. Hắn tin tưởng Linh một cùng tiểu tám hơi thở không thể hư không tiêu thất. Liền ở Dương Nghị Vân cùng Huyết Anh tiến vào cái này đại sảnh thời điểm, đại sảnh một tầng một gian mật thất chung, có một người lão giả toàn thân lập lòe thần quang. Nhưng không bao lâu liền nội liếm hơi thở, chỉ là trên mặt biến hóa không ngừng, có tam trương gương mặt ở giao nhau hiện ra. Nếu Dương Nghị Vân ở đây nói, nhất định sẽ nhận ra được, người này mặt bộ không ngừng biến hóa tam khuôn mặt, trong đó có hai khuôn mặt đúng là tiểu tám cùng Linh một. Như vậy đệ tam khuôn mặt đâu? Lại là người nào? Kỳ thật đã miêu tả sinh động. Không phải người khác, đúng là Thánh Yêu Linh Lão Tam. Lúc này Thánh Yêu Linh Lão Tam toàn thân thần quang tan đi. Trên mặt biến ảo cũng đình chỉ xuống dưới, biến thành tiểu tám khuôn mặt. Hiện lên quỷ dị ý cười lẩm bẩm, không hổ là thánh thiên đế trên đời, cư nhiên có thể cắn nuốt bổn vương năm đại phân thân, nhưng là kế tiếp đã có thể hảo chơi, bổn vương sẽ cho ngươi một cái đại đại kinh hỉ. Xuyên qua kinh thiên, cái này tiểu tám cư nhiên tự xưng bổn vương. Nếu là Dương Nghị Vân tại đây, tất nhiên kinh ngạc đến ngây người. Chỉ nghe hắn tiếp tục lẩm bẩm, cắn nuốt một cái thánh yêu linh lão tam. Ở cắn nuốt Linh một, hiện tại có ma hóa tiểu tám, rốt cuộc xem như có điểm điểm thực lực, dùng thần giới phép tính bổn vương cái này phân thân cũng có thể so với thánh đạo 5 tầng tồn tại, đợi chút nhìn xem không thể diệt Dương Nghị Vân kia tiểu tử, ha ha. Một phen lời nói lầm bầm lầu bầu, nhưng lại là lượng tin tức quá lớn. Không có người biết kỳ thật hắn chính là Tu La Vương phân thân chi nhất. Càng không có người biết, ở hành hỏa gia tộc lão tổ chung, hắn cái này Tu La Vương phân thân, là giấu ở ám. Không có cùng bất luận cái gì một cái phân thân liên hệ, mặt khác phân thân cũng không biết hắn tồn tại. Mọi người chỉ biết hắn chỉ là thiên tộc hành hỏa gia tộc một vị điệu thấp tộc lão, lại là không biết hắn chân chính thân phận là Tu La Vương phân thân, ở hành hỏa gia tộc có hai cái Tu La Vương phân thân. Lần này Linh một ẩn núp tiến vào, muốn phân hóa thiên tộc ngũ hành gia tộc, hắn chính là tương kế tự kế, đến nỗi Thánh Yêu Linh Lão Tam đã sớm bị hắn lấy bí pháp cấp khống chế, đương Linh một liên hệ Thánh Yêu Linh Lão Tam thời điểm. Đơn giản liền tương kế tự kế, đem bãi ở bên ngoài phân thân đẩy đi ra ngoài. Không nghĩ tới Dương Nghị Vân rất lợi hại, cư nhiên diệt sát cắn nuốt năm đại phân thân. Kế tiếp sự tình kỳ thật đơn giản, cái này phân thân hoàn toàn ma hóa Thánh Yêu Linh Lão Tam, lợi dụng Thánh Yêu Linh Lão Tam thân phận trái lại ma hóa Linh một, ở không lâu trước đây tiểu tám tìm mà đến sau lại ma hóa tiểu tám. Bên ngoài hết thảy đều ở hắn cảm giác chung, tự nhiên biết Dương Nghị Vân tìm tiến vào. Như thế liền biến hóa thành tiểu tám bộ dáng, chờ đợi Dương Nghị Vân tìm được hắn, đến lúc đó hắn sẽ cho Dương Nghị Vân một đòn chí mạng. Hắn sẽ là cười đến cuối cùng người. Đáng tiếc, thời gian có điểm hấp tấp còn không có hoàn toàn ma hóa rất Linh một cùng tiểu tám, chỉ có thể tạm thời áp chế bọn họ. Cái này Tu La Vương phân thân lầm bầm lầu bầu chung, nằm ở trên mặt đất, đôi mắt một bế làm bộ hôn mê qua đi, giờ phút này hắn cảm nhận được Dương Nghị Vân đã tới rồi trong đại sảnh. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, tự nhiên không biết ở tiểu tám cùng Linh một thân thượng đã xảy ra những việc này, cùng Huyết Anh tách ra tìm kiếm, rốt cuộc ở đại sảnh một góc tìm được rồi một chỗ trận pháp năng lượng dao động. Nói nhi lại đây đi, ta có phát hiện, Dương Nghị Vân kêu gọi Huyết Anh làm Huyết Anh đừng tìm. Chờ Huyết Anh lại đây sau, Dương Nghị Vân cẩn thận cảm thụ trước mặt tường đá, tựa hồ cũng không phải rất mạnh năng lượng dao động, ngay sau đó giơ tay bỗng nhiên một trường. Ầm vang. Một tiếng nổ vang lúc sau, Dương Nghị Vân một chưởng đánh qua đi, đá vụn bay múa, lại là bạo lực dưới trực tiếp đánh nát cửa đá. Đi vào đi xem đối Huyết Anh nói chuyện chung, Dương Nghị Vân bước vào cửa đá, đây là một gian mật thất. Đi vào liền nhìn đến trên mặt đất nằm một người, đúng là tiểu tám. Dương Nghị Vân vội vàng ngồi xổm xuống thân nâng tiểu tám, tiểu tám. Kêu to chung Dương Nghị Vân kiểm tia, a rồi một chút tiểu tám thân thể, lại phát hiện chỉ là hôn mê. Trong cơ thể pháp lực có chút tố loạn, cũng không có nhiều nghiêm trọng,
cái này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời vừa mới chuẩn bị cấp tiểu tám độ nhập pháp lực đánh thức hắn khi, lại là tiểu tám chậm rãi mở hai mắt nói, thánh chủ. Ta đây là ở đâu? Ở Dương Nghị Vân xem ra tiểu tám là bị người đánh vựng ở chỗ này, liền mở miệng nói, nơi này là một gian mật thất, đã xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào hôn mê ở chỗ này? Giờ phút này tiểu tám vẫy vẫy đầu dụi dụi mắt, nhìn qua ở nỗ lực hồi ức, một lát sau mới tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng nói, thánh chủ ta nhớ ra rồi, phía trước ta cảm ứng linh tôn hơi thở tiến đến, chính là ở cái này mật thất phát hiện thánh yêu linh lão tam cái kia phản đồ, hắn khống chế linh tôn áp chế ta, sau đó ta đã bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh, lúc sau cái gì cũng không biết, thánh chủ là ta vô dụng. Dương Nghị Vân nghe tiểu tám nói chuyện, nhíu mày nghi hoặc nói, không đúng a. Vừa rồi phía trước ta cùng nói nhi tiến vào thời điểm còn cảm nhận được ngươi cùng linh một hơi thở, nghe ngươi nói như vậy, linh tất cả nên còn ở nơi này. Kỳ thật Dương Nghị Vân chính mình cũng nghi hoặc, liền đối với Huyết Anh nói nhi mọi nơi tìm xem, nhìn xem cái này mật thất còn có hay không liên hoàn mật thất. Là sư phụ Huyết Anh gật đầu đi bốn phía xem xét. Mà lúc này Dương Nghị Vân như cũ nửa ngồi xổm nâng nửa nằm trên mặt đất tiểu tám. Huyết Anh tránh ra. Nửa nằm ở Dương Nghị Vân bên người tiểu tám trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Dương Nghị Vân trong đầu còn nghĩ như thế nào linh một, căn bản liền không có phòng bị bên người tiểu tám. Bất quá vẫn là mở miệng quan tâm nói, tiểu tám ngươi cảm giác thế nào? Tiểu tám nói, đa tạ thánh chủ quan tâm, ta cảm giác. Thực hảo. Thanh âm kéo lớn lên tiểu tám dứt lời, đối với Dương Nghị Vân tia chấp vươn tay, bỗng nhiên giơ tay một lóng tay đầu điểm ở Dương Nghị Vân giữa mày. Thình lình xảy ra biến hóa, Dương Nghị Vân ở không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống, trực tiếp đã bị tiểu tám giữa mày một lóng tay. Huyết thần ấn, cấm. Tức khắc tiểu tám cười ha ha, toàn thân khí thế bùng nổ. Tiểu tám ngươi. Dương Nghị Vân đại kinh thất sắc, nhưng lại là cảm nhận được toàn thân bị một cổ vô cùng thật lớn hơi thở áp chế, liền mặt nguyên thần nháy mắt đều đừng giam cầm, thân thể không động đậy. Hắn không nghĩ tới tiểu tám cư nhiên sẽ đối hắn ra tay. Không hề có phòng bị, lần này Dương Nghị Vân hãi hùng khiếp vía, nhưng càng có rất nhiều tức giận tận trời, trăm triệu không nghĩ tới tiểu tám sẽ đối hắn ra tay, đây là xích quả quả phản bội sao. Ha ha, thân ái thánh chủ đại nhân, người đáng chết. Giờ khắc này tiểu tám đứng dậy, nhưng ngón tay còn ở Dương Nghị Vân mi tâm, huyết quang đại tác phẩm gắt gao áp chế Dương Nghị Vân, vẻ mặt đắc ý nụ cười giả tạo. Nói chuyện chi gian khí thế biến đổi, đối Dương Nghị Vân lần thứ hai ra tay. Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy một đạo âm sát chi lực thẳng đánh chính mình nguyên thần. Ngươi không phải tiểu tám. Hắn cảm nhận được âm sát khí, này căn bản liền không phải thánh yêu. Linh lực lượng, tràn ngập âm ngoan thuộc tính. Đã biết a, nhưng, chậm, hiện tại ngươi đáng chết tiểu tám giữ tợn cười to. Dương Nghị Vân sắc mặt xanh mét, âm trầm nói, muốn ta mệnh, ngươi tìm lầm người. Dứt lời Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, trầm thấp nói. Bàn cổ ý chí cho ta khởi. Nếu là tiểu tám trực tiếp đánh sâu vào hắn thần hạch có lẽ còn có thể đối hắn tạo thành điểm thương tổn, nhưng đáng tiếc, tìm lầm đối tượng, cố tình công kích hắn nguyên thần. Thực không khéo, phía trước dung hợp bàn cổ ý chí, hiện tại hắn nguyên thần cường không phải nhỏ tí tẹo. Dương Nghị Vân phản kích cũng là ở cái này, tiểu tám công kích hắn nguyên thần thời điểm bắt đầu. Cười lạnh một tiếng vận chuyển nguyên thần chi lực, bàn cổ ý chí bùng nổ. Trực tiếp liền đối thượng, tiểu tám, này cổ âm sát thần hồn lực lượng. Kêu thảm thiết dựng lên. A, như thế nào sẽ, ngươi như thế nào sẽ. Vẻ mặt đắc ý tiểu tám hoảng sợ kêu lớn lên, hắn phát hiện chính mình thần hồn chi lực không chỉ có không có thương tổn đến Dương Nghị Vân ngược lại bị Dương Nghị Vân thần hồn lực lượng trung bộc phát ra một cổ tử làm hắn vô lực phản kháng lực lượng cấp nhẹ nhẹ quấn lên, bắt đầu một chút cắn nuốt. Cái này tiểu tám hoảng loạn lên, nhưng là đối Dương Nghị Vân tới nói. Lúc này mới bắt đầu, hắn cười lạnh nói cho ta ngươi là ai. Tiểu tám cùng linh vừa đi chỗ nào rồi, thành thật công đạo cho ngươi một cái thống khoái, nếu không làm ngươi sống không bằng chết. Ha ha, ta sợ quá, ha ha ha. Tiểu tám ngược lại cuồng thiếu lên. Lúc này Huyết Anh đi tới, hắn phát hiện cái này tiểu tám cư nhiên đối sư phụ ra tay, bất quá xem ra đã bị sư phụ phản kích chế phục, hắn cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Vội vàng lại đây nói, sư phụ ta từ trên người hắn cảm nhận được Tu La Vương hơi thở. Dương Nghị Vân vốn dĩ cũng là cảm nhận được trước mắt cái này tiểu tám trên người hơi thở có chút quen thuộc, nhưng không quá xác định, lúc này nghe được Huyết Anh nói,
tức khắc xác định xuống dưới, hiện tại một cảm thụ đích xác, trước mắt cái này tiểu tám trên người có Tu La Vương hơi thở, cái này làm cho hắn trong lòng ngược lại trầm xuống. Chẳng lẽ trước mắt tiểu tám lại là một tôn Tu La Vương không thành? Dương Nghị Vân ánh mắt như lưỡi đao giống nhau nhìn chằm chằm trước mắt tiểu tám trên người, đồng thời nguyên thần ở bàn cổ ý chí thêm vào hạ gắt gao áp chế đối phương thần hồn chi lực, phòng ngừa bạo khởi. Hắn tự hành trước mắt tình huống, cái này tiểu tám quyết định từ trong tay hắn trốn không thoát, phiên không ra cái gì bọt sóng tới, một khi có dị động hắn sẽ trước tiên hoàn toàn cắn nuốt đối phương nguyên thần. Ngược lại làm không nghĩ tới, cái này tiểu tám lại là quỷ dị cười nói, không tồi, chuyện tới hiện giờ bổn vương ngả bài, không sai bổn vương chính là Tu La Vương một cái khác phân thân, ha ha, ngươi cho rằng cuốn lấy bổn vương nguyên thần sao, vậy ngươi cũng quá coi thường bổn vương. Lúc này Dương Nghị Vân cảm giác không đúng, không chút do dự liền thúc giục nguyên thần chi lực. Hắn cảm giác trước mắt tiểu tám muốn tạc. Quả nhiên hắn động thủ một khắc, cái này tiểu tám bỗng nhiên không màng chính hắn nguyên thần, toàn thân huyết sát đại tác phẩm, đối với Dương Nghị Vân bỗng nhiên xuất kích. Dương Nghị Vân lại là trực tiếp cắn nuốt đối phương nguyên thần. A! À, hét thảm một tiếng từ trước mắt tiểu tám trong cơ thể truyền ra. Dương Nghị Vân đồng thời ngực ăn một kích. Chạm vào. Tức khắc bị đánh bay đi ra ngoài. Phốc một búng máu dịch phun ra. Giống. Huyết anh động, hóa thành một cổ huyết vụ thẳng đến cái này tiểu tám, nhưng là lúc này đây lại thấy cái này tiểu tám quỷ dị cười, phất tay chi gian lòng bàn tay một cái vết máu hình thành, cùng huyết anh đối chạm vào. Ầm vang. Huyết anh cũng bay ngược đi ra ngoài, nện ở mật thất trên tường không có ở bò dậy. Dương Nghị Vân lau khóe miệng vết máu, hắn sợ ngây người, đối mặt trước mắt tiểu tám, hắn thật sự có chút xem không hiểu, hoặc là nói cái này hoàn toàn tin. Cái này tiểu tám chính là Tu La Vương phân thân không thể nghi ngờ. Vừa rồi hắn cắn nuốt một cái nguyên thần, nhưng là Tu La Vương lông tóc vô thương. Ngược lại toàn thân hơi thở tăng nhiều, hắn hiện giờ là thánh đạo 4 tầng thực lực, rõ ràng cảm nhận được trước mắt Tu La Vương thực lực hơi thở tuyệt đối có thánh đạo 5 tầng. Kia vừa rồi hắn hấp thu nguyên thần là chuyện như thế nào? Dương Nghị Vân trong lòng có điều hiểu ra. Nghĩ tới một vấn đề, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn biết muốn tốc chiến tốc thắng mới được, cái này Tu La Vương phân thân cùng mặt khác Tu La Vương phân thân đều không quá giống nhau, quá xảo trá. Đến nỗi thực lực của hắn, Dương Nghị Vân còn lại là chút nào không để bụng, hiện giờ lấy hắn thánh đạo 4 tầng thực lực, đối mặt một cái thánh đạo 5 tầng thật đúng là không có gì sợ quá. Hắn lo lắng chính là Tu La Vương bản thân, hoặc là nói thân thể hắn. Vừa rồi rõ ràng cắn nuốt sớt một cái nguyên thần, còn phát ra hét thảm một tiếng. Nhưng cái này biến ảo thành tiểu tám Tu La Vương phân thân, cư nhiên chút nào không đã chịu ảnh hưởng. Đây là làm hắn sinh ra hoài nghi địa phương. Dương Nghị Vân hiện tại hoài nghi, sợ là phía trước hết thảy đều tưởng sai rồi. Mà chân chính tiểu tám, linh một thậm chí là thánh yêu linh lão tam còn có mặt khác thánh yêu linh chi tử, đều cùng trước mắt cái này Tu La Vương phân thân có quan hệ. Dương Nghị Vân nghĩ đến, vô cùng có khả năng tiểu tám bị cái này Tu La Vương phân thân cấp ma hóa ở trong thân thể. Kế thừa tiểu tám biến ảo thiên phú, thậm chí còn có hắn không muốn suy nghĩ, nhưng lại không thể không tưởng chính là. Linh một cũng là có khả năng cũng ở bị cái này Tu La Vương phân thân cấp ma hóa rớt. Nếu thật là nói như vậy với hắn mà nói, là cái tin tức tốt, cũng là cái tin tức xấu. Tốt là, linh một cùng tiểu tám thật bị Tu La Vương ma hóa tại thân thể, vô cùng có khả năng sẽ không chết, có lẽ còn có một đường hy vọng. Hư chính là. Cái này Tu La Vương phân thân xảo trá, khả năng cố ý lưu trữ linh một cùng tiểu tám, tới kiềm chế chính mình. Lúc này đối diện Tu La Vương phân thân nhìn Dương Nghị Vân nói, nhưng thật ra coi thường ngươi, trên người của ngươi như thế nào sẽ có như vậy hằng cổ lực lượng, đó là cái gì? Đích xác đối với Tu La Vương tới nói, có điểm tính sai, hắn không nghĩ tới Dương Nghị Vân nguyên thần trong vòng có một cổ cường đại đến làm hắn đều vô lực phản kháng khí thế chi lực tồn tại, bạch bạch lãng phí một cái nguyên thần. Đương nhiên với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, đó là thánh yêu linh lão tam nguyên thần, nếu không phải vừa rồi quyết đoán vứt bỏ, chính hắn đều sẽ thu được ảnh hưởng. Lúc này Tu La Vương không chuẩn bị cùng Dương Nghị Vân dây dưa đi xuống, tiểu tử này nguyên thần trong vòng kia cổ lực lượng, làm hắn cảm thấy thật sâu uy hát yêu ta. Nhưng lại phi thường tò mò Dương Nghị Vân nguyên thần trong vòng kia cổ lực lượng rốt cuộc là cái gì? Nhịn không được hỏi ra tới. Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói. Ngươi trả lời trước ta một vấn đề, ta liền thỏa mãn ngươi như thế nào? Ha ha, có thể. Ở Tu La Vương nghĩ đến, hắn muốn chạy,
chỉ bằng Dương Nghị Vân còn lưu không dưới hắn, nhưng là đối Dương Nghị Vân trên người cái loại này lực lượng, hắn lại là thực để ý, có thể làm hắn cảm nhận được uy hát Iota lực lượng thật đúng là không nhiều lắm. Ngươi chính là ma hóa linh một cùng tiểu tám, Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi. Tu La Vương phân thân không chút do dự nói, không tồi, có thể nói lần này thiên tộc ngũ hành ma hóa, năm đại phân thân hội tụ ở bên nhau, đều là bổn vương một tay thúc đẩy, đương nhiên ít nhiều thánh yêu linh lão tam thân phận, mới làm bổn vương thuận lợi ma hóa linh một, xử lý kia những cái đó thánh yêu linh, kỳ thật bổn vương đã sớm phát hiện thánh yêu linh lão tam cùng hỏa tộc lão tổ chi gian là chuyện như thế nào, trực tiếp thay thế, đến nỗi linh một cùng tiểu tám tạm thời còn dư lại một sợi còn sót lại thần hồn ý thức. Nhưng bổn vương nếu không bao lâu liền sẽ hoàn toàn ma hóa hầu như không còn. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, nhưng mặt ngoài lại là bất động thần sắc gật gật đầu, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, nói như thế tới thánh yêu linh lão tam không có phản bội, hết thảy đều là trước mắt cái này Tu La Vương phân thân dở cho quỷ. Nói cho ta ngươi nguyên thần trong vòng đó là cái gì lực lượng? Tu La Vương nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân hỏi. Hảo, ta đây liền nói cho ngươi, ta đó là U đều chi môn khai. Dương Nghị Vân lại là trực tiếp mở ra U đều chi môn. Hắn biết đối với một cái có thể so với thánh đạo 5 tầng Tu La Vương phân thân tới nói, muốn đào tẩu khả năng thật thực dễ dàng, nhưng là hắn không chuẩn bị phóng hắn rời đi, giết như vậy nhiều thánh yêu linh, linh một cùng tiểu tám thần hồn ý thức còn ở trong thân thể hắn, nói cái gì đều không thể làm Tu La Vương đào tẩu, hắn muốn tiêu diệt chi sát chi, chỉ cần có một đường hy vọng đều phải cứu một cứu linh một cùng tiểu tám. Mà U đều chi môn một khi mở ra, Dương Nghị Vân tin tưởng chẳng sợ hắn chính là Tu La Vương bản tôn cũng mơ tưởng đào tẩu. Giữa mày điểm đen chợt lóe mà ra. Ngay lập tức toàn bộ đại sảnh đều thành hắc ám, Dương Nghị Vân trực tiếp mở ra U đều chi môn. Tiểu tử ngươi không nói tín dụng, cho rằng dùng một cái hắc ám không gian là có thể lưu lại bổn vương sao, chê cười, xem bổn vương phá ngươi không gian. Tu La Vương phân thân mang theo nỗ lực mắng. Nhưng mà đi động thủ thời điểm lại là phát hiện, này một phương hắc ám thiên địa chung, cư nhiên có một cổ vô hình lực lượng giam cầm ở trên người hắn, pháp lực vận chuyển không được. Dương Nghị Vân xuất hiện ở U đều chi môn, nhìn Tu La Vương phân thân nói, ngươi ta là địch, giết ta như vậy nhiều thánh yêu linh, vì sao phải đối với ngươi giảng tín dụng? Hảo hảo hảo, bổn vương làm ngươi hối hận. Dứt lời toàn thân huyết quang mà động, lại là huyết hồn ở cấm kỵ chi thuật hạ thúc dục. Pháp lực vận chuyển không được, nhưng là thân là Tu La Vương phân thân, một ít cấm thuật vẫn như cũ hữu dụng. Ở Dương Nghị Vân trong mắt lại là thấy được Tu La Vương trên người hiện lên hai cái hư ảnh, đúng là linh một cùng tiểu tám, toàn thân đều là một thế hệ đạo đạo huyết sắc khắc văn quấn quanh, nhìn qua dị thường thống khổ. Ha ha, tiểu tử phóng bổn vương đi ra ngoài, nếu không bổn vương rời đi làm ngươi này hai cái thủ hạ hồn phi phách tán, bổn vương huyết hồn chi hỏa, thiêu tàn hồn chỉ là nhất niệm chi gian mà thôi. Tu La Vương phân thân cười lớn uy hát Iota Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân lúc này lại là cả người đại chấn, thấy được linh một cùng tiểu tám sau, hắn thật đúng là ngây ngẩn cả người. Thánh chủ, không cần quản chúng ta, động thủ giết hắn, hắn là Tu La Vương phân thân, tương lai cùng Tu La Vương bản tôn hợp nhất, sẽ là thánh chủ ngươi cường đại nhất địch nhân, giết hắn linh một tàn hồn hư ảnh ở huyết sắc lửa ma dưới thống khổ dẫy dụa đối với Dương Nghị Vân kêu gọi. Giờ khắc này Dương Nghị Vân thật đúng là lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Ha ha, tới a, sát a, ở giết ta phía trước, bọn họ chết trước. Tu La Vương phân thân không có sợ hãi. Còn đừng nói, này một uy hát Iota đối Dương Nghị Vân tới nói thật là tử huyệt. Bởi vì Dương mẫu nhân cho tới nay chính là kiên trì trọng cảm tình giảng nghĩa khí vì đệ nhất người. Linh một cùng tiểu tám không chỉ có là hắn cấp dưới. Ở Dương Nghị Vân trong lòng càng là đưa bọn họ trở thành huynh đệ bằng hữu, huống chi linh một đôi vân môn thiên đình thành lập là có công lớn, liền tính là tiểu tám bọn họ này đó thánh yêu linh, từ đi theo hắn từ chúng thần vực đi ra sau, cho tới nay liền không nhàn rỗi, đều bị linh nhất phái đi ra ngoài hỏi thăm tình báo, đều có công với vân môn thiên đình. Hiện tại Tu La Vương uy hát Iota giống nhau, không bỏ hắn rời đi U đều chi môn khiến cho linh một cùng tiểu tám hồn phi phách tán. Điểm này là thật làm Dương Nghị Vân lâm vào khó xử chi cảnh. Cứ việc linh một thần hồn hô to làm hắn giết, nhưng Dương Nghị Vân không hạ thủ được. Thánh chủ động thủ, chúng ta liền tính là có thể tồn tại cũng là tàn phách tàn hồn, không có biện pháp dừng chân hậu thế, người nếu không động thủ, làm Tu La Vương chạy đi, ta cùng tiểu tám cũng là tử lộ một cái, động thủ giết hắn. Linh một cuồng loạn hò hét.
Dương Nghị Vân nội tâm run lên. Hắn biết Linh vừa nói không sai. Hôm nay cái này dưới tình huống, hắn cũng không có khả năng thả chạy Tu La Vương cái này phân thân, nhưng cũng thật là không hạ thủ được Tu La Vương phân thân, bởi vì sát Tu La Vương phân thân, cũng liền ý nghĩa sát Linh một cùng tiểu tám. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải cái này cẩu huyết cục diện. Sư phụ ta đến đây đi. Liền ở Dương Nghị Vân lòng tràn đầy rối rắm thống khổ thời điểm, Huyết Anh thanh âm vang lên. Cái này làm cho Dương Nghị Vân sửng sốt, hắn trầm mặc đi xuống. Ngay sau đó Huyết Anh ra tay. A, à, ngươi cái phản đồ bổn vương sớm hay muộn sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Tu La Vương kêu thảm thiết vang vọng ở u đều chi môn vô biên hắc ám, cuối cùng càng ngày càng nhỏ. Huyết Anh nhưng không có cái loại này rối rắm, dứt khoát lưu loát trực tiếp liền đem Tu La Vương cái này phân thân xử lý. Ở Dương Nghị Vân áp chế giam cầm dưới tình huống, Tu La Vương cái này phân thân chính là bản thượng thịt cá, Huyết Anh giết hắn không cần tốn nhiều sức. Dương Nghị Vân có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, chung quy hắn là cam chịu đồ đệ cách làm. Thậm chí có thể nói là làm hắn đã không có gánh nặng. Ít nhất đối Linh một cùng tiểu tám áy náy sẽ thiếu điểm. Sư phụ giải quyết Huyết Anh thanh âm thực bình tĩnh, kỳ thật hắn là phi thường thông minh, biết sư phụ nội tâm rối rắm cùng thống khổ, chủ động đứng ra giết Tu La Vương phân thân. Ân, Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua Huyết Anh đối cái này đồ đệ có như vậy một chút lạnh nhạt, hoặc là nói là đối chính hắn có điểm thất vọng. Hạ không tâm, cư nhiên còn muốn đồ đệ tới chùi đít. Linh một cùng tiểu tám cũng tiêu tán, hắn nội tâm đích xác cùng thống khổ. Vô tận trong bóng đêm thực yên tĩnh. Đột nhiên Dương Nghị Vân trong lòng vừa động. Vội vàng đôi tay múa may dựng lên. Trong bóng đêm không khí dao động đại động. Có bản cổ ý chí tồn tại, hơn nữa hắn lấy lực chứng đạo, còn có u đều chi bên trong cánh cửa bản thân chính là hắn thế giới. Đối nơi này hết thảy nhất mẫn cảm, Dương Nghị Vân cảm nhận được có hai lũ phi thường mỏng manh hơi thở, đúng là Linh một cùng tiểu tám hơi thở. Vội vàng động pháp, bắt đầu ngưng tụ thu thập. Ngay sau đó hai luồng xanh biếc quang điểm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong. Đúng là Linh một cùng tiểu tám cuối cùng còn sót lại mỏng manh thần hồn. Cái này làm cho hắn trong lòng kích động lên. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chỗ. Có lẽ có thể cho tiểu tám cùng Linh một sống sót, hoặc là nói này đây một loại khác phương thức sống sót. Cái này địa phương đó là lục đạo luân hồi. Linh một cùng tiểu tám tàn hồn quá mức mỏng manh, không đủ để ngưng tụ thần thể. Nhưng lại có thể thông qua lục đạo luân hồi chuyển sinh. Tuy rằng hắn cũng không xác định sẽ chuyển sinh đến kia một đạo đi, nhưng chỉ là sẽ sống sót, chỉ cần sống sót, là có thể không ngừng chuyển sinh đi xuống, một ngày nào đó hắn chữa trị lục đạo luân hồi, liền sẽ làm luân hồi tìm được bọn họ. Này xem như kết cục tốt nhất. Trong lòng bàn tay hai luồng tàn hồn đã không có ý thức, Dương Nghị Vân không có biện pháp cùng bọn họ câu thông, thở dài một tiếng, đi tới u đều chi bên trong cánh cửa hắc động. Hoặc là nói gọi là luân hồi cửa thông đạo. Lúc trước luân hồi chi linh cho hắn nói qua, hắn về sau có thể trực tiếp từ nơi này đưa vào U Minh giới. Dương Nghị Vân tưởng hồi thông suốt quá nơi này có một ngày tiến vào U Minh giới đi, nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ nhanh như vậy đưa hai cái huynh đệ nhập luân hồi. Tâm tình có điểm phức tạp, nhìn trong lòng bàn tay mỏng manh tàn hồn, Dương Nghị Vân lẩm bẩm, kiếp sau tái kiến. Dứt lời hắn vận chuyển pháp lực đem Linh một cùng tiểu tám tàn hồn đưa vào luân hồi trong thông đạo. Hắn chưa tiến vào, bởi vì hiện tại đi vào chính là trực tiếp tiến vào U Minh giới đi. Từ lần trước ra tới lúc sau, hắn liền biết luân hồi chi linh đã không còn cái này trong hắc động, chỉ là cho hắn để lại một cái liên tiếp lục đạo luân hồi thông đạo. Chờ hắn đem thần giới vấn đề giải quyết, đó là hắn tiến vào lục đạo luân hồi nhập U Minh giới thế giới, mặc kệ có thể hay không tìm được Liễu Lanh Canh. Hắn đều phải đi xem, cũng muốn nhập U Minh giới biển máu giết Tu La Vương chân thân. Đây là hắn cần thiết phải làm. Hiện tại tính lên, thần giới còn dư lại ba cái Tu La Vương phân thân, cũng không biết ở phương nào, nhưng là hắn tin tưởng sớm hay muộn sẽ tìm được, thậm chí còn chịu có thể đều không cần muốn hắn đi tìm, đối phương sẽ chủ động tìm hắn. Trước sau giết bảy đại Tu La Vương phân thân, Dương Nghị Vân tin tưởng mặt khác ba cái phân thân cũng ngồi không yên. Ở luân hồi cửa thông đạo đứng thẳng hồi lâu lúc sau, Dương Nghị Vân mới đối Huyết Anh nói nhi đi rồi. Ngay sau đó cùng Huyết Anh ra tới, thu hồi u đều chi môn, thầy trò hai cái vẫn là ở cái kia mật thất đại sảnh. Nơi này sự tình giải quyết. Thiên tộc ngũ hành gia tộc xem như hoàn toàn hủy diệt, đương nhiên không phải chết ở trên tay hắn, mà là chết ở Tu La Vương phân thân trong tay, tất cả đều bị huyết tế.
Ngày hôm sau Dương Nghị Vân cùng Huyết Anh về tới Vân Môn Thiên Đình. Trở về lúc sau, Dương Nghị Vân tính toán nghĩ cách đi tìm dưới thân ba cái Tu La Vương phân thân rơi xuống hết sức, toàn bộ thần giới lại là đã xảy ra một chuyện lớn. Hơn nữa hắn không nghĩ tới chuyện này, còn cùng hắn có quan hệ. Ngày này hắn ở Thánh Thiên Đế Trung, đột nhiên cảm nhận được một cổ tử áp lực. Trong lòng nhảy dựng, lại là không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm nhận được toàn bộ thần giới thiên địa đều tại đây một khắc đại biến. Một bước bước ra trực tiếp tới rồi Nam Thiên Môn ngoại. Quả nhiên ngoại giới phía chân trời là mây đen che trời, sấm sét ầm ầm cảnh tượng. Xem thiên tượng không đúng. Có quỹ đạo đáng nói, tựa hồ phương Bắc là ngọn nguồn. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến có thể hay không là âm dương đạo thống. Tu luyện nhập thánh nói chi cảnh sau, bản thân liền có một ít bản năng biết trước thiên phú, cái này ý niệm toát ra tới sau, Dương Nghị Vân ngẫm lại còn thật có khả năng, phương hướng là đúng, hơn nữa lớn như vậy động tĩnh, quả thực trải rộng thần giới, có lẽ chỉ có những cái đó nhất đẳng nhất thánh đạo cường giả mới có thể dẫn phát lớn như vậy động tĩnh. Vừa định nếu là không phải đi nhìn xem thời điểm, một đạo giao thoa thanh âm ở hắn trong óc vang lên. Vân tử là tề thánh hơi thở, hắn vô cùng có khả năng đánh thượng âm dương đạo thống đi. Thanh âm này lại là ánh trăng thanh âm. Dương Nghị Vân sửng sốt, trong đầu hiện ra một thân bạch y tề thánh thiên đế tới. Cái kia tự xưng là thánh thiên đế huynh đệ người. Lúc trước hắn mang theo ánh trăng hồi Vân Môn Thiên Đình thời điểm, tự nhiên cũng mời tề thánh thiên đế cái kia tu vi ở hắn xem ra sâu không lường được ra hỏa hồi Vân Môn Thiên Đình. Về sau Vân Môn Thiên Đình lại đem nhiều một tôn chân chính đại thần. Nhưng tề thánh thiên đế cự tuyệt hắn, nói là có một ít việc hắn muốn đi làm. Lúc ấy vẫn là chính mình mặc kệ chuyển sinh mấy đời vĩnh viễn đều là hắn đại ca. Hiện tại nghe được ánh trăng truyền âm, Dương Nghị Vân trong lòng mặc danh run rẩy một chút. Chưa chừng tề thánh thiên đế tên kia thật đúng là đi tìm âm dương đạo chủ đánh nhau. Vì cái gì đánh nhau? Vì hắn Dương Nghị Vân đánh nhau, bởi vì Dương Nghị Vân đối tề thánh thiên đế cùng ánh trăng nói qua hắn cùng âm dương đạo chủ chi gian ăn Tết. Tề thánh nói phải cho hắn làm điểm cái gì, hiện tại ngẫm lại, còn thật có khả năng là vì hắn cái này đại ca đi báo thù. Muốn thật là như thế, Dương Nghị Vân liền không thể nhìn, mặc kệ thế nào, hắn đều phải đi xem là chuyện như thế nào. Nguyệt Nhi đừng nóng vội, ta liền đi xem. Dương Nghị Vân trở về ánh trăng một câu. Ta và ngươi cùng đi, kia âm dương đạo chủ là một phương đạo chủ, cũng không phải là dễ chọc hạng người. Ánh trăng lo lắng nói. Không được. Ngươi hiện tại còn ở vào thời kỳ dưỡng bệnh gian, thân là Vân Môn Thiên Đình ánh trăng, gắn bó Thiên Đình tu luyện hoàn cảnh, ngươi trách nhiệm trọng đại, tất cả mọi người trông cậy vào các ngươi, ta đi liền hảo, cứ như vậy, yên tâm đi, sẽ không có việc gì, tề thánh tu vi cao thâm, âm dương đạo chủ cũng không làm gì được hắn. Dương Nghị Vân nói chuyện vung tay lên mở ra cánh cửa không gian một bước bước ra biến mất ở Nam Thiên Môn. Hắn tuy rằng như vậy an ủi ánh trăng, nhưng là nói thật. Đối tề thánh tu vi thật đúng là không hiểu biết, không biết tề thánh có hay không cái kia thực lực đi cùng âm dương đạo chủ chém giết. Lúc này hắn không lựa chọn, mặc kệ như thế nào đều phải đi xem đến tột cùng, rốt cuộc có phải hay không tề thánh đi tìm âm dương đạo chủ. Nếu là, gia hỏa này hoặc là điên rồi, hoặc là liền thật là thực lực cường đại tới rồi hắn đều không thể tưởng tượng nông nỗi, nếu không một người dám đi chiến một cái đạo thống. Dương Nghị Vân trong lòng rất rõ ràng. Hắn tuy rằng chém giết quá âm dương đạo thống phân thân, nhưng là không đại biểu âm dương đạo chủ bản tôn liền không cường đại. Tương phản dựa theo trước kia linh một cùng thỏ ra bọn họ nói, thân là một phương đạo thống chi chủ hạng người, không hề nghi ngờ đều đem là thần giới đứng đầu tồn tại. Cái này đứng đầu Dương Nghị Vân không rõ ràng lắm, là nhiều đứng đầu. Lúc trước linh một cùng thỏ ra cũng chưa nói minh. Nhưng thánh đạo 9 tầng, đó là tu luyện đỉnh. Một phương đạo thống đạo chủ tu vi có bao nhiêu cường? Là thánh đạo mấy tầng? Thánh đạo 8 tầng vẫn là đỉnh 9 tầng. Dù sao sẽ không kém nhiều ít. Kỳ thật hắn đối tề thánh ngay từ đầu là không có gì cảm giác, nhưng là từ xem qua tề thánh cùng thánh thiên đế những cái đó ký ức hình ảnh sau, chẳng sợ không phải chính mình tự mình trải qua hình ảnh, Dương Nghị Vân như cũ đối tề thánh có hảo cảm, cũng rõ ràng tề thánh cùng thánh thiên đế chi gian cái loại này huynh đệ chi tình. Lúc này biết được có khả năng là tề thánh đi đánh thượng âm dương đạo cung sau, Dương Nghị Vân trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Hắn đột nhiên có chút minh bạch ngày đó cùng tề thánh nói chuyện phiếm, phản ứng lại đây tề thánh đi âm dương đạo thống, vô cùng có khả năng là vì hắn cái này đại ca đi tìm bãi. Trong lòng ra tới cảm động ở ngoài, dư lại chính là lo lắng.
Dù sao cũng là một phương đạo thống, hơn nữa vẫn là nhãn hiệu lâu đời đạo thống, âm dương đạo chủ không hảo sống chung là xác định vững chắc, cũng không biết âm dương đạo thống còn tồn tại nhiều ít thánh đạo cường giả. Dương Nghị Vân trong lòng có chút lo âu, đương hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tới rồi âm dương đạo thống địa bàn. Ầm ầm ầm, phía chân trời phía trên tiếng sấm rung trời. Mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét, không khí vô cùng áp lực, giống như tận thế. Dương Nghị Vân thấy được một tòa không trung chi thành như ẩn như hiện ở mây đen lôi điện bên trong. Hắn tuy rằng không có tới quá âm dương đạo thống, nhưng cũng biết kia tòa huyền phù ở không trung núi lớn thành trì hẳn là chính là âm dương đạo thống nơi. Một cái lắc mình Dương Nghị Vân trực tiếp lên trời mà đi. Ở sắp tiếp cận thời điểm, hắn thấy được một tòa núi lớn, phi thường thật lớn, phía trước nhìn đến thành trì, nguyên lai chỉ là một cái sơn môn môn hộ, liền biết chân chính âm dương đạo thống phi thường thật lớn. Hắn sở thấy được chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Phía trước có một cổ vô hình lực lượng kết giới cách trở, Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng lại là một chương mà ra. Oanh! Nổ vang dưới, hắn một trường ở kết giới thượng đánh ra một cái động lớn, trực tiếp đi vào. Giờ phút này cả tòa huyền phù núi lớn ở hắn trong tầm mắt. Như là một tòa to lớn bảo tháp giống nhau. Lúc này ở tháp tiêm phía trên, có hai bóng người ở đối cầm. Nhất bạch nhất hắc tưởng thành rõ ràng đối lập. Tuy rằng cách đến xa, nhưng Dương Nghị Vân vẫn như cũ ánh mắt đầu tiên liền nhận ra bạch y nhân đúng là tể thánh, mà hắc y nhân nhìn cũng quen thuộc, đúng là năm đó hắn chém giết âm dương đạo chủ phân thân, sở bất đồng chính là, không có che đậy khuôn mặt, không hề nghi ngờ đó là âm dương đạo chủ bản tôn. Ở hai người bốn phía còn lại là xuất hiện hơn 20 người, vần quanh một vòng, hiển nhiên là vây quanh chi thế. Một đám hơi thở cường đại ít nhất đều là thánh đạo một tầng, trong đó thậm chí còn có Dương Nghị Vân đều cảm thụ không đến tu vi tồn tại, hiển nhiên ít nhất là siêu việt thánh đạo 5 tầng cường giả tồn tại. Dương Nghị Vân hiện giờ là thánh đạo 4 tầng tu vi, hắn có thể cảm nhận được thánh đạo 5 tầng cấp bậc hơi thở, nhưng là 5 tầng trở lên, liền nhìn không thấu. Mà giờ phút này ở hơn 20 người chung ít nhất có 4 người là hắn nhìn không thấu mà cảm nhận được hơi thở tồn tại, dư giả thánh đạo 5 tầng 6 người nhiều. Thánh đạo 4 tầng 8 người, dư lại 3 tầng 2 tầng 1 tầng đều có. Chỉ cần những người này thêm lên ước chừng liền có 28 người nhiều. Huống chi là âm dương đạo chủ bản nhân còn không tính ở bên trong. Dương Nghị Vân cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng, hắn cả người đều sững sờ nóng lên. Một đám đều cường đại thánh đạo, đầu bạc râu bạc trắng chiếm cứ đa số, vừa thấy liền biết đều là tu luyện nhiều năm lão quái vật. Hắn vẫn là coi thường một phương đạo thống thế lực cùng thực lực. Trước nay không nghĩ tới cư nhiên có 20 hào thánh đạo cường giả tồn tại. Hắn xuất hiện, tự nhiên làm những người này trước tiên cảm nhận được, động tác nhất trí ánh mắt hướng tới hắn nhìn qua. Giờ khắc này Dương Nghị Vân cảm giác lưng như kim chích. Nhưng hắn cũng biết đã mất đường lui, ra vẻ chấn định, thân thể bay vọt cùng những người này tề bình độ cao, hai tròng mắt đối diện dưới, không hề có lùi bước. Cùng kêu lên nhìn đến Dương Nghị Vân sau, lại là cả người chấn động mở miệng nói, đại ca ngươi tới làm gì? Ngươi đi hôm nay việc cùng ngươi không quan hệ. Tề Thánh có chút ảo não, hắn vốn dĩ chính là không tính toán kinh động Dương Nghị Vân, lẻ loi một mình tiến đến âm dương đạo thống, nhưng không nghĩ tới vẫn là làm Dương Nghị Vân trước tiên phát hiện tiến đến. Ngày đó cùng Dương Nghị Vân phân biệt sau, Tề Thánh liền quyết định, phải vì đại ca làm điểm cái gì, tỉ như tìm âm dương đạo chủ. Bởi vì Dương Nghị Vân nói qua cùng âm dương đạo chủ kết oán sự, làm hắn huynh đệ, thượng một lần hắn xem như cùng đại ca lý niệm không hợp trốn vào hỗn độn, thế cho nên tái xuất hiện khi, đại ca cùng Thánh Thiên Đình đã hủy diệt, vì thế hắn trong lòng vẫn luôn tràn ngập áy náy cùng tự trách. Thậm chí tìm thiên đạo đánh quá một trận, đáng tiếc hắn bại. Nhưng hiện tại đại ca trên đời mà đến, như cũ là kiên trì nghịch thiên chi lộ, lúc này đây hắn sẽ không sai quá, đầu tiên liền từ âm dương đạo chủ bắt đầu. Chuẩn bị một ít thời gian sau, Tề Thánh rốt cuộc độc thân đánh thượng âm dương đạo thống, ai biết đại ca Dương Nghị Vân cư nhiên cũng tới. Đối mặt toàn bộ âm dương đạo thống, hắn Tề Thánh Thiên Đế không có chút nào sợ hãi, nhưng hiện tại đại ca xuất hiện ngược lại làm hắn trong lòng lo lắng, tới gần này một đời đại ca tu vi quá thấp, xa không phải khai thiên thời đại Thánh Thiên Đế. Âm dương đạo thống hơn 20 danh thánh đạo tồn tại, âm dương đạo chủ càng là thánh đạo 8 tầng cường giả. Kém nửa bước chính là 9 tầng 9 cực tối cao thánh nhân, dư giả nhị thánh 7 tầng, nhị thánh 6 tầng, thánh đạo 5 tầng 6 người nhiều, thánh đạo 4 tầng 8 người. Xem đại ca Dương Nghị Vân tu vi tuy rằng một đoạn thời gian không thấy đã là thánh đạo 4 tầng cảnh giới,
nhưng ở Tề Thánh Thiên Đế xem ra như cũ không phải có thể đụng chạm âm dương đạo thống, sở hữu hắn có chút sốt ruột. Chính hắn nếu là không có năm đó tìm thiên đạo một trận chiến bị thiên đạo bị thương nặng, tu vi cảnh giới từ thánh đạo 9 tầng đỉnh đại té thánh đạo 8 tầng, tự nhiên là không sợ bất luận cái gì cục diện. Hiện giờ hắn một người nói đối mặt âm dương đạo chủ tự nhiên không sợ, nhưng Dương Nghị Vân ở đây, hắn lo lắng Dương Nghị Vân sẽ bị âm dương đạo thống mặt khác thánh đạo vây ẩu, ngược lại có lo lắng. Cái này làm cho Tề Thánh mày nhăn lại, tâm nói cái này đại ca này không phải thành tâm thêm phiền sao. Dương Nghị Vân nghe được Tề Thánh ngữ khí, cũng biết Tề Thánh trong lòng tưởng cái gì, nhếch miệng cười nói, ngươi nếu kêu ta một tiếng đại ca, ta tự nhiên cũng tới, nếu không ngươi ta cũng không phải huynh đệ, ngươi chi tâm ý, ta cũng là chỉ hiểu, đừng lo ta, thân là ngươi đại ca, bảo mệnh thủ đoạn vẫn phải có, nếu ngươi đã đánh thượng âm dương đạo thống, vậy đơn giản buông ra tay chân đi chiến đấu, ít nhất diệt âm dương đạo chủ cái này lão vương bát đản, ta. Ngươi đừng lo, thân là đại ca tuy rằng tu vi không ngươi cường đại, nhưng ta cũng nguyên có thể cùng ngươi sóng vai chiến đấu, sát một sát này âm dương đạo thống uy phong. Đảo cũng, bãi, Tề Thánh nghe Dương Nghị Vân nói chuyện lúc sau chung quy không có nhiều lời nữa, bất quá hắn trong ánh mắt toát ra kiên định tinh quang. Làm càn. Lúc này một tiếng uy áp tiếng động vang vọng thiên địa. Lại là âm dương đạo chủ giận dữ. Phía trước bị Tề Thánh đánh tới cửa tới, làm hắn vừa kinh vừa giận, Tề Thánh người này hắn tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là tên tuổi lại là biết. Ở khai thiên thời đại đó là cùng Thánh Thiên Đế Tề danh hạng người, được xưng Tề Thánh Thiên Đế, là Thánh Thiên Đế huynh đệ, nghe đồn hai người đồng thời ra đời hỗn độn ngộ đạo mà ra. Từ nay về sau lang bạt hồng hoang thế giới, thành lập Thánh Thiên Đình, nhưng lại có nghe đồn bởi vì một nữ nhân Tề Thánh Thiên Đế bất mãn Thánh Thiên Đế mà rời đi Thánh Thiên Đế. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên đánh thượng hắn âm dương đạo thống, Tề Thánh Thiên Đế một mở miệng chính là vì đại ca Dương Nghị Vân báo thù mà đến, mục đích thực minh xác. Hiện giờ nghe thế hai người nói chuyện, âm dương đạo chủ lại là biết ngoại giới đồn đãi này hai huynh đệ không hợp, xem ra đồn đãi có lầm. Làm âm dương đạo chủ phẫn nộ chính là, này hai người cư nhiên ở trước mặt hắn ở hắn âm dương đạo thống dõng dạc, chút nào không đem hắn cái này âm dương đạo chủ để vào mắt, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Mới đầu âm dương đạo chủ nội tâm kinh sợ Tề Thánh Thiên Đế, có thể thấy được đến đông đủ Thánh Thiên Đế lúc sau. Mới phát hạ hắn tu vi cùng chính mình tương đương cũng là thánh đạo 8 tầng, thậm chí khí thế thượng còn muốn nhược một ít, kể từ đó âm dương đạo chủ trong lòng đại chính. Hơn nữa Dương Nghị Vân cư nhiên cũng tiến đến, này ngược lại làm âm dương đạo chủ trong lòng đại hỉ, hắn không thể chủ động đi ra tay giết Dương Nghị Vân, nhưng là Dương Nghị Vân chính mình đánh tới cửa tới, này đã có thể trách không được hắn, Tề Thánh Thiên Đế hắn tự do biện pháp kiềm chế, dư lại hơn 20 danh đạo thống thủ hạ, bắt lấy một cái Dương Nghị Vân dư giả. Đến lúc đó Dương Nghị Vân trong tay hai đại bẩm sinh linh căn tự nhiên sẽ dừng ở trong tay hắn, lại còn có thể hiểu biết Dương Nghị Vân. Như vậy tưởng tượng, âm dương đạo chủ nheo lại mắt mở miệng nói, chu sát bọn họ, hình thần đều diệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Âm dương đạo chủ hoàn toàn phẫn nộ, ra lệnh một tiếng, hơn 20 danh thánh đạo kỳ thật bùng nổ. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Tề Thánh hừ lạnh một tiếng. Lại là lắc mình tới rồi Dương Nghị Vân bên người. Nếu Dương Nghị Vân không muốn đi, kia hắn liền phải hộ hắn chu toàn. Tề Thánh tuy rằng không sợ âm dương đạo chủ, nhưng lại là muốn lo lắng Dương Nghị Vân bên này, hơn 20 danh âm dương đạo thống cường đại thánh đạo, Dương Nghị Vân là không có biện pháp ứng đối. Hắn là không thể làm đại ca Dương Nghị Vân xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Bực này dưới tình huống, Tề Thánh kỳ thật trong lòng là phi thường buồn bực. Dương Nghị Vân xuất hiện với hắn mà nói hoàn toàn chính là thêm phiền. Mặc kệ Dương Nghị Vân nói, hắn tin tưởng Dương Nghị Vân sẽ bị trước tiên nháy mắt hạ gục rớt. Phải biết rằng hơn 20 thánh đạo cường giả trung thánh đạo 7 tầng liền có 2 cái. Hắn đi cùng âm dương đạo chủ chém giết, căn bản không rảnh lo Dương Nghị Vân, như vậy Dương Nghị Vân cũng chỉ có tử lộ một cái. Hiện tại Dương Nghị Vân mới là thánh đạo trình tự tu vi, càng không phải năm đó Thánh Thiên Đế. Không làm ứng đối hơn 20 danh thánh nhân. Đi. Tề Thánh đi vào Dương Nghị Vân bên người, lại là trực tiếp nắm lên Dương Nghị Vân tay, phất tay chi gian một đạo âm dương lộng lẫy dựng lên, thiên địa đều tại đây một khắc đại lượng. Bốn phía mà đến thánh đạo cường giả, bao gồm âm dương đạo chủ cũng ở đối mặt như thế lóa mắt quang mang dưới theo bản năng nhắm mắt. Nhưng mà chờ bọn họ cảm nhận được lộng lẫy chói mắt ngân quang tan đi lúc sau, lại là phát hiện giữa sân đã không có Tề Thánh cùng Dương Nghị Vân bóng dáng. Chạy thoát,
Âm Dương đạo chủ nháy mắt kinh ngạc, hắn là trăm triệu không nghĩ tới sẽ là kết quả này, trong truyền thuyết Thánh Thiên Đế cư nhiên cũng có chạy trốn thời điểm. Kỳ thật ở Âm Dương đạo chủ trong lòng, cũng là vô cùng kiêng kỵ Tề Thánh Thiên Đế, cái này ngược lại kinh ngạc. Ha ha ha. Ngây người lúc sau Âm Dương đạo chủ cuồng tiếu lên. Đường đường Tề Thánh Thiên Đế hơn nữa một cái Thánh Thiên Đế tái thế cư nhiên đối mặt hắn không chút do dự mà chạy, truyền ra đi hắn cũng đủ để cao hứng mấy vạn năm. Đạo chủ muốn hay không truy? Bên người một người thủ hạ hỏi. Còn đừng nói Âm Dương đạo chủ thật muốn truy kích. Hiện giờ xem ra Tề Thánh Thiên Đế có thể trốn, vậy thuyết minh hắn cũng bất quá như thế, ít nhất đối mặt hắn thời điểm Tề Thánh Thiên Đế là không có 10 phần nắm chắc. Đuổi giết cũng không phải không thể. Nhưng là liền tại đây một khắc thiên địa đại động, Âm Dương đạo chủ cả người đều chính là run lên, vội vàng ngẩng đầu hướng thiên nhìn lại. Dương Nghị Vân đồng dạng lại lần nữa mở hai mắt thời điểm kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này đã xuất hiện ở Vân Môn Thiên Đình ở ngoài. Này, hắn nhìn về phía Tề Thánh. Đã có thể ở thời điểm này thiên địa đại chấn. Đó là cái gì? Dương Nghị Vân nhìn không được đầu khẩu mà ra. Ở thiên địa đại chấn một tiếng lúc sau, phía chân trời phía trên, chuẩn xác mà nói ở hắn Vân Môn Thiên Đình phía trên, cửu thiên ở ngoài địa phương, ẩn ẩn xuất hiện một đóa thoạt nhìn giống như hoa sen giống nhau đóa hoa, nhưng lại là chín cánh hoa cánh, tại đây đóa hoa bốn phía phân biệt xuất hiện bốn đạo cột sáng, thoạt nhìn rất giống là bốn đạo khí vận thiên chúa, đem này dùng nhiều vây quanh lên giống nhau. Thiên kiếp chi hoa Tề Thánh thanh âm xưa nay chưa từng có ngưng trọng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời. Dương Nghị Vân trong lòng như là áp thượng một khối vô hình cự thạch, hắn xưa nay chưa từng có cảm nhận được áp lực. Sao lại thế này, tuy rằng không biết là cái gì, đại biểu cái gì, nhưng lại là cảm giác không phải cái gì chuyện tốt. Tề Thánh trầm giọng mở miệng nói, vô lượng đại kiếp nạn mở ra tiêu chí, mỗi một lần vô lượng đại kiếp nạn bắt đầu, đều sẽ xuất hiện cái này hoa hình tiêu chí, một mảnh cánh hoa đại biểu 1000 năm, nói cách khác từ giờ trở đi, mỗi cách 1000 năm liền sẽ biến mất một mảnh cánh hoa. Chờ chín cánh hoa cánh hoàn toàn biến mất lúc sau, chính là đại kiếp nạn chân chính bắt đầu. Kia một đóa thiên kiếp chi hoa, đại biểu đó là thiên đạo ý chí, thiên kiếp chi hóa xuất hiện ở địa phương nào đó là ứng kiếp nơi. Dương Nghị Vân sắc mặt âm trầm đi xuống nói, ý của ngươi là đây là thiên đạo nhằm vào ta Vân Môn Thiên Đình cũng hoặc là nhằm vào ta. Nhằm vào ngươi cùng nhằm vào Vân Môn Thiên Đình không có gì khác nhau, đại kiếp nạn dưới Vân Môn Thiên Đình không có bất luận cái gì bảo toàn. Ngươi là Thánh Thiên Đế trên đời, vốn là hẳn là ở thượng một lần đại kiếp nạn chung ngã xuống biến mất, nhưng ngươi vẫn là xuất hiện, hơn nữa thiên đình khởi động lại đạo thống trọng lập, đây là đối thiên khiêu khích. Thiên đạo ý chí dưới chờ cuối cùng một mảnh cánh hoa biến mất hết sức, chính là toàn bộ thần giới tứ đại đạo thống phá hủy Vân Môn Thiên Đình là lúc, kia bốn đạo cột sáng đại biểu đó là tứ đại đạo thống khí vận trụ trời, là thiên đạo ý chí trực tiếp cấp bốn đạo đạo thống thiên chi gợi ý. Hắn cũng thật không biết xấu hổ a Tề Thánh ngữ khí vô cùng trầm thấp tràn ngập phẫn nộ. Dương Nghị Vân trong óc ầm vang một chút có chút chỗ trống. Lúc này hắn rốt cuộc biết trong lòng thật lớn áp lực đến từ phương nào, cũng xem đã hiểu ngày đó tế phía trên dị tượng. Trong lòng cũng là lửa giận ở thiêu đốt, phẫn nộ nói, đường đường thiên đạo hắn đến nỗi sao. Tề Thánh cười khổ một tiếng nhìn Dương Nghị Vân nói, đại ca chính là dung hợp bàn cổ phụ thần ý chí đi. Dương Nghị Vân sửng sốt. Lại cũng phản ứng lại đây, gật gật đầu. Tề Thánh Thiên Đế nói, này liền đúng rồi, thiên đạo Hồng Quân thuộc về tước chiếm cưu xào ở bàn cổ phụ thần khai thiên tích địa diễn biến thế giới lúc sau, chính hắn hóa thân dung hợp thiên đạo, khống chế bàn cổ thiên đạo, vốn chính là danh không chính ngôn không thuật, huống chi ở thiên đạo không có diễn biến viên mãn thời điểm, Hồng Quân dung hợp thiên đạo, căn cơ không xong. Cận đại kỷ nguyên bắt đầu toàn bộ thiên thể thế giới đều càng ngày càng không ổn định. Hồng Quân phát động đại kiếp nạn cũng là càng ngày càng thường xuyên. Người dung hợp bàn cổ ý chí, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, thậm chí đối Hồng Quân tới nói, bàn cổ ý chí thức tỉnh làm hắn cảm nhận được uy hát yêu ta, lần này lại là trực tiếp không biết xấu hổ tới rồi lấy thiên đạo ý chí cấp 4 đạo đạo thống tới gợi ý muốn hủy diệt Vân Môn Thiên Đình hoặc là nói ngươi tồn tại. Dương Nghị Vân nghe cũng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, Tề Thánh lời nói cùng lúc trước Luân Hồi Chi Linh nói cho hắn không sai biệt nhiều. Ngày này hắn nghĩ tới sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, xem ra Luân Hồi Chi Linh nói không sai, có thể nghịch thiên thành công mấu chốt chính là bàn cổ ý chí. Hiện giờ bàn cổ ý chí ở trên người hắn được đến truyền thừa thức tỉnh, thiên đạo Hồng Quân cảm nhận được uy hát yêu ta, không tiếc cho bốn đạo đại đạo thống thiên chi gợi ý, thật đúng là để mắt hắn.
9.000 năm thời gian mà thôi, đối với thần linh tới nói, búng tay một quá thời gian, thực mau liền sẽ đã đến. Đến lúc đó toàn bộ Vân Môn Thiên Đình mấy chục vạn thần linh thậm chí là phi thăng nhất tộc sợ là đều phải táng thân tại đây một hồi đại kiếp nạn dưới. Dương Nghị Vân ngẫm lại, đều có chút mê mang lên. Hắn hiện giờ liền đối mặt một phương đạo chủ thực lực đều không có, như thế nào đối mặt tứ đại đạo chủ. Một cái âm dương đạo thống liền xuất hiện hơn 20 danh thánh đạo cường giả, tứ đại đạo thống cùng đến tấn công hắn Vân Môn Thiên Đình, hắn kia cái gì ngăn cản. Tất nhiên muốn tại đây chàng đại kiếp nạn dưới hôi phi yên diệt đi. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân nội tức tản mát ra một cổ bi quan cảm xúc tới. Nguyên thần đều tại đây một khắc tan rã dựng lên. Đại ca tỉnh lại. Một tiếng tiếng sấm thanh ở Dương Nghị Vân bên tai tạc nứt vang lên, thật là tề thánh thiên địa thanh âm. Dương Nghị Vân tức khắc cả kinh, đây là ở bất chi bất giác trung lâm vào tâm chướng chi cảnh, cái trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tề thánh nói. Đại ca đây là vô lượng đại kiếp nạn ảnh hưởng, từ giờ trở đi ngươi muốn thời khắc bảo trì hảo tâm cảnh, không thể có chút tiêu cực ý niệm xuất hiện, nếu không chưa chiến trước suy, Vân Môn Thiên Đình đệ tử đều trông cậy vào ngươi, ngươi càng là phi thăng nhất tộc hy vọng, càng là cái này thiên thể thế giới hy vọng, nếu là ngươi chết, bàn cổ thế giới chung có một ngày sẽ ở tàn khuyết thiên đạo không ngừng phát động đại kiếp nạn chung tan vỡ, hoàn toàn trở về hỗn độn trạng thái, đến lúc đó hết thảy đều đem biến mất. Đã có bàn cổ ý chí, liền phải ngưng tụ bàn cổ khai thiên tích địa chiến đấu chi tâm, nếu không lộ thối lui, vậy nghịch thiên mà đi đi. 9.000 năm lúc sau đại kiếp nạn người ta huynh đệ lại liên thủ, giết hắn thiên đạo lại như thế nào? Từ giờ trở đi ta trong mây môn thiên đình, tự mình đi giúp Vân Môn đệ tử chứng đạo, nếu không thể tránh né, 9.000 năm lúc sau, chúng ta cùng nhau nghịch thiên. Dương Nghị Vân nghe vậy tuy rằng biết tề thánh lời này là đang an ủi hắn, khá vậy biết là đạo lý này, trong lòng cũng điểm vòng bất khuất chi hỏa. Đúng vậy, thiên muốn tiêu diệt ta, không cho ta đường sống, vậy nghịch thiên đi. Cái gì đều không làm là tử lộ một cái, vậy oanh oanh liệt liệt làm hắn một lần. Luân hồi chi linh nói qua không phải không có cơ hội. Hắn có bản cổ ý chí trong người, bản cổ thiên thể thế giới trong vòng, hết thảy vạn vật chi lực hắn đều có thể ngộ. Một khi đã như vậy, vậy nỗ lực, cái này thế gian thánh đạo chín tầng vì nhất, kia hắn liền trước từ nơi này bắt đầu. Tu vi thực lực trước tăng lên tới thánh đạo 9 tầng đi lại nói. Hảo, kia liền nghịch thiên, Dương Nghị Vân hai tròng mắt chung ga hừng hực liệt hỏa. Đi thôi, hồi Vân Môn, cửu thiên năm trong vòng 4 đạo đạo thống sẽ không tiến đến, bọn họ chờ chính là thiên kiếp chi hoa biến mất kia một ngày, lại lần nữa trong lúc phong bế thiên đình, 9.000 năm sau ở xuất quan một trận chiến. Tề thánh nói, Dương Nghị Vân ngẫm lại nói, Vân Môn thiên đình trong lúc này làm ơn cho ngươi. Ta muốn đi một ít địa phương, làm một ít việc, ở đại kiếp nạn phía trước ta sẽ trở về. Hảo, vậy ngươi bảo trọng, Tề Thánh cũng không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đáp ứng. Tề Thánh vào Vân Môn Thiên Đình, Dương Nghị Vân cho Vân Môn đệ tử một đạo ý chí, Tề Thánh vì Vân Môn Thiên Đình Tề Thánh Thiên Đế, địa vị cùng cấp với hắn, Vân Môn Thiên Đình chủ sự toàn kết cục thánh quyền lợi hành sự, mọi người tôn từ Tề Thánh không được có lầm. Sau đó Dương Nghị Vân rời đi. Không có người biết hắn đi nơi nào, Tề Thánh thậm chí cũng chưa hỏi. Kế tiếp 9.000 năm thời gian, Tề Thánh bắt đầu tự mình chỉ đạo Vân Môn đệ tử chứng đạo tu luyện chi lộ, đương nhiên trọng điểm là những cái đó hợp đạo cấp bậc cùng với thiên phú dị bẩm đệ tử môn đồ. Tề Thánh rất rõ ràng có rất nhiều người đều là khai thiên thời đại đi theo đại ca thánh thiên đế thủ hạ thậm chí là thân nhân, chỉ là đại gia trùng tu mà đến, thần hồn chung nào đó lực lượng căn bản cũng chưa thức tỉnh. Mà hắn cần phải làm là trợ giúp bọn họ thức tỉnh trong cơ thể lực lượng. Làm Vân Môn Thiên Đình ở 9.000 năm trong vòng có được một trận chiến chi lực. Chờ tứ đại đạo thống đồng thời đột kích thời điểm, không phản kháng mọi người đều muốn chết, chỉ có nghịch thiên phản kháng một cái lộ có thể đi. Đến nỗi Dương Nghị Vân, lại là rời khỏi sau, thẳng đến thần giới phương Nam. Bởi vì hắn có cảm, dưới thân ba cái tu la vương phân thân sẽ ở thần giới lấy Nam. Đây là một loại trực giác. Nhưng hắn tin tưởng chuẩn xác. Bởi vì loại này trực giác đến từ nguyên thần, dung hợp bàn cổ ý chí nguyên thần trực giác, hắn tin tưởng không có sai. Hơn nữa tu luyện vào thánh đạo lúc sau bản thân liền có một ít biết trước thiên phú, cho nên Dương Nghị Vân thẳng đến thần giới phương Nam. Hắn đầu tiên muốn đem thần giới tu la vương phân thân cùng dấu ở thần giới tu la tộc toàn bộ rửa sạch rớt. Đây là hắn làm việc nguyên tắc, trước sau phải có thủy có chung. Cùng tu la vương chi gian ân oán cần thiết phải có kết quả.
không thể nói hiện tại xuất hiện càng cường đại địch nhân Tu La Vương phân thân liền không tính cái gì, ngược lại Dương Nghị Vân muốn đi tìm được Tu La Vương phân thân, toàn bộ quét sạch thần giới Tu La tộc, cho chính mình trong lòng một công đạo, cũng là không cho Vân Môn lưu hậu hoạn, Tu La tộc ma hóa thiên phú đối thần giới thần linh tới nói phi thường có uy hiota. Cần thiết muốn giải quyết rất Tu La tộc. Lại còn có cái trọng điểm là, Dương Nghị Vân coi trọng Tu La Vương phân thân lực lượng. Lần trước năm đại Tu La Vương phân thân bị hắn hấp thu luyện hóa lúc sau tu vi nhảy từ thánh đạo một tầng đạt tới thánh đạo bốn tầng, làm hắn nếm tới rồi ngon ngọt. Nếu 9.000 năm sau đại chiến không thể tránh né, thậm chí là quyết định sinh tử chiến đấu, kia hắn liền tự nhiên không thể nhàn rỗi. Hắn tự nhiên không phải cái loại này dễ dàng liền sẽ nhâm mệnh người. Đặc biệt là Tề Thánh đối hắn một phen lời nói có rất lớn cổ vũ, đương nhiên càng nhiều là hắn trong lòng có lửa giận. Đường đường thiên đạo cư nhiên không biết xấu hổ đến lấy thiên đạo ý chí đi ảnh hưởng bốn đạo đạo thống tới đối phó hắn. Hơn nữa vừa động thủ chính là muốn tiêu diệt tộc cái loại này. Đây là Dương Nghị Vân nhất không thể nhẫn, nếu là nhưng đối nhằm vào hắn cũng liền thôi, có thể di động chi chính là toàn bộ Vân Môn Thiên Đình thậm chí sở hữu phi thăng nhất tộc, này sao lại có thể. Động hắn có thể, đụng đến ta thân nhân không bằng hữu không được. Hắn muốn phản kích cần thiết muốn cho chính mình cường đại lên. Ít nhất cũng muốn cùng Tề Thánh thậm chí là bốn đạo đạo chủ đám người tu vi ngang nhau, nếu không 9.000 năm sau chiến đấu tử lộ một cái. Mà Tu La Vương phân thân lực lượng liền trở thành một cái lối tắt, có thể giải quyết bọn họ còn có thể hấp thu bọn họ lực lượng vì mình dùng. Đối Dương Nghị Vân tới nói nhất tiễn song điêu. Từ có bản cổ ý chí lúc sau, hắn đối thiên địa chi gian lực lượng hiểu được đích xác có hoàn toàn mới nhận thức. Có thể cảm nhận được thiên địa chi gian tồn tại lực lượng rất nhiều. Bao gồm Tu La tộc biển máu chi lực cũng ở có thể hấp thu luyện hóa. Dựa theo năm đó luân hồi chi linh cách nói, thiên đạo 50 khuyết thiếu thứ nhất, không phải hoàn chỉnh thiên đạo, nói cách khác ít nhất trong thiên địa có 50 loại lực lượng tồn tại, hắn tương lai phải làm đó là hấp thu có được 50 loại lực lượng với một thân. Như thế ở liền so thiên đạo Hồng Quân nhiều một loại lực lượng, đây là hắn nghịch thiên có thể hay không thành công mấu chốt. Từ giờ trở đi hắn muốn thiên địa chi gian các loại lực lượng năng lượng, thần giới không có. Vậy đi thần giới ở ngoài tìm, Tu La Vương phân thân chính là một trong số đó. Dương Nghị Vân không nhanh không chậm một đường phi hành hướng nam, hắn cũng ở tự hỏi, này một kiếp hắn như thế nào vượt qua đi? Không có trở ngại sao? Phải biết rằng mặt ngoài xem 9.000 năm sau là bốn đạo đạo thống đối phó hắn, trên thực tế sau lưng là thiên đạo Hồng Quân, chung quy ở hắn trong lòng áp thượng một cục đá. Thật sâu cảm giác vô lực ở tràn ngập trong lòng. Thật đúng là thiên muốn vong hắn. Hắn không thể không vong. Dương Nghị Vân trong lòng trừ bỏ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Khinh người quá đáng. Nhưng lại có biện pháp nào đâu. Ai làm hắn kiếp trước là Thánh Thiên Đế, chuyện tới hiện giờ mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, đều là sự thật. Thánh Thiên Đế bẩm sinh rút kiếm, liền chú định hắn hôm nay. Duy nhất có thể làm đó là, không ngừng cường đại chính mình, cường đại nữa chính mình. Cuối cùng nghịch thiên, thậm chí là diệt sát Hồng Quân. Hết thảy thế giới quy tắc từ hắn tới định, vận mệnh mới có thể nắm giữ ở chính mình trong tay. Dương Nghị Vân trong đầu hướng về những việc này, một đường phi hành không có ngừng lại, một tháng hai tháng. Một năm lúc sau, hắn rốt cuộc ngừng lại, cảm giác được mệt, là tâm mệt. Hướng nam mà đi, phi hành một năm cũng như cũ là thần giới. Hắn bay vọt đi xuống, tới rồi một cái trấn nhỏ thượng. Tiến vào trấn nhỏ, mù quáng mục đích đi ở đường cái. Ánh mắt đảo qua, toàn bộ trấn nhỏ đều là thần linh, hoặc là nói là tu vi ở thần nhân cấp thấp thần nhân, có thiên tộc bản thổ cũng là phát hiện có yêu tộc phi thăng nhất tộc. Đủ loại thương quán trải rộng đường phố hai bên, cũng có cửa hàng san sát, kỳ thạch thần dược từ rực rỡ muôn màu, là chủ lưu thần giới chợ. Cũng là có ngủ gật quán chủ, càng có giao hàng người. Hoảng hốt gian Dương Nghị Vân cảm thấy hắn không phải đang ở thần giới, mà là đang ở địa cầu họp chợ chợ bán thức ăn giống nhau. Có sao điểm quen thuộc hương vị, cũng có chút hoài niệm. Liền như vậy trong nháy mắt hắn tâm tình hảo một ít. Hiện tại xem người đến người đi đường cái, kỳ thật đều là thần linh, nhưng trong mắt hắn cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Phàm nhân yêu cầu đồ ăn, yêu cầu ăn cơm sống sót, mà thần linh yêu cầu thần thạch, yêu cầu trong thiên địa năng lượng tới tăng lên chính mình tu vi, yêu cầu thực lực mới có thể sống sót. Nói đến cùng đều là vì trong thiên địa tồn tại các loại năng lượng. Sở bất đồng chính là có chút năng lượng có thể trực tiếp hấp thu, mà có chút còn lại là không thể, yêu cầu trải qua chuyển hóa. Nhưng vào giờ phút này Dương Nghị Vân trong mắt,
hắn biết vạn vật đều có thể hấp thu, vạn vật đều là năng lượng. Thần thạch trong vòng có thần nguyên lực, thần dược chung có mang theo thuộc tính năng lượng, nhưng tăng lên tu vi, nhưng chữa bệnh chữa thương, nhưng độc chỗ dùng. Không khí là năng lượng, phong là năng lượng, ngọn lửa là năng lượng. Thậm chí một gốc cây cỏ dại ý thức năng lượng. Vạn vật đều là năng lượng, đều là thiên địa chi lực. Liền như vậy trong nháy mắt, Dương Nghị Vân ngừng lại, đứng ở trấn nhỏ trên đường phố, nhắm lại hai mắt, một loại xưa nay chưa từng có cảm thụ xuất hiện. Hắn như là phát hiện tân đại lục tân thế giới giống nhau, thấy được vạn vật bản chất. Nhìn cái gì đều là một đoàn khí thể. Xem người là một đoàn khí thể, xem dưới chân cục đá là khí thể, xem hoa cỏ xem cây cối thậm chí là xem toàn bộ trên đường phố kiến trúc đều là một đoàn khí thể. Thậm chí hắn cảm giác chính mình cũng là một đoàn khí thể tồn tại. Chưa bao giờ từng có kỳ diệu cảm giác. Như là một chút dung nhập đến nơi đây thiên địa bên trong. Cả người như là bay đi ra ngoài giống nhau, nhưng trên thực tế hắn như cũ đứng ở tại chỗ không có động một chút, nhưng là kỳ quái sự, người đến người đi trên đường cái hắn rõ ràng đứng ở nhận được trung ương, nhưng cố tình như là không có người nhìn đến có hắn tồn tại giống nhau, thậm chí có người trực tiếp hướng hắn đi đến, xuyên qua thân thể hắn. Dương Nghị Vân giống như là không khí giống nhau không tồn tại, nhưng trên thực tế hắn đứng ở tại chỗ động cũng chưa động một chút. Giờ khắc này Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy chính mình phiêu đi ra ngoài. Hướng về bốn phương tám hướng mà đi, cảm giác 360 độ vô góc chết giống nhau phiêu đi ra ngoài, tốc độ thực mau thực mau. Trong nháy mắt chính là mấy trăm dặm, hơn ngàn dặm, thượng vạn dặm. Dù sao hắn chìm vào ở loại này cảm giác kỳ diệu chung, càng ngày càng xa. Tứ phương nơi hết thảy đều ở cảm giác trong vòng. Nhìn đến hết thảy cảm nhận được hết thảy đều là khí thể, sơn xuyên con sông, núi đá cỏ cây, mây đen cuồng phong, thần linh chi thú. Hết thảy đều là khí thể. Cũng không biết phiêu đi ra ngoài rất xa bao lâu lúc sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc thấy được một ít bất đồng cảnh tượng xuất hiện. Là ba đạo xích huyết khí thể xuất hiện, hắn quá khứ thời điểm, tức khắc ba đạo khí huyết nổ tung, ngay sau đó đó là gầm lên giận dữ, người nào gan lớn. Lần này giống nhau như là nằm mơ giống nhau bỗng nhiên thanh tỉnh, ngay lập tức chi gian cảm giác chính mình bay nhanh lùi lại. Nhưng là hắn lại thấy được một cái bị huyết sát chi khí che kín sơn cốc, thấy được ba gã lão giả thân ảnh. Bá một chút. Ngay sau đó Dương Nghị Vân mở hai mắt. Hắn phát hiện chính mình vẫn là ở trấn nhỏ trên đường phố đứng. Mà giờ phút này hướng hắn đi tới đám người lại là tránh đi hắn, cũng không có trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn. Dương Nghị Vân lòng có sở ngộ. Có chút minh bạch vừa rồi là có chuyện như vậy. Hắn nghĩ tới bản cổ ý chí, Luân Hồi Chi Linh nói qua. Có bản cổ ý chí ở hắn có thể hiểu được toàn bộ thế giới, có thể hấp thu toàn bộ thế giới lực lượng. Như vậy vừa rồi tình hình kỳ diệu cảm giác nhìn đến hết thảy, tất nhiên chính là nào đó cùng loại ngộ đạo giống nhau cảnh giới, là bản cổ ý chí mang cho hắn. Nội tâm chấn động. Dương Nghị Vân tựa hồ chủ bắt cái gì, một cái làm hắn điên cuồng ý tưởng xuất hiện ở trong lòng. Sở nhìn đến cảm giác đến vạn vật toàn vì khí thể, kia nói cách khác, đều có thể vì hắn sử dụng. Như vậy tưởng tượng, Dương Nghị Vân chính mình đều khiếp sợ, phải biết rằng ở vừa rồi cái loại cảm giác này chung, thế giới vạn vật liền không có hắn không thể hấp thu, bởi vì trong mắt hắn cùng hết thảy vạn vật đều là khí thể, bao gồm người ở bên trong. Sơn xuyên đại địa, ngay cả trấn nhỏ này đường phố đều là như thế. Rất muốn thử xem, nhưng Dương Nghị Vân tạm thời nhịn xuống, thân hình chợt lóe trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Bởi vì hắn ở vừa rồi cái loại này kỳ diệu hoàn cảnh chung. Tựa hồ phát hiện Tu La Vương Tam Tôn phân thân, ở nào đó trong núi, bị huyết sát chi khí che kín trong núi. Khoảng cách rất xa, chính hắn cũng không biết chuẩn xác khoảng cách, nhưng là vừa mới như là như đi vào cõi thần tiên giống nhau xuất hiện cảm giác thực rõ ràng, hắn nhớ rõ phương hướng, hiện tại chỉ cần đi tìm đi liền biết. Nếu tìm được, cũng liền chứng thực hắn vừa mới đạt được bản cổ ý chí mang đến thiên đại chỗ tốt, có lẽ là có thể đối phó thiên đạo hồng quân thật lớn chỗ tốt. Dương Nghị Vân coi thường phía trước liền như vậy ngắn ngủi huyền diệu đã trải qua, sở thấy được hết thảy sơn xuyên đại địa kỳ thật ở hắn cảm giác chung chính là như vậy ngắn ngủn trong chốc lát thời gian. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đi trước nhìn đến Tam Tôn Tu La Vương phân thân kia tòa sơn, hắn vốn tưởng rằng cũng chính là vài phút bay vọt là có thể đến. Ai biết ước chừng phi hành một tháng, hơn nữa là còn không dừng nghỉ cái loại này phi hành trạng thái một tháng, thuộc tính một chút cư nhiên có 900 vạn dặm xa. Rốt cuộc thấy được kia tòa bị huyết phủ bao phủ ngọn núi, quả nhiên giống nhau như đúc,
nói cách khác ở cái loại này huyền diệu chảo trạng thái chung chỗ đã thấy hết thảy đều là chân thật. Nói cách khác hắn nếu là tiến vào cái loại này xem vạn vật đều là khí thể trạng thái lúc sau, ý thức có thể nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm vạn dặm ở ngoài, thậm chí có khả năng xa hơn, hơn nữa quan trọng là này nhưng cùng thần thức phát ra không giống nhau, loại trạng thái này hạ hắn chỗ đã thấy hết thảy là bốn phương tám hướng toàn phương vị, thần thức quan sát chỉ là một phương hướng diễn sinh. Quả thực có thể xưng là siêu cấp thần thức. Này đối với hắn sức chiến đấu đem sinh ra không thể đo lường giá trị. Nhìn trước mắt bị huyết phụ bao phủ núi lớn, Dương Nghị Vân tạm thời thu hồi này phân nội tâm kích động, tiếp được hắn đem đối mặt Tu La Vương cuối cùng ba cái phân thân. Cũng là không dám đại ý, không hề nghi ngờ cuối cùng này ba cái Tu La Vương phân thân tất nhiên là phi thường cường đại. Nhưng là lúc này Dương Nghị Vân lại là không hề sợ hãi, ngược lại nghĩ sớm một chút đi cùng ba cái Tu La Vương phân thân đại chiến lại một hồi, gần nhất hắn bị thiên kiếp chi hoa sự làm thực buồn bực, một bụng buồn hỏa không chỗ phát tiết. Thứ hai là vừa mới cái loại này huyền diệu thể nghiệm, hắn biết còn ở, chỉ cần nếu muốn tùy thời đều có thể ở tiến vào cái loại này trạng thái đi. Mà tiến vào cái loại này trạng thái lúc sau, xem thế giới vạn vật đều là khí thể, đến lúc đó chẳng phải là nói hắn có thể tùy thời hấp thu tu luyện. Đương nhiên lý luận thượng là như thế, đến tột cùng có thể hay không thành công, hắn kế tiếp sẽ ở ba cái Tu La Vương phân thân đi lên xác minh. Tu La Vương ra tới. Dương Nghị Vân nhìn bị huyết phụ vần quanh núi lớn giống lên một giọng nói, đơn giản trực tiếp. Hắn tin tưởng bên trong ba cái Tu La Vương đã biết hắn tới, tuy rằng có 10 đại phân thân, đều là độc lập tồn tại, chính là phân thân chi đạo lẫn nhau chi gian ý thức đều là tương thông, hắn trước sau chém giết 7 cái Tu La Vương phân thân, tin tưởng dư lại này ba cái đã ở trước tiên biết được. Giờ phút này huyết phụ vần quanh trong núi, ba gã huyết phát lão giả đang ở một gian mật thất, đồng thời mở hai mắt. Hắn tới. Vốn định ở quá cái mấy ngàn năm đi tìm hắn, không nghĩ tới tiểu tử này tới nhanh như vậy, thật là có điểm khó giải quyết. Kia mấy cái tất cả đều là phế vật, bị Dương Nghị Vân đoàn diệt. Hiện tại nói cái này vô dụng, tiểu tử này cư nhiên có thể ở như thế ngắn ngủi thời gian tìm được chúng ta ba người, đã nói lên hắn có rất lớn dựa vào cùng cái gì quỷ dị thủ đoạn, dám độc thân tiến đến, chắc chắn có đại dựa vào, không thể khinh thường. Không tôi. Kia tiểu tử nhìn như thánh đạo 4 tầng tu vi, nhưng chân chính thực lực sợ là đạt tới thánh đạo 5 tầng, ta chờ ba người cũng là ở 5 tầng đỉnh, muốn xử lý hắn, sợ là cố hết sức, hơn nữa kia tiểu tử xảo trá, thủ đoạn ùn ùn không dứt, đặc biệt là cái loại này hắc ám không gian thế giới, vượt mức bình thường, vì bảo hiểm trong lúc, ta đề nghị ta chờ ba người hợp nhất đi, như thế tu vi có thể phá thánh đạo 6 tầng đi, đến lúc đó diệt sát Dương Nghị Vân kia tiểu tử, mới có nắm chắc. Đồng ý. Rất tốt. Nếu các ngươi đều đồng ý, vậy trước làm các huynh đệ đi ra ngoài bám trụ Dương Nghị Vân, ta chờ cách làm hợp nhất, vẫn là yêu cầu một ít thời gian. Hảo, ta cùng truyền xuống đi, 8.000 tu la, giấu ở thần giới nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đi ra ngoài hoạt động hoạt động, nếu là có thể trực tiếp giết Dương Nghị Vân, đảo cũng bớt việc nhi. Sợ là không đơn giản như vậy, 8.000 tu la chung thực lực có thể so với thánh đạo giả không đủ 10 người, hơn nữa đều không vượt qua thánh đạo 3 tầng. Dư giả lại nhiều, đối thượng Dương Nghị Vân bực này thánh đạo cường giả, vẫn là không đủ. Đạo cũng không cần bi quan, này 8.000 tu la cũng không phải là kia mấy cái vô nghĩa ở thần giới ma hóa thần tộc tu la, chính là thật đánh thật biển máu tu la, thật muốn là chém giết, vẫn là có rất mạnh sức chiến đấu, chúng ta ba người hợp nhất muốn mau, có thể không cho 8.000 tu la tổn thất liền không tổn thất, tương lai bản tôn tiến đến thần giới, còn cần bọn họ. Đúng vậy, nhanh, bản tôn mau thức tỉnh. Không phải lúc sau chính là ta Tu La tộc điên đảo thần giới hết sức. Ba cái Tu La Vương phân thân lẫn nhau nói chuyện, cũng thể hiện rồi ra cường đại tự tin. Đối Dương Nghị Vân không có giống là mặt khác phân thân như vậy coi khinh, ngược lại là làm ra tam đại phân thân hợp nhất, toàn lực ứng phó thái độ. Chỉ cần điểm này, cũng đã mạnh hơn bị Dương Nghị Vân chém giết những cái đó phân thân. Trên thực tế nơi này cuối cùng ba cái phân thân, cũng là Tu La Vương phân thân chung cường đại nhất ba cái. Hiện tại lại là muốn ba hợp một, tới ứng đối Dương Nghị Vân, này cũng thuyết minh hiện giờ Dương Nghị Vân đã tới rồi một cái tu vi độ cao. Thượng ngoại Dương Nghị Vân một tiếng giống to, nửa ngày không thấy động tĩnh, hắn chuẩn bị xông vào, quản ngươi cái gì đầm rồng hang hổ, lão tử đều là bị thiên đạo muốn giết người, trên đời này còn có cái gì là làm hắn sợ hãi. Vừa muốn vọt vào sơn thời điểm, giây tiếp theo, huyết phụ mở ra, Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt. Huyết sát chi khí từ thiên dựng lên.
lại là thấy được rậm rạp bóng người bay ra sơn. Dương Nghị Vân trước tiên liền phát hiện đây là bình thường tu la. Nguyên lai đều ở chỗ này, đảo cũng bất việc, vừa lúc tận diệt rớt. Dương Nghị Vân lầm bầm lầu bầu, này đó bình thường tu la tộc xuất hiện, chút nào không làm hắn có sợ hãi, chỉ cần không phải tu la vương phân thân lại nhiều người đều không thèm để ý. Ánh mắt đảo qua, không nhiều không ít 8.000 tu la. Dương Nghị Vân không nhúc nhích, tùy ý 8.000 tu la đem hắn bao quanh vây quanh, bởi vì hắn đang đợi tu la vương phân thân ra tới. Chính chủ nhi không ra tới, ra tới 8.000 tu la ở Dương Nghị Vân xem ra đều là tiểu lâu lâu mà thôi. Nhưng mà chờ 8.000 tu la đem hắn vây quanh lên, lại là trực tiếp động thủ. Từng đạo huyết sát phóng lên cao. Vốn dĩ không để ý Dương Nghị Vân, lại là nhíu mày. Hắn này sẽ phát hiện, này đó tu la thật là có điểm môn đạo, cùng phía trước đụng tới quá những cái đó bị ma hóa tu la không giống nhau. Huyết sát chi lực thực thuần túy, cũng chính là này 8.000 tu la sức chiến đấu cường đại, ít nhất so với kia chút ma hóa tu la cường. Dương Nghị Vân nheo lại mắt, mặt độ 8.000 tu la đối với ra tay, lại là trước sau không thấy được ba cái tu la vương phân thân ra tới. Dương Nghị Vân tự nói, nếu chính chủ nhi không ra, vậy trước đem các ngươi khai đao đi. Bốn phía 8.000 nói huyết sát giống như hồng thủy cuốn tịch mà đến. Dương Nghị Vân một phi dựng lên, duỗi khai hai tay, nhắm lại hai mắt. Trong lòng vừa động nguyên thần bùng nổ lóng lánh ánh sáng. Ngay sau đó cái loại này huyền diệu cảm giác xuất hiện. Dương Nghị Vân thấy được khí thể thế giới. Cùng phía trước giống nhau như đúc, lúc này ở Dương Nghị Vân trong mắt toàn bộ thế giới đều hóa thành khí thể thế giới. 8.000 tu la chính là 8.000 nói khí thể. Sơn xuyên đều là khí thể trạng thái. Hết thảy đều ở Dương Nghị Vân cảm quan trung hóa thành duy nhất hình thái. Này đó vào giờ phút này Dương Nghị Vân trong mắt đó là bản chất, thế giới vạn vật bản chất. Hơn nữa ở hắn cảm quan trung biến thong thả vô cùng, khí thể trạng thái huyết sát chi lực đối với hắn công kích mà đến, nhưng ở mở ra loại này hiểu được trạng thái lúc sau, này đó công kích chính là khí thể, hơn nữa phi thường thong thả đến Dương Nghị Vân cảm giác hắn tùy thời đều có thể né tránh. Nhưng là hắn không chuẩn bị trốn, mà là cả người chấn động, công pháp vận chuyển dựng lên. Bàn cổ ý chí dưới hắn siêu cấp thần niệm nháy mắt bao vây 8.000 tu la, hình thành đường kính phạm vi 10 dặm thần niệm bao vây. Này gần là tùy ý vừa động mà thôi, Dương Nghị Vân liền đem phạm vi 10 dặm bao phủ lên, mà ở cái này phạm vi chi lực hết thảy chính là khí thể. Đối Dương Nghị Vân tới nói này đó khí thể liền giống như tu luyện năng lượng, cảm giác chính mình tùy thời có thể hấp thu rớt. Nhưng Dương Nghị Vân biết này không phải cảm giác, mà là chân thật tồn tại, là bàn cổ ý chí mang đến cường đại thần thông. Dương Nghị Vân đang ở 8.000 tu la trung tâm, bốn phía 8.000 tu la huyết sát công kích, giờ phút này giống như là pháo hoa giống nhau trình hình tròn hướng về Dương Nghị Vân mà đi. 100m, 50m, 10m, 5m, 3m. Thẳng đến này đó huyết sát công kích không đủ Dương Nghị Vân thân thể nửa thước thời điểm, Dương Nghị Vân rốt cuộc động, trong lòng vừa động, lại là trong lòng mặc niệm một tiếng, nuốt. Oanh! Một tiếng nặng nề nổ vang dưới, 8.000 đạo tu la huyết sát công kích. Cư nhiên nháy mắt tiến vào Dương Nghị Vân đề trong cơ thể. Trực tiếp bị âm dương hấp thu. Đương nhiên này còn không có xong. Mới là bắt đầu, Dương Nghị Vân cảm quan trạng thái hạ, hết thảy vạn vật đều là khí thể, 8.000 cái tu la chính là khí thể, ở bàn cổ ý chí thêm vào hạ, tức khắc từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. 8.000 tu la thân thể bạo liệt hóa thành huyết vụ, ở bàn cổ ý chí thêm vào hạ hóa thành khí thể, giây lát chi gian bị Dương Nghị Vân hấp thu luyện hóa. Hết thảy đều ở điện quang thạch hóa chi gian phát sinh, 8.000 tu la biến mất, đều bị Dương Nghị Vân hấp thu luyện hóa. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trong cơ thể truyền đến một tiếng nặng nề rung động. Lại là hắn tu vi cảnh giới lại lần nữa đột phá, tới rồi thánh đạo 5 tầng. 8.000 tu la làm tăng lên một tầng tu vi. Ngắn ngủn vài phút thời gian, Dương Nghị Vân xử lý 8.000 tu la, không phí mảy may sức lực. Đáng sợ chính là, những người này toàn bộ bị hắn một ý niệm hóa khí. Hóa thành tự thân lực lượng, đây mới là nhất nghiêu địa phương. Ước chừng qua 10 phút sau, Dương Nghị Vân mở hai mắt, hắn cảnh giới ổn định ở thánh đạo 5 tầng. Sau đó hắn lại lần nữa nhìn về phía huyết vụ tràn ngập ngọn núi. Nếu ba cái tu la vương phân thân còn không ra, kia hắn liền thử xem hóa khí cả tòa sơn, các ngươi tam cũng đừng ra tới. Cái này ý tưởng thực điên cuồng, bất quá lý luận đi lên nói, là hoàn toàn có thể thực hiện. Chỉ cần hắn tu vi cảnh giới cũng đủ, có thể hóa khí diện tích lại càng lớn,
hoặc là địch nhân tu vi thực lực cùng hắn tương đương là có thể hóa khí cắn nuốt. Dù sao Dương Nghị Vân lúc này cảm giác chính mình đã cả người là mật. Nếu ba cái Tu La Vương phân thân tránh ở trong núi không ra, ta đây liền luyện hóa rất này tòa núi lớn. Trong lòng vừa động cường đại bàn cổ ý thức ngay lập tức chi gian liền bao phủ ở trên núi. Vừa mới chuẩn bị khí thể thời điểm, lại là không nghĩ tới, trong núi oanh một chút bạo phát một tiếng nổ vang. Một đạo huyết quang phóng lên cao, lại là đánh gãy hắn. Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt nhìn lại, hắn đình chỉ xuống dưới. Hiển nhiên là Tu La Vương phân thân vọt ra. Vô cùng cường đại huyết sát chi lực nhộn nhạo ở trong thiên địa, thực lực rất mạnh, cư nhiên là thánh đạo 6 tầng hơn nữa là đỉnh chi cảnh. Phía trước hắn cảm giác đến chính là ba cái thánh đạo 5 tầng Tu La Vương phân thân, hiện tại lại là xuất hiện một cái, tu vi lại là thánh đạo 6 tầng đỉnh. Nghĩ lại tưởng tượng Dương Nghị Vân liền biết đây là tam đại phân thân hợp nhất kết quả. Như vậy đoạn thời gian nội, không có người mà có thể tăng lên một tầng cảnh giới, cũng chỉ có Tu La Vương tam đại phân thân hợp nhất mới có thể. Một màn này hắn quen thuộc, ở thiên tộc hỏa tinh gia tộc thời điểm, năm đại phân thân liền hợp nhất quá, chẳng qua hóa thành chính là biển máu, mà lúc này đây lại là ba cái hợp nhất thành một người, nhưng lại là cường đại một người. Thánh đạo 9 tầng, 3 tầng vì một hồng câu, tam đại Tu La Vương phân thân hợp nhất lúc sau đạt tới thánh đạo 6 tầng, hiển nhiên là vượt qua thánh đạo cái thứ hai hồng câu. Thậm chí có thể nói giờ phút này cuối cùng Tu La Vương phân thân bước vào thánh đạo cao giai ngạch cửa, thánh đạo ba đạo khảm. Ba tầng nhất giai đoạn, vừa lúc có thể chia làm là, sơ trung sau. Mỗi một tầng tăng lên nhưng đều là cường đại vô cùng đại hồng câu, Dương Nghị Vân hiện giờ là thánh đạo 5 tầng lúc đầu giai đoạn, phải đối thượng chính là thánh đạo 6 tầng đỉnh, không thể không nói thực lực kém có điểm đại. Này vẫn là hắn vừa mới khí thể hóa 8.000 tu la làm chính mình tu vi từ thánh đạo 4 tầng đạt tới thánh đạo 5 tầng, nếu là phía trước nói, thật đúng là khó mà nói kế tiếp cùng Tu La Vương chiến đấu sẽ thế nào. Còn hảo 8.000 tu la lực lượng làm hắn bước vào thánh đạo 5 tầng, cái này chênh lệch nếu là đặt ở người khác trên người đó chính là đại chênh lệch, đáng tiếc hắn là Dương Nghị Vân, bản thân căn cơ liền quyết định hắn 5 tầng đối thượng 6 tầng không sợ chút nào. Ba cái Tu La Vương phân thân hợp nhất, với hắn mà nói vừa lúc bớt việc nhi, một lần giải quyết, thần giới Tu La tộc việc, cũng là có thể họa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. A rốt cuộc bỏ được ra tới, Dương Nghị Vân nheo lại mắt. Hắn hiện tại xem trước mắt Tu La Vương cùng dĩ vãng bất luận cái gì một cái Tu La Vương phân thân đều bất đồng, cái này Tu La Vương phân thân không chỉ là thực lực hơi thở cường đại, càng là cho hắn một loại cảm giác, một loại nói như thế nào đâu, là cái loại này ai không thường không thoải mái, thậm chí là có điểm âm trầm. Dương Nghị Vân đánh giá Tu La Vương thời điểm, Tu La Vương cũng ở đánh giá hắn. Kỳ thật ở Tu La Vương giờ phút này trong lòng, đối Dương Nghị Vân là phi thường khiếp sợ, 8.000 Tu La Nhi Lang. Trong nháy mắt đã bị Dương Nghị Vân xà nuốt kình giống nhau tiêu diệt, phía trước bọn họ ba cái tuy rằng là hợp thể, nhưng đối ngoại giới vẫn luôn ở chú ý. 8.000 tu la tan thành mây khói thực sự làm Tu La Vương chấn động, ở bọn họ ba người hợp nhất lúc sau, liền ở đệ nhất là thời gian chạy ra tới. Mang theo vô biên lửa giận, thề muốn đem Dương Nghị Vân cấp chém giết. Tiểu tử trước sau diệt sát bổn vương bảy đại phân thân, hiện giờ lại diệt 8.000 tu la, ngươi. Thật sự đáng chết, cái này cường đại nhất Tu La Vương phân thân tràn đầy lạnh lẽo. Dương Nghị Vân còn lại là không hề sợ hãi, nhìn hắn nói, ha ha, người cũng ở ta diệt sát trong vòng, diệt trừ ngươi thần giới việc liền hoàn thành, đến lúc đó ta sẽ tiến vào U Minh biển máu xử lý ngươi bản tôn, giải quyết rất kiếp trước kiếp này ân oán. Làm càn, thật sự cho rằng ngươi vô địch, không ai có thể giết được ngươi không thành. Tu La Vương giận dữ trực tiếp, đối với Dương Nghị Vân vung tay lên. Giống giận mà ra, huyết sắc cấm kỵ, cho ta cấp phong. Ầm vang, Tu La Vương gầm lên giận dữ, toàn thân huyết sát đại tác phẩm, từng đạo huyết khí hóa thành một đám khắc văn, tức khắc che trời lấp đất tản ra, trong nháy mắt liền hình thành mấy ngàn mét vòng vây. Dương Nghị Vân nhíu mày, hắn phát hiện, giống như là thân ở một cái trạng thái chân không giống nhau, hoàn toàn đã không có cùng ngoại giới liên hệ. Bốn phía thiên địa bị phong ấn. Mắt thường đều có thể nhìn đến rậm rạp huyết sắc khắc văn bao phủ tứ phương, như là một cái huyết sắc cảnh giới. Ngay sau đó Tu La Vương chợt lóe thân, trực tiếp đi đến. Kỳ thật Dương Nghị Vân tại đây nhất thời chờ cũng không có để ý cái này phong ấn kết giới, bởi vì hắn có thể sử dụng bàn cổ ý chí đem riêng trong phạm vi hết thảy khí thể hóa. Nhưng Tu La Vương tiến vào kết giới vòng lúc sau, Dương Nghị Vân liền mở ra khí thể trạng thái.
nhưng mà ngay sau đó, hắn lại là chấn động. Thúc dục nguyên thần đi khí thể hoa thời điểm, lại là phát hiện không nhạy. Cái này Dương Nghị Vân trong lòng căng thẳng, như thế nào sẽ không nhạy? Nghĩ lại cũng nghĩ đến có thể là đối phương tu vi cao hơn hắn hình tròn. Hoặc là nói Tu La Vương cái này phong ấn kết giới trong vòng là có chút đặc thù. Lúc này Tu La Vương tựa hồ nhìn ra Dương Nghị Vân khác thường, ha hả cười nói thật cho ngươi biết, đây là bổn vương lấy chân chính biển máu chi lực bày ra cấm phong không gian, đến từ U Minh bản tôn lực lượng, vì thu thập ngươi, lần này bổn vương ba cái phân thân hợp nhất lúc sau biển máu chi lực đều lấy ra tới, nếu là lại lần nữa làm ngươi giống sự phía trước như vậy thực hiện được, bổn vương liền không xứng Tu La Vương ba chữ, ở chỗ này, bổn vương chính là thiên địa, tiểu tử chịu chết đi. Ở Tu La Vương dứt lời hết sức, bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân mà đến, vèo một chút lại là trực tiếp tới rồi Dương Nghị Vân trước người. Ra tay thành nắm tay thẳng đến Dương Nghị Vân đầu. Dương Nghị Vân toàn thân đại động, cũng là bạo phát, hắn hiện giờ tốt xấu đúng vậy thánh đạo năm thành tu vi, há có thể bị Tu La Vương cứ như vậy bắt lấy. Trong tay liễu xanh thần thụ mà ra, bỗng nhiên xuất kích. Tuy rằng cái này huyết sắc không gian hắn phá không khai, nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ ngồi chờ chết. Hoặc là nói liền không có biện pháp. Hơn nữa vừa rồi quá sốt ruột, không phải nói hóa khí trạng thái hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ là một chút không có thành công, hắn cẩn thận cảm thụ, bàn cổ ý chí vẫn như cũ bao phủ ở này một phương huyết sắc không gian, nói cách khác yêu cầu điểm thời gian, hắn như cũ có thể phá cái này không gian. Đích xác ở Tu La Vương cái này không gian, Tu La Vương là cường đại rồi rất nhiều, Dương Nghị Vân tự thân đã chịu một ít áp lực cùng câu thúc. Nhưng không đại biểu hắn liền không có phản kích chi lực. Trên người hắn thủ đoạn, nhưng không đơn giản là khí thể hóa này hạng nhất, hắn còn có u đều chi môn, liễu xanh thần thụ. Ầm vang. Một tiếng nặng nề dưới, Dương Nghị Vân trong tay liễu xanh thần thụ cùng Tu La Vương nắm tay va chạm ở cùng nhau. Nhưng là, Dương Nghị Vân một chút bị phản tham lui về phía sau mấy chục mét. Nắm liễu xanh thần thụ tay có chút phát run, mà Tu La Vương cư nhiên chút nào không lui một bước. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng căng thẳng, ở Tu La Vương cái này không gian Tu La Vương đích xác chiếm cứ đại ưu thế. Hắn lực lượng vô hình trung bị áp chế. U đều chi môn. Dương Nghị Vân cảm nhận được uy hát yêu ta, không hề che giấu thủ đoạn, trực tiếp triệu hoán U đều chi môn. Nhưng mà, không động tính, U đều chi môn cũng như là chặt đứt liên hệ giống nhau, như là bị cắt đứt cùng hắn chi gian quan hệ. Ha ha ha. Bổn vương nói đây là chân chính biển máu giam cầm lực lượng, vốn là không thuộc về thần giới, bổn vương biển máu lực lượng, ở các ngươi thần giới đối thần lực các phương diện trời sinh tương khắc, tiểu tử ngươi dù cho có thủ đoạn cũng đừng nghĩ phát huy ra tới, cho bổn vương chết. Tu La Vương đắc ý vô cùng, giống to chung lần thứ hai hướng về Dương Nghị Vân xuất kích. Ầm ầm ầm. Điên cuồng Tu La Vương đối Dương Nghị Vân một trận tay đấm chân đá, chiếm cứ bẩm sinh ưu thế, hơn nữa bản thân liền mạnh hơn Dương Nghị Vân tu vi cảnh giới. Trong lúc nhất thời Dương Nghị Vân chỉ có thể lấy liễu xanh thần thụ phòng ngự ngăn cản, bị đánh kế tiếp bại lui. Oanh! Phốc! Một là một kích dưới, Dương Nghị Vân hộc máu bay ngược đi ra ngoài vài trăm thước. Ha ha, tiểu tử ngươi trong tay phá thụ có điểm ý tứ, cư nhiên ngăn cản ở bổn vương mấy trăm đánh, này cây phá thụ bổn vương muốn. Chiếm cứ thượng phong Tu La Vương đại ý cười to, lại là theo dõi Dương Nghị Vân trong tay liễu xanh thần thụ. Bất quá đúng lúc này. Một nữ nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên, phá thụ sao? Ha ha, lão nương hôm nay khiến cho ngươi kiến thức phá thụ lợi hại. Ai, Tu La Vương kinh hãi, nhìn về phía trên không. Dương Nghị Vân lại là lau khóe miệng vết máu, cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, hắn nghe được thanh âm này thực quen tai. Liễu thần nương nương. Dương Nghị Vân đại hỉ, thanh âm này quá quen thuộc, chính là liễu thần nương nương thanh âm. Hắn không nghĩ tới ở ngay lúc này liễu thần nương nương sẽ xuất hiện. Kinh hỉ. Nhưng kinh hỉ còn không có kết thúc. Huynh đệ chớ sợ, ta tới. Lại là một tiếng to lớn vang dội thanh âm vang lên. Lục nhĩ đại ca Dương Nghị Vân quá kinh hỉ. Hắn nghe được kết bái đại ca lục nhĩ mi hầu thanh âm. Trăm triệu không nghĩ tới, liễu thần cùng lục nhĩ đồng thời xuất hiện. Này hai cái chính là hắn vẫn luôn đang tìm kiếm đều không có bất luận cái gì tin tức người, đương nhiên còn có hoa sen đen cũng là. Lúc này Dương Nghị Vân kỳ thật nội tâm thực hy vọng ở nghe được cái thứ ba thanh âm, nghe được hoa sen đen thanh âm, đáng tiếc không có vang lên người thứ ba thanh âm. Mà là truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng động. Ầm vang. Thiên địa đại chấn.
lại là Tu La Vương biển máu phong ấn vặn vẹo đại trấn, hiển nhiên là bị Lục Nhĩ cùng Liễu Thần ở bên ngoài cấp công kích. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng động sau, huyết phụ tan đi. Tu La Vương phong ấn kết giới trực tiếp tiêu tán. Giây tiếp theo Dương Nghị Vân thấy được hai bóng người. Một tiếng ánh vàng rực rỡ chiến giáp cầm trong tay đen nhánh trường côn Lục Nhĩ cùng một thân xanh biếc quần áo đẹp đẽ quý giá quyến rũ Liễu Thần nương nương xuất hiện ở trong tầm mắt. Nương nương, đại ca. Dương Nghị Vân kêu to một tiếng. Giờ phút này Liễu Thần nương nương quang mang chợt lóe, lại là xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người. Mà Lục Nhĩ còn lại là gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, vẫn là như vậy có cá tính, Lục Nhĩ đôi mắt khát khao nhìn chằm chằm Tu La Vương trên người. Dương Nghị Vân giờ phút này xem Lục Nhĩ cư nhiên nhìn không thấu là cái gì tu vi cảnh giới. Mà Liễu Thần nương nương ở trong mắt hắn lại là thánh đạo 6 tầng. Một chút xuất hiện hai đại cường giả, Dương Nghị Vân nội tâm là thực sự có điểm kinh ngạc, lâu như vậy không gặp, gặp lại Lục Nhĩ đại ca cư nhiên tu vi hắn nhìn không thấu, vậy thuyết minh ít nhất là thánh đạo 7 tầng tu vi. Liên tính là Liễu Thần nương nương cũng là thánh đạo 6 tầng tồn tại. Dương Nghị Vân tự nhận là chính mình tu vi ngồi hỏa tiễn giống nhau mau, trong lòng còn có chút đắc chí, nhưng hiện tại hắn trong lòng về điểm này vui sướng ở Lục Nhĩ cùng Liễu Thần nương nương sau khi xuất hiện không còn sót lại chút gì. Hắn tu luyện mau, Lục Nhĩ so với hắn càng mau. So sánh với Dương Nghị Vân trong lòng kinh hỉ, giờ phút này Tu La Vương lại là một lòng trầm tới rồi thung lũng, không có biện pháp, xuất hiện Lục Nhĩ cùng Liễu Thần tu vì so với hắn còn cao. Hắn là ba cái phân thân hợp nhất lúc sau mới có thể so với thánh đạo 6 tầng đỉnh thực lực, nhưng là Liễu Thần nương nương liền cùng hắn giống nhau, Lục Nhĩ càng là thánh đạo 7 tầng. Tu La Vương biết nơi này không thể đãi đi xuống. Dương Nghị Vân hôm nay là chú định giết không được. Một khi đã như vậy vậy trốn đi, thần giới không thể đãi, hồi U Minh biển máu đi, dù sao hắn đã cảm nhận được bản tôn sắp thức tỉnh. Đến lúc đó hắn cái này ba hợp một phân thân trở về bản tôn lúc sau. Tự nhiên có thể quy mô xâm nhập thần giới, Dương Nghị Vân hiện tại còn không có đạt tới năm đó Thánh Thiên Đế tu vi thủ đoạn, chỉ cần trở về bản tôn thức tỉnh liền như cũ có cơ hội giết Dương Nghị Vân. Bị cái kia Dương Nghị Vân trong miệng kêu Lục Nhĩ con khỉ theo dõi, Tu La Vương phân thân không lý do khẩn trương, hắn đột nhiên nhớ tới, cái này con khỉ chính là năm đó Thánh Thiên Đế dưới tòa 10 đại thánh chi nhất, được xưng Lục Nhĩ đại thánh. Sức chiến đấu rất cường đại, khai thiên thời đại chiến đấu. Lục Nhĩ đại thánh chính là chém giết hắn thủ hạ không ít đại Tu La. Còn có cái kia bị Dương Nghị Vân xưng là Liễu Thần nương nương nữ nhân, tuy rằng là thánh đạo 6 tầng tu vi, nhưng là không biết vì cái gì ở Tu La Vương trong lòng cảm giác so với kia cái con khỉ càng thêm nguy hiểm. Nữ nhân này không ấn tượng, ở năm đó khai thiên thời đại đại chiến chung không xuất hiện quá, không biết lại là thần thánh phương nào. Dù sao Tu La Vương giờ phút này có lưu ý. Hắn suy nghĩ như thế nào toàn thân mà lui, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mở ra biển máu cấm pháp, trực tiếp là có thể trở lại U Minh biển máu đi, mặt khác biện pháp trốn là không dễ dàng, bị con khỉ theo dõi, chạy đi cũng trốn không xa. Chỉ có trực tiếp hồi U Minh biển máu nhất phương tiện. Nhưng lại yêu cầu thời gian, biển máu cấm thuật thi triển yêu cầu một chút thế giới. Lúc này Tu La Vương đang âm thầm thúc giục cấm thuật. Nhưng Dương Nghị Vân cùng Liễu Thần lại là có một phen có ý tứ đối thoại. Nương nương ngươi cùng ta đại ca như thế nào ở bên nhau? Dương Nghị Vân hỏi. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu ở bên nhau, kia chỉ con khỉ nhỏ không phải lão nương đồ ăn, nhưng thật ra tiểu tử ngươi lâu như vậy không gặp, có hay không tưởng ta à? Liễu Thần năm đó lão cây liễu đối Dương Nghị Vân vẫn là trước sau như một đùa giỡn. Khụ khụ, là ta nói sai lời nói. Dương Nghị Vân ho khan che giấu không dám nhìn cái này lão biến thái, năm đó chính là như thế yêu tinh giống nhau phong cách, hiện tại vẫn là, hắn không dám trêu chọc. Tính, lão nương ta tâm tình hảo, bất hòa tiểu tử ngươi so đo, ta cùng kia con khỉ ở chỗ nào đó đụng tới, đúng rồi còn có hoa sen đen, bất quá nàng có việc tạm thời tới không được, là hoa sen đen nói cho chúng ta biết ngươi gặp nạn làm chúng ta tiến đến, đương nhiên trọng điểm là tiểu tử ngươi như thế nào bắt được lão nương bản thể. Liễu Thần thoại đến cuối cùng lại là đôi mắt chăm chú vào Dương Nghị Vân trong tay Liễu Xanh Thần Thụ Thượng. Dương Nghị Vân nghe Liễu Thần nương nương nói chuyện, liên tiếp hai cái nổ mạnh tin tức, làm hắn cũng chưa chuẩn bị tốt tiêu hóa. Nhưng lại là nội tâm mừng như điên. Nghe ý tứ Liễu Thần cùng Lục Nhĩ hơn nữ hoa sen đen, đều ở thần giới nơi nào đó, các nàng là đụng phải cùng nhau. Nói cách khác hoa sen đen có tin tức, chỉ là bởi vì một ít việc tạm thời không có tới.
Này đối Dương Nghị Vân tới nói là thiên đại chuyện tốt, nói thật hắn thật đúng là tưởng hoa sen đen, đáng tiếc lần này không có tới, nhưng là không sao cả, chỉ cần có tin tức, sớm hay muộn hoa sen đen liền sẽ xuất hiện. Liễu thần cuối cùng một câu, chính là xác minh Dương Nghị Vân trước kia suy đoán, liễu xanh thần thụ quả nhiên là vị này đại lão bản thể, nàng là thần hồn thoát ly bản thể đi tu luyện, hiện giờ xem như muốn dung hợp sao. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, về liễu xanh thần thụ hết thảy đều nói ra thì rất dài, nương nương sau đó, chờ ta trước giải quyết rất tu la vương cái này phân thân, chúng ta lại nghỉ. Giờ phút này Dương Nghị Vân cảm nhận được bốn phía thiên địa tựa hồ có nào đó biến hóa, rất nhỏ, nhưng là trốn bất quá hắn cảm giác, tức khắc liền phát hiện là tu la vương trên người truyền đến biến hóa. Hắn đầu tiên muốn giải quyết rất tu la vương cái này phân thân lại nói. Cũng đúng, cái này tiểu tạp toái cư nhiên mắng lão nương là phá thụ. Hảo ngươi thả từ từ, làm lão nương dung hợp bản thể, đến lúc đó ngươi cho ta lộng chết hắn. Liễu thần nương nương lực chú ý về tới tu la vương phân thân thượng sau, ngữ khí một chút liền thay đổi, tựa hồ thực để ý người khác kêu nàng phá thụ. Ở nàng dứt lời hết sức, tức khắc hóa thành một đạo lục quang, vèo một chút ở Dương Nghị Vân đều không có phản ứng lại đây thời điểm, chui vào liễu xanh thần thụ chung. Oanh! Dương Nghị Vân trong tay liễu xanh thần thụ một tiếng nặng nề nổ vang, tức khắc chói mắt lục quang bùng nổ, Dương Nghị Vân nắm chặt liễu xanh tay run lên, không tự chủ được buông ra. Lại là nhìn đến liễu xanh thần thụ ở trước mắt bắt đầu đón gió đại trướng. Trong nháy mắt hóa thành 1.000 trượng xanh biếc che trời đại thụ, trước kia liễu xanh thần thụ không có lá cây, trụi lùi chỉ có cành, nhưng tại đây một khắc lại là từng mảnh nộn diệp sinh trưởng mà ra, cùng với quang mang lập lòe, mỗi một mảnh lá cây đều hóa thành mấy chục mét trường, thượng có khắc văn lưu chuyển. Trên thân cây như máu dịch mạch máu ở chảy xuôi lưu động, ánh vàng rực rỡ mạch máu trông rất đẹp mắt. Dương Nghị Vân ngay sau đó thấy được có sao trời nhật nguyệt thiên địa dị tượng xuất hiện ở liễu xanh thần thụ thượng, khí thế hoành huy, cường đại uy áp phát ra dưới, làm Dương Nghị Vân đều có loại muốn quỳ xuống cúng bái xúc động. Hắn nuốt khẩu nước miếng nghĩ thầm, đây mới là chân chính ra đời hỗn độn bẩm sinh linh căn liễu xanh thần thụ, trước kia chỉ có thể là một kiện tiện tay pháp khí, lại là hồn phách, mà hiện tại liễu thần nương nương cái này hồn phách trở về, bẩm sinh linh căn ứng có uy phong thể hiện rồi. Cái gì cấp bậc? Dương Nghị Vân là hoàn toàn nhìn không thấu. Mà liền vào giờ phút này, lại là một tiếng ầm vang nổ vang. Huyết quang đầy trời. Dương Nghị Vân vội vàng vừa thấy, lại là Tu La Vương phía sau hiện lên một cái 3 mét đường kính huyết sắc lốc xoáy. Tu La Vương xoay người một bước bước vào trong đó, hơn nữa truyền đến một câu, ha ha, Dương Nghị Vân ngươi chờ, chờ bản tôn trở về chân thân, tất nhiên muốn huyết tẩy ngươi vân môn thiên đình. Giây lát chi gian Tu La Vương thân ảnh biến mất ở huyết sắc lốc xoáy. Cùng thời gian Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn đến Tu La Vương chạy trốn, tức khắc múa may khởi trong tay hắc côn liền phải nghĩ huyết sắc lốc xoáy ném tới. Dương Nghị Vân cũng động, hắn không muốn mang Tu La Vương cái này phân thân cư nhiên mở ra chạy trốn môn hộ, làm hắn cảm nhận được này không phải thần giới không gian môn hộ, vô cùng có khả năng là trực tiếp trở lại U Minh biển máu mà đi môn hộ, tức khắc nóng này, như vậy có thể làm Tu La Vương cái này phân thân chạy trốn. Bất quá đúng lúc này liễu thần nương nương thanh âm vang lên nói, giao cho ta, các ngươi đừng nhúc nhích, mắng lão nương, hiện tại còn tưởng toàn thân mà lui, người cái tiểu tạp toái, suy nghĩ nhiều. Liễu thần nương nương tràn ngập uy áp thanh âm lạc bế, ngay sau đó một tiếng quát nhẹ, hỗn nguyên ánh sáng, cấp lão nương chết đi. Dứt lời Dương Nghị Vân chỉ nhìn đến từ liễu xanh thần thụ thượng bộc phát ra một đạo xanh biếc tia chớp chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp liền khoác ở sắp muốn biến mất huyết sắc lốc xoáy thượng. Rồi sau đó, ầm vang, tức khắc toàn bộ thiên địa kinh thiên một tiếng. Huyết sắc lốc xoáy trực tiếp tạc nứt, không gian cái khe xuất hiện. A, à, ngay sau đó vang lên Tu La Vương phân thân kêu thảm thiết. Dương Nghị Vân đại hỉ, hắn thấy được Tu La Vương phân thân thân ảnh ở không gian cái khe chung, đầy người màu xanh lục tia chớp, xác thật là bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Liễu thần nương nương cùng liễu xanh hòa hợp nhất thể lúc sau, cường thế đến nổ mạnh. Đồng dạng là liễu xanh thần quang, giờ khắc này lại là gần chợt lóe rồi biến mất, đem đã trốn tiến huyết sắc thông đạo Tu La Vương phân thân cái xé nát. Thực lực vượt quá tưởng tượng. Dương Nghị Vân nhớ tới trước kia khí linh tinh là đối liễu xanh truyền thuyết những lời này đó, nói liễu xanh thần thụ cùng Hồng Quân từng đánh nhau, thần quang một soát Hồng Quân bảo vật đều phải bị liễu xanh cấp soát đi. Hiện tại xem khả năng thật đúng là không giả. Trước nay chưa thấy qua bực này cường đại công kích, đường đường Tu La Vương phân thân. Hơn nữa vẫn là có thể so với thánh đạo 6 tầng cường đại,
cư nhiên đã bị Liễu thần nương nương hoặc là hẳn là xưng là Liễu xanh nương nương nhẹ nhàng một đạo lục quang cấp xử lý. Chết, đã chết. Dương Nghị Vân nuốt khẩu nước miếng hỏi Liễu xanh thần thụ. Ngay sau đó che trời đại thụ Liễu xanh quang mang lập lòe một chút, hóa thành người, một nữ nhân, lại vẫn là Liễu thần nương nương bộ dáng, chẳng qua cấp Dương Nghị Vân cảm giác càng thêm quyến rũ. Kỳ thật hắn đến đây khác như cũ vẫn là không quá thích ứng lại đây, Liễu thần nương nương cùng Liễu xanh dung hợp vì một. Cứ việc trước kia phỏng đoán chính xác, Liễu thần nương nương cái này lão cây liễu chính là Liễu xanh thần thụ, nhưng chân chính đương hiện ra ở chính mình trước mặt thời điểm, Dương Nghị Vân là thật không quá thích ứng. Hảo đi, kỳ thật Dương mẫu nhân trong lòng tiếc nuối hoặc là nói không quá thích ứng chính là, trong tay Liễu xanh thần thụ cái này đại sát khí không có. Nhưng cũng không có biện pháp, nói đến cùng đây cũng là chuyện tốt, rốt cuộc Liễu thần nương nương cùng hắn chi gian xem như bằng hữu, cứ việc Liễu thần trước nay chưa nói quá cái gì. Nhưng là sớm tại tiên giới thời điểm, có rất nhiều thứ khó xử đều là Liễu thần nương nương ra mặt giải quyết. Lão cây Liễu cũng là có kiếp trước kiếp này chuyện xưa nhân nhi, hiện tại dung hợp Liễu xanh chỉ là trở về mà bản thể mà thôi, nước chảy thành sông. Nói đến cùng là chuyện tốt một kiện. Thực hiển nhiên hiện tại Liễu xanh mới là chân chính bẩm sinh linh căn Liễu xanh thần thụ. Mà lão cây Liễu cái này Liễu thần nương nương, xem như một bước lên trời. Phía trước thánh đạo 6 tầng tu vi. Chỉ chớp mắt liền thành hắn muốn nhìn lên tồn tại. Đã chết, nhưng cũng không chết. Quyến rũ vô cùng Liễu thần nương nương nhìn Dương Nghị Vân nói. Vì có ý tứ gì? Dương Nghị Vân nghi hoặc, hắn rõ ràng nhìn đến Tu La Vương hóa thành dập nát. Ngươi nhìn đến thật là đã chết, nhưng lại là chết chính là thân thể, thật đáng tiếc Tu La Vương phân thân vẫn là có một sợi chạy thoát. Liễu thần nương nương nói. Trốn, chạy thoát, ý của ngươi là... Dương Nghị Vân nhìn về phía Liễu thần nương nương. Không có gì bất ngờ xảy ra vừa rồi hắn mở ra huyết sắc thông đạo là nối thẳng biển máu cấm kỵ thông đạo, ta tuy rằng hủy hoại thông đạo, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản Tu La Vương phân thân một sợi thần hồn đào tẩu, biển máu chi đạo cấm kỵ chi thuật vẫn là rất lợi hại. Liễu thần nương nương nói. Dương Nghị Vân có chút đau đầu, đây là nói, này một sợi đào tẩu đi biển máu tàn hồn, vô cùng có khả năng sẽ đánh thức Tu La Vương bản tôn, không đúng, không phải khả năng. Mà là tất nhiên. Ta muốn đi U Minh giới biển máu hoàn toàn giải quyết Tu La tộc việc. Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ nói, đi U Minh giới vốn chính là hắn trong kế hoạch sự, hiện tại vừa lúc danh chính ngôn thuận đi thôi. Đi liền đi thôi, lão nương ta chỉ có thể bồi ngươi đi một chuyến, thật là thiếu ngươi. Liễu thần nương nương nói. Dương Nghị Vân xấu hổ cười nói, kỳ thật ta chính mình có thể đi, nương nương ngài cùng ta đại ca đi vân môn liền thành. Tiểu tử ngươi nói cái gì đâu? Nếu không phải lão nương bản thể bị tiểu tử ngươi trở thành pháp khí luyện hóa, ngươi cho rằng ta vui đi theo ngươi à? Liễu thần nương nương tràn ngập u oán. Dương Nghị Vân lại là sau khi nghe được ánh mắt sáng lên, đích xác hắn lúc trước được đến Liễu xanh thần thụ lúc sau, liền đem Liễu xanh thần thụ cấp luyện hóa xong xuôi thành pháp khí, nhưng hôm nay Liễu thần nương nương cái này Liễu xanh thần thụ chủ thần hồn xuất hiện lúc sau, cùng Liễu xanh thần thụ hợp nhất. Chân chính khôi phục tới rồi bẩm sinh linh căn nông nỗi, cho nên Dương Nghị Vân tự nhiên không dám đem Liễu xanh thần thụ trở thành pháp khí. Chẳng qua lúc này nghe Liễu thần nương nương như vậy vừa nói, hắn thật đúng là nghe ra vài phần huyền ngoại chi ý, tựa hồ hắn cùng Liễu xanh thần thụ chi gian luyện hóa chủ tớ quan hệ, Liễu thần nương nương là tán thành. Trong lòng vui vẻ, thử hỏi, ta đây về sau kêu ngài Liễu thần nương nương đâu, vẫn là xưng hô ngài Liễu xanh nương nương. Ha ha. Tiểu tử ngươi lời nói khách sáo đâu? Liễu thần nương nương trắng liếc mắt một cái Dương Nghị Vân, lại là trực tiếp mở miệng nói, biết tiểu tử ngươi trong lòng tưởng cái gì, yên tâm đi, lão nương ta tạm thời vẫn là muốn đã chịu một ít bản thể ảnh hưởng, cho nên tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi, giúp ngươi đánh nhau là không thành vấn đề. Lời này nhi nghe vào Dương Nghị Vân cũng trong tai, tức khắc liền nắm chắc, Liễu thần nương nương tuy rằng không có nói rõ, nhưng là nội tại ý tứ là, nàng vẫn là đã chịu Liễu xanh thần thụ bản thể ảnh hưởng. Cũng chính là cùng chính mình là có liên hệ có quan hệ. Đương nhiên Dương mẫu nhân cũng không dám đi chạm vào Liễu thần nương nương, đi cho nàng hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Nhân gia có thể nói ra giúp chính mình đánh nhau nói tới, này đã cũng đủ, lại nói tiếp hắn dùng nhân gia bản thể chiến đấu thời gian dài như vậy, nhiều là thiếu Liễu thần nương nương. Liễu xanh thần thụ trung quy là bản thể, trung tâm là Liễu thần nương nương cái này thần hồn trùng tu người. Cho nên đối Liễu thần nương nương Dương mẫu nhân là thực tôn kính. Cái này đề tài có thể kết thúc, Dương mẫu nhân cũng không phải không rõ lý lẽ người, có chút không thể nói lời quá trắng ra.
Đối với Liễu Thần nương nương có thể trực tiếp xuất hiện, ở đoán trước ở ngoài cũng ở tình lý bên trong, rốt cuộc Liễu Xanh thần thụ ở trong tay hắn, Liễu Thần nương nương hiện giờ trở về thần giới, trùng tu lúc sau, tự nhiên sẽ tìm bản thể cường đại nàng chính mình. Ta và ngươi cùng nhau. Lục Nhĩ lại đây nhìn Dương Nghị Vân nói thẳng nói, hắn hiện tại biết được rất nhiều sự, không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ là Thánh Thiên Đế thử lại, hơn nữa trùng hợp chính là tại hạ giới thời điểm, bọn họ hai cái liền kết bái. Hết thảy ở Lục Nhĩ xem ra đều là vận mệnh chú định chú định, chính hắn ở khai thiên thời đại chính là Thánh Thiên Đế dưới tòa 10 đại thánh chi nhất, cái kia thời đại bọn họ bản thân chính là huynh đệ, Thánh Thiên Đế trước nay liền không có đem hắn hoặc là nói đưa bọn họ trở thành là cấp dưới, đều là huynh đệ. Này một đời như cũ. Lục Nhĩ kỳ thật theo chứng đạo lúc sau tu vi tăng lên khôi phục một ít kiếp trước ký ức, đã biết cùng Thánh Thiên Đế quan hệ sau, đối Dương Nghị Vân hiện tại càng thêm thân cận. Giờ phút này Dương Nghị Vân nói muốn đi U Minh giới tìm biển máu lão tổ Tu La Vương, Lục Nhĩ tự nhiên muốn đi theo đi, núi đao biển lửa đều không sao cả. Hảo Dương Nghị Vân nhìn Lục Nhĩ cười, hắn đã sớm từ thỏ ra trong miệng biết Lục Nhĩ cũng là khai thiên thời đại đại thánh, hiện giờ nhìn đến vị này kết bái đại ca. Từ hắn trong ánh mắt Dương Nghị Vân có thể nhìn ra Lục Nhĩ tựa hồ đã biết một ít việc, dựng lên đối chính mình cũng không có cái gì xa lạ cảm, cái này làm cho Dương Nghị Vân thật cao hứng. Hắn sợ nhất chính là bên người người theo tu vi tăng lên ký ức khôi phục lúc sau, đối hắn quan tâm thái độ biến xa lạ, cũng may Lục Nhĩ không có, Mầu Thần nương nương lúc trước cũng không có. Tin tưởng những người khác như Tiểu Phượng Hoàng bọn họ cũng sẽ không chính mình xa lạ. Như thế nào đi U Minh giới đây chính là không nhỏ vấn đề Nga, ta tiểu đệ đệ. Liễu Thần nương nương như cũ giống như trước đây ngữ khí trêu chọc Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân cười nói, ta có luân hồi thông đạo nhưng nối thẳng U Minh. Lời này vừa nói ra, Liễu Thần nương nương trong ánh mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Người gặp qua lục đạo luân hồi, Liễu Thần nương nương hỏi Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân điểm điểm, xem như gặp qua. Ở hắn U đều chi bên trong cánh cửa luân hồi thông đạo, rất sớm phía trước luân hồi chi linh cùng Thánh Thiên Đế liền có ước định gặp mặt, cũng không phải hắn chủ động, mà là đã sớm chú định gặp mặt. Khó trách, xem ra ngươi biết tương lai muốn làm cái gì đi. Liễu Thần nương nương hỏi. Dương Nghị Vân cười khổ, hắn biết Liễu Thần nương nương lời này ý tứ, thoạt nhìn Liễu Thần nương nương còn không biết thiên kiếp chi hoa buông xuống ở Vân Môn Thiên Đình, 9.000 năm sau tứ đại đạo thống tấn công Vân Môn việc. Nói thẳng nói, nghịch thiên mà đi, như cũ bắt đầu đếm ngược, 9.000 năm lúc sau chính là. Tiếp được hắn đem thiên kiếp chi hoa sự nói cho Liễu Thần nương nương cùng Lục Nhĩ. Hai người nghe xong, Lục Nhĩ không nói chuyện, bất quá ánh mắt ở kim quang tựa như là thiêu đốt lửa giận. Liễu Thần nương nương ngẩng đầu nhìn bầu trời tế cười lạnh nói, thật đúng là như cũ như vậy không biết xấu hổ. Không chỉ tên nói họ, nhưng Dương Nghị Vân biết Liễu Thần ở mắng Hồng Quân. Hắn tự tinh là nơi nào nghe tới quá lúc đầu Liễu Xanh thần thụ cùng Hồng Quân từng đánh nhau, vị này bưu hắn có thể nghĩ, nhưng là cẩn thận nghĩ đến sợ là có khác chuyện xưa, chưa chắc là Liễu Xanh thắng qua Hồng Quân đi. Nếu không cũng sẽ không có hôm nay Liễu Thần nương nương. Thôi, lão nương ta bồi đi một chuyến biển máu lại nói. Liễu Thần nương nương ngay sau đó ngữ khí thở dài nói qua, tiếp theo lại là nhìn về phía Lục Nhĩ mi hầu nói, con khỉ ngươi cũng đừng đi, ta bồi hắn đi U Minh đi một chuyến. Ngươi đi tìm người hoàng, nói cho hắn liền nói ta nói, cửu thiên năm sau yêu cầu bọn họ tham chiến, mặt khác ta lại cho ngươi mấy cái địa phương, ngươi cầm ta tín vật nhất nhất bái phỏng, làm cho bọn họ rời núi. Nói chuyện chung Liễu Thần nương nương trong tay vừa lật xuất hiện 9 phiến lá cây, bay về phía Lục Nhĩ. Lục Nhĩ nhìn thoáng qua Liễu Thần duỗi tay tiếp nhận 9 phiến cây xanh diệp. Hảo, các ngươi cẩn thận, ta đây đi. Lục Nhĩ tính cách như cũ là như vậy thẳng thắn. Cũng không ướt át bẩn thỉu, đối với Dương Nghị Vân ý bảo một chút, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân lại là có chút kinh hỉ nhìn về phía Liễu Thần nương nương, có thể bị Liễu Thần nương nương nói thỉnh rời núi người, hắn biết tuyệt đối là nhất đẳng nhất cường giả đi. Liễu Thần nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, không cần giật mình cái gì, người hẳn là biết lão nương lai lịch, làm thiếu vẫn là nhận thức một ít lão quái vật, đều là ra đời hỗn độn tồn tại. Bọn họ tự nhiên cũng không hy vọng bàn cổ thế giới bị thiên đạo Hồng Quân không ngừng phát động đại kiếp nạn đánh sâu vào, đến cuối cùng hoàn toàn hỏng mất rớt, kỳ thật mọi người đều ở phản kháng, đáng tiếc không thành công, dần ra một đám đều nản lòng thoái chí, hoàn toàn không ra sơn, nhưng là ngươi xuất hiện có lẽ sẽ là hy vọng. 9.000 năm lúc sau đại chiến sự tình quan thế giới sở hữu thần linh, bọn họ cũng sẽ không ngoại lệ,
làm Lục Nhĩ đi thỉnh bọn họ rời núi, đến lúc đó trợ ngươi giúp một tay. Đa tạ nương nương, Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ. Không cần viết ta, ta cũng là nghịch thiên giả, Liễu Thần nương nương cười nói. Nghe nói ngài cùng Hồng Quân từng đánh nhau, Dương Nghị Vân trung quy tò mò hỏi ra tới. Liễu Thần nương nương trắng liếc mắt một cái nói, đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Ha ha, hảo, Dương Nghị Vân đột nhiên tâm tình rất tốt, hắn biết Liễu Thần nương nương đích xác đánh quá. Nhưng hiện tại này đó không quan trọng, quan trọng là, Liễu Thần nương nương cùng hắn đứng ở cùng nhau, nghịch thiên chi lộ không cô độc. Được rồi, tương lai thế nào còn xem ngươi, muốn đi U Minh biển máu đi, hy vọng ngươi có thể thành công. Liễu Thần nương nương nói. Hảo, sau đó, Dương Nghị Vân không ở nhiều lời, theo tiếng lúc sau, trong lòng vừa động, U đều chi môn triệu hoán mà ra nói, thỉnh nương nương tùy ta tới. Hắn luân hồi thông đạo liền ở U đều chi bên trong cánh cửa, tự nhiên muốn từ nơi này đi vào. Quả nhiên là luân hồi hơi thở, tiểu tử ngươi cũng thật may mắn, có U đều chi môn ở, nhập U Minh tự nhiên không thành vấn đề. Nói chi gian Liễu Thần đi vào. Trong bóng đêm Dương Nghị Vân mang theo Liễu Thần đi tới luân hồi cửa thông đạo. Chính là nơi này. Vậy vào đi thôi. Hai người nói chuyện chi gian bước vào luân hồi thông đạo. Ở bọn họ biến mất ở luân hồi thông đạo lúc sau, U đều chi môn cũng biến mất, một lần nữa về tới Dương Nghị Vân giữa mày chỗ. Cùng lần trước không giống nhau, Dương Nghị Vân lần này tiến vào luân hồi thông đạo lúc sau, trừ bỏ như cũ cảm nhận được trời đất quay cuồng ở ngoài, hắn pháp lực thiếu hụt không có biến mất. Ở lưu quang xoay tròn trong thông đạo, như là đi qua mấy ngàn năm lâu, lại như là gần trong nháy mắt thời gian sau, Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy bốn phía lưu quang lập lòe biến mất, định thần vừa thấy, vẫn như cũ thay đổi thiên địa. Liễu Thần ở hắn bên người, hai người chỗ sâu trong ở một cái tối tăm thế giới. Lại là huyền phù ở phía chân trời. Giờ phút này nhìn lại, nơi nơi đều là thổ hoàng sắc, không có nhật nguyệt chi phân, mông lung một mảnh. Nơi xa có sơn xuyên đại địa. Liễu Thần nương nương nói, đi thôi, không có gì đẹp, nơi này chính là U Minh giới, kỳ thật cuồn cuộn thế giới, chỉ là thực thần giới nhiều mặt nhiều màu bất đồng, U Minh giới cùng nhau u ám âm lãnh đơn điệu, nhưng là thế giới giản giáo hẳn là có tất cả đều có, chỉ là nơi này sinh linh là linh thể trạng thái, nhưng linh thể ở U Minh giới lại là tương đối với ngang nhau thần giới sinh linh cường đại hơn nhiều. Kế tiếp chúng ta muốn trực tiếp đi biển máu, U Minh biển máu Tu La tộc, lại là cái đặc thù quần thể, có huyết hóa thân. Lại chiếu cố linh thể đặc thù, không tốt lắm chọc, đối Tu La Vương ngươi nhưng có biện pháp. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, có, nhưng là còn phải đi biển máu nhìn xem tình huống. Liễu Thần nương nương nói, vậy muốn đi Phong Đô Thành đi. Vì cái gì đi trước Phong Đô Thành, không phải trực tiếp đi biển máu sao? Còn có, U Minh giới thực sự có một cái Phong Đô A, có hay không địa ngục thập điện Diêm Vương gì đó? Dương Nghị Vân rất tò mò nơi này hết thảy. Liễu Thần nương nương trợn trắng mắt nói, chuyện xưa nghe nhiều đi, nào có như vậy nhiều lung tung rối loạn, U Minh hết thảy quy về lục đạo luân hồi, chính là tự chủ vận chuyển, bất quá Phong Đô Thành là thật sự, cũng là linh thể quản hạt, Phong Đô Thành thành chủ trưởng quản U Minh giới hết thảy linh thể, xưng là Phong Đô Đại Đế, còn có một cái khác tên vì Hoàng Tuyền, ra đời với hỗn độn tồn tại. Đến nỗi biển máu còn lại là U Minh giới một cái khác chủng tộc, cùng Phong Đô Thành nước sông không phạm nước giếng, chúng ta muốn phía trước biển máu. Đi Phong Đô Thành bát hoang truyền tống trận nhất nhanh và tiện, nhưng thẳng đến biển máu, nếu không chỉ dựa vào phi hành lộ trình xa ở ngoài, còn có rất nhiều phiền toái. Như vậy a, kia chẳng phải là nói, muốn mượn đường Phong Đô Thành, nhân ra mượn không mượn. Dương Nghị Vân hỏi, người khác có lẽ sẽ không mượn, nhưng chúng ta đi, Phong Đô Đại Đế sẽ cho cái này mặt mũi. Liễu Thần nương nương nói, Dương Nghị Vân nghe được một cái từ ngữ mấu chốt, chúng ta. Nơi này bao gồm hắn. Cái này làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn nói Liễu Thần nương nương tiến đến Phong Đô Thành nói, Liễu Thần nương nương thần thông quảng đại, khả năng nhận thức Phong Đô Đại Đế, nhưng là hắn nói. Ngài lão nhận thức Phong Đô Đại Đế đi, Dương Nghị Vân nhìn như tùy ý hỏi. Liễu Thần nương nương hơi hơi mỉm cười nói, ta phía trước nói, Phong Đô Đại Đế kỳ thật cũng kêu Hoàng Tuyền, mà Hoàng Tuyền cũng là ra đời với hỗn độn sinh linh, cái này hỗn độn ra đời sinh linh cũng không nhiều, cho nên đại đa số là nhận thức. Liền tính không quen biết cũng là lẫn nhau biết được, này trong đó liền bao gồm ngươi hoặc là nói là Thánh Thiên Đế. Dương Nghị Vân sửng sốt, phản ứng lại đây, lại là Thánh Thiên Đế. Xem ra Thánh Thiên Đế ở hỗn độn ra đời này đó sinh linh chung thật là có nhân duyên. Nhịn không được cười khổ nói,
Thánh Thiên Đế cùng các ngươi đều nhận thức. Hoặc là nói Thánh Thiên Đế ở hỗn độn ra đời sinh linh chung có kiểu gì địa vị. Liễu Thần Nương Nương lần này lại là quỷ dị cười nói, có một số việc, ngươi nên biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ biết, tóm lại, đi theo lão nương đi đó là. Lại là chút nào không đề cập tới Thánh Thiên Đế việc. Dứt lời lúc sau Liễu Thần Nương Nương một bước bước ra đã biến mất ở xám xịt sương mù dày đặc chung. Dương Nghị Vân bất đắc dĩ cầy xong đi lên, đối vị này tùy hứng đại lão, hắn không dám nói cái gì, hai người chi gian quan hệ từ tiên giới khởi chính là nàng trêu chọc hắn, hiện tại đến thần giới như cũ. U minh giới đại địa thượng hôi mông vô cùng, như là bị khói đặc bao phủ giống nhau, tầm nhìn rất thấp, nhưng là ở chỗ này Dương Nghị Vân phát hiện thần thức là không chịu ảnh hưởng. Trừ cái này ra, hắn thoáng dùng bàn cổ ý chí cái loại này hóa khí trạng thái đi cảm giác hạ. Ở U minh giới thiên địa trung cư nhiên cũng tồn tại rất nhiều thuộc tính lực lượng, hơn nữa đồng dạng có thể bị hắn khí thể hóa. Chẳng qua ở hóa khí phạm vi trung Liễu Thần Nương Nương có điểm ngoại lệ, rõ ràng là hình người trạng thái, nhưng ở hắn khí thể hóa thời điểm, Liễu Thần Nương Nương lại là liễu xanh thần thụ hình thái, toàn thân tản ra lóa mắt vô cùng vầng sáng. Cho hắn cảm giác như cực nóng vô cùng thái dương. Này nói cách khác, ở hắn dùng bàn cổ ý chí khí thể hóa thời điểm, lý luận thượng Liễu Thần Nương Nương thẳng ở hắn loại trạng thái này hạ, bị hóa ra bản thể, là có thể luyện hóa. Đương nhiên này chỉ là một cái lý luận, thật muốn đi luyện hóa Liễu Thần Nương Nương bực này tồn tại, hắn tu vi thực lực là xa xa không đủ, liền tính hiện tại có thể khí thể hóa hắn cũng kia Liễu Thần Nương Nương không có cách. Nói cách khác, càng là cường đại tồn tại, hắn liền càng vô pháp luyện hóa. Nhưng mặt khác, chỉ cần hắn thực lực cũng đủ cường đại là có thể luyện hóa hết thảy. Đúng lúc này phía trước Liễu Thần Nương Nương đột nhiên dừng lại chảo quá mức nói, tiểu tử ngươi nhìn trộm ta muốn tới khi nào. Loại cảm giác này thật không thoải mái, muốn nhìn lão nương ngươi nói rõ a, hà tất lén lút nhìn trộm đâu. Ách nương nương ngài hiểu lầm, ta đây là, không có. Đối mặt Liễu Thần Nương Nương kia đoạt nhân tâm tỷ quyến rũ ánh mắt, Dương Mỗ Nhân vội vàng đình chỉ khí thể hóa cảm giác, nội tâm hoảng một đám, hắn trước kia ở tiên giới đã sớm lĩnh giáo qua vị này đại lão thủ đoạn. Nàng là một chút đều không dễ chọc. Dương Mỗ Nhân ở xấu hổ đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ Liễu Thần Nương Nương nhạy bén, ở hắn khí thể hóa trạng thái thời điểm, Liễu Thần Nương Nương là cái thứ nhất cảm giác đến. Này cũng thuyết minh vị này Nương Nương đại lão tu vi đã đạt tới một cái phi thường đáng sợ độ cao, thánh đạo 8 tầng. Vẫn là 9 tầng. Dương Nghị Vân ở trong lòng cấp ra một cái phán đoán. Khanh khách, được rồi, đậu người đâu, nhìn trộm liền nhìn trộm, lão nương ta không trách ngươi. Ai nha bàn cổ ý chí chính là không giống nhau. Lời nói đến cuối cùng, Liễu Thần Nương Nương thanh âm rất nhỏ, lầm bầm lầu bầu. Nhưng Dương Nghị Vân vẫn là nghe tới rồi đôi câu vài lời, muốn hỏi một chút lại không dám ở đi hỏi. Hai người một trước một sau mà đi, đảo cũng không nhanh không chậm, phía trước mông mù thấy không rõ có cái gì, ở Dương Nghị Vân trong mắt Liễu Thần Nương Nương tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc. Điểm này từ lúc bắt đầu chính là như thế, ngược lại làm Dương Nghị Vân tò mò. Liễu Thần Nương Nương trước kia có phải hay không đã tới U minh giới? Tiểu tử ngươi có nói cái gì liền hỏi, đừng có rông dài, cái này một chút đều không giống ngươi. Liễu Thần Nương Nương tựa hồ nhìn thấu Dương Nghị Vân. Này một câu làm Dương Nghị Vân trong lòng thực buồn bực, ngẫm lại cũng là, vì cái gì ta muốn ở lão cây liễu trước mặt như thế câu nệ đâu. Thân phận của nàng tuy rằng là liễu xanh thần thụ, khá vậy như cũ là trước đây lão cây liễu, Liễu Thần Nương Nương, lão biến thái. Danh hiệu rất nhiều, nhưng cũng chưa biến. Trong lòng tưởng tượng, ta mẹ nó có cái gì sợ quá. Nàng chính là cái nữ nhân mà thôi. Nương nương chính là trước kia đã tới U minh giới. Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi. Ân, là đã tới. Liễu Thần Nương Nương khó được đứng đắn trả lời hắn, nhưng cũng không có nhiều lời. Bất quá Dương Nghị Vân vẫn là hỏi, nương nương ngài chính là nhận thức Phong Đô Đại Đế. Điểm này không phải Dương Nghị Vân bát quái. Mà là rất cần thiết hỏi rõ ràng. Nhận thức, Liễu Thần Nương Nương như cũ là thực ngắn gọn trả lời. Dương Nghị Vân nghe vị này đại lão tựa hồ cũng không nguyện ý tưởng nhắc tới những việc này, cho nên cũng không ở truy vấn đi xuống, hắn ngẫm lại không cần thiết, dù sao đi theo Liễu Thần Nương Nương đi chính là, xem nàng bộ dáng hết thảy cảnh ở khống chế, dựa theo hiện tại Liễu Thần Nương Nương thực lực sợ là không có gì nàng bãi bất bình sự. Tới rồi, ước chừng sau nửa canh giờ. Liễu Thần Nương Nương mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt xuất hiện một tòa đen nhánh thành trì, ánh mắt đầu tiên khiến cho hắn có thật lớn áp lực cảm.
này đổi gần là nhìn đến tường thành mà thôi. Thật không biết bên trong còn sẽ có cái dạng nào tồn tại. Dương Nghị Vân nuốt khẩu nước miếng nói, đây là Phong Đô Thành. Bằng không đâu, toàn bộ U Minh liền này một tòa thành trì, không có đệ nhị tòa, nơi này chính là một phương thế giới. Phong Đô Thành, cũng là Phong Đô Đại Đế bản mạng pháp bảo, cũng là một kiện ra đời hỗn độn cổ xưa cự khí. Liễu Thần Nương Nương cấp Dương Nghị Vân đơn giản giảng làm giảng thuật. Gì như thế nào không có cửa thành? Dương Nghị Vân tới rồi tường thành phía trước thời điểm, lại là không có nhìn đến thành cửa thành tồn tại, tức khắc liền có chút kinh ngạc, trong lòng nghĩ có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi. Lúc này Liễu Thần Nương Nương nói, U Minh giới đặc thù, này cũng không phải tầm thường thành trì, chúng ta không phải U Minh giới sinh linh, thành trì đại môn sẽ không mở ra, chỉ có U Minh giới sinh linh tới gần thời điểm tới cửa thành mới có thể tự động xuất hiện, bất quá a, ngươi có thể thử xem. Lời phía sau, Liễu Thần Nương Nương mang theo ý cười nhìn về phía Dương Nghị Vân. Ta có thể có biện pháp nào? Dương Nghị Vân trợn trắng mắt nói. Liễu Thần Nương Nương cười khanh khách hỏi, ta thả hỏi ngươi đây là một tòa cái gì thành? Dương Nghị Vân không cần suy nghĩ trả lời, Phong Đô Thành a, ngươi nói sao? Liễu Thần Nương Nương trợn trắng mắt nói, hảo đi, thật không biết là ta nói chuyện cao thâm, vẫn là ngươi tương đối ngu xuẩn, ta hỏi lại ngươi, nơi này là cái gì thế giới? U Minh giới a, Dương Nghị Vân thuận miệng trả lời. Này không phải đúng rồi sao, trên người của ngươi có thứ gì cùng nơi này có quan hệ a? Liễu Thần Nương Nương cười như không cười nhìn Dương Nghị Vân. Cái này Dương Nghị Vân tức khắc sửng sốt, trong đầu một chút liền nghĩ tới U Đều Chi Môn. Mang theo không không xác định nghi hoặc nói, ngài ý thức là ta U Đều Chi Môn có thể mở ra này tòa Phong Đô Thành nhóm. Bằng không đâu, ngươi cho rằng U Đều Chi Môn cũng chỉ là một cái đơn giản thần thông không thành. Có thể được xưng U Đều tự nhiên liền rất thế giới này có quan hệ, hiện tại ngươi có một đạo U Đều môn hộ, trước mắt có một tòa không cửa tường thành, này không phải đối thượng sao? Liễu Thần Nương Nương nói. Dương Nghị Vân là thật không nghĩ tới hắn U Đều chi môn còn sẽ có như vậy tác dụng, hết thảy tựa hồ sớm đã có chú định giống nhau. Nương Nương ngài có phải hay không biết một ít ta không biết chuyện này? Dương Nghị Vân nhìn về phía Mầu Thần Nương Nương nói. Đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Tùy hứng Nương Nương căn bản liền không tiếp tra. Dương Nghị Vân cười khổ bất đắc dĩ, kế tiếp hắn trong lòng vừa động, U Đều Chi Môn từ giữa mày mà ra. Nương U Đều Chi Môn bày ra mở ra thời điểm, Dương Nghị Vân đều còn không có mở ra hết sức, lại là vèo một chút chính mình bay đi ra ngoài, trực tiếp thiếp ở Phong Đô Thành trên cửa lớn, tự chủ mở ra. Lần này làm Dương Nghị Vân trong lòng nhoáng lên, còn tưởng rằng U Đều Chi Môn mất đi liên hệ. Hoặc là nói, chính mình U Đều Chi Môn vốn dĩ nên thuộc về tòa thành này tường. Cũng may cùng U Đều Chi Môn chi gian cảm ứng còn ở. Cái này làm cho hắn cuối cùng lại yên tâm một ít. Đúng lúc này, tự chủ đi dán ở trên tường thành, tự động mở ra U Đều Chi bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng uy nghiêm thả lại to lớn vang dội thanh âm nói, nhị vị lão hữu không có từ xa tiếp đón, mau mau mời vào đi. Theo thanh âm này rơi xuống. Nguyên bản đen nhánh vô cùng U Đều Chi bên trong cánh cửa, lại là sáng lên hai bài đỏ thẫm đèn lồng. Liếc mắt một cái nhìn lại đều có thể nhìn đến xuất hiện thảm đỏ phô liền mà thành một cái thông đạo thông hướng về phía chỗ sâu trong. Giờ khắc này Dương Nghị Vân trong lòng có chút khiếp sợ, hắn có được U Đều Chi môn thời gian không ngừng, nhưng là chưa từng có phát hiện quá U Đều Chi bên trong cánh cửa sẽ có hai bài đỏ thẫm đèn lồng, sẽ có một cái thảm đỏ. Này vẫn là chính mình U Đều Chi môn sao? Dương Nghị Vân sinh ra mấy đại hoài nghi. Kỳ thật lại nói tiếp U Đều Chi Môn xuất hiện là nguyên thần biến dị lúc sau xuất hiện ở nguyên thần trung thần thông thiên phú, cho tới nay đều thần bí, hắn cũng không làm rõ ràng là như thế nào tới, chỉ có thể quy kết vì thế tự nhiên xuất hiện. Nhưng là lần trước gặp qua Luân Hồi Chi Linh sau, Dương Nghị Vân tưởng Luân Hồi Chi Linh cùng Thánh Thiên Đế ước định đưa tặng cho hắn thần thông, bất quá khi đó Luân Hồi Chi Linh nói chính là đang ở U Đều Chi bên trong cánh cửa Luân Hồi Thông Đạo. Hắn cũng vẫn luôn cho rằng U Đều Chi Môn cùng Luân Hồi Thông Đạo đều là một chuyện, nhưng là lúc này nhìn như chăng không phải một hồi chuyện này. Giờ phút này Liễu Thần Nương Nương mở miệng nói, đi thôi vào đi thôi, đừng nghĩ quá nhiều, không nghe ra tới sao, Phong Đô Đại Đế không có ác ý, về U Đều Chi Môn nghi hoặc, tới rồi có Phong Đô Đại Điện, nhìn thấy Phong Đô Đại Đế chính ngươi sẽ biết. Nói chuyện chi gian, Liễu Thần Nương Nương đã dẫn đầu đi vào Đại Môn. Dương Nghị Vân cười khổ một chút. Chỉ có thể đi theo Liễu Thần Nương Nương phía sau hơn nữa, dù sao Liễu Thần Nương Nương tại bên người hắn cũng không có gì sợ quá. Hơn nữa vừa rồi vang lên thanh âm,
Liễu thần nương nương cư nhiên nói là Phong Đô đại đế, đối phương cũng mở miệng nói nhị vị lão bằng hữu, hiển nhiên cùng bọn họ nhận thức, hoặc là nói nhận thức lại là Thánh Thiên Đế. Tóm lại nghe tới không phải cái gì chuyện xấu. Bước vào U Đều Chi bên trong cánh cửa, Dương Nghị Vân phát hiện trừ bỏ hai lần đỏ thẫm đèn lồng ở ngoài, vẫn như cũ là ngăm đen vô cùng thế giới, nhưng là hắn cảm thụ được đến, tuyệt đối không phải chính mình quen thuộc U Đều Chi môn thế giới, mà là thật sự chính là chỉ là một cái cao khoan 9 mét thông đạo mà thôi. Cấp Dương Nghị Vân cảm giác nơi này chính là đơn độc thông đạo, cũng không ở U Đều Chi bên trong cánh cửa. Đỏ thẫm đèn lồng, đỏ thẫm thảm. Đi ở mặt trên còn có như vậy một chút nghi thức cảm, Liễu thần nương nương du dương tự tại đi ở phía trước, Dương Nghị Vân mang theo một chút tò mò đi theo nàng phía sau. Nhìn như rất dài thông đạo kỳ thật cũng không trường, đi rồi ước chừng 3 phút sau, phía trước xuất hiện một cái thật lớn môn hộ, hai bên xuất hiện bóng người. Thoạt nhìn chính là gác. Đen nhánh đại môn thoạt nhìn như là đồng thau tài chất, rất dày nặng thực cổ xưa, chính phía trên có cái tấm biển có mấy cái cổ xưa khắc văn. Cùng thần giới cổ xưa cái loại này văn tự tương tự, tuy rằng nhìn không quen biết, nhưng là thần thức đi quan sát thời điểm, lại là có thể minh bạch là có ý tứ gì. Phong Đô Đại Điện. Bốn chữ xuất hiện ở Dương Nghị Vân trong đầu. Cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Nhỏ giọng hỏi Liễu thần nương nương nói, chúng ta này liền tới rồi Phong Đô Đại Điện. Bằng không đâu, bản thân nơi này chính là nối thẳng Phong Đô Đại Điện, không nghe thấy vừa rồi là Phong Đô Đại Đế trực tiếp mời chúng ta đi vào sao. Tự nhiên chính là thẳng đến Phong Đô Đại Điện, ngươi cho rằng còn muốn xuyên thành lối đi nhỏ, bất luận cái gì địa phương thành chỉ kỳ thật đều không sai biệt mấy, toàn bộ Phong Đô thành quá lớn, không cần thiết lãng phí thời gian kia, chúng ta tới trọng điểm không phải xem thành trì, mà là. Liễu thần nương nương câu nói kế tiếp không đang nói đi xuống, nhưng là Dương Nghị Vân lại là rõ ràng Liễu thần nương nương đang nói cái gì. Tự nhiên là đi biển máu tìm biển máu lão tổ hoặc là nói Tu La Vương tính sổ. Đương nhiên so sánh với cái này, Dương Nghị Vân hiện tại càng đối Phong Đô Đại Đế có điểm hứng thú. Liễu thần nương nương bước vào Phong Đô Đại Điện Đại Môn, cửa hai sườn các có hai gã gác, nhìn qua là hai nam hai nữ. Không có bất luận cái gì gây khó dễ, ngược lại cung cung kính kính cúi đầu duỗi tay thỉnh bọn họ đi vào. Đương Dương Nghị Vân bước vào cửa thời điểm, lại là phát hiện bốn gã dừng tay đều không phải nhân loại bộ dáng, đây là có nhân hình, sinh lần đầu chính là yêu chúng tướng mạo. Đều là song đầu quái. Hơi thở phi thường cường đại, nhưng lại cùng thần giới thần linh hoàn toàn bất đồng, là âm trầm hơi thở. Điểm này ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong, bản thân nơi này chính là U Minh giới, này đó sinh linh là U Minh giới bản thổ sinh linh. Sở bất đồng chính là hơi thở có thể so với thánh đạo 6 tầng thậm chí 7 tầng tồn tại. Bốn cái trông cửa mà thôi, cũng đã có thể so với thánh đạo 6 tầng 7 tầng thánh nhân. Thực sự làm Dương Nghị Vân trong lòng thầm giật mình. Trong lòng một cái kính biết chăng không hổ là U Minh giới đệ nhất đại điện nơi. Như thế làm hắn đối trong truyền thuyết U Minh đại đế càng thêm tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì thần thánh tồn tại. Dựa theo Liễu thần nương nương phía trước nói, toàn bộ U Minh giới liền hai cái đại lão, khi trước tự nhiên là Phong Đô đại đế, cũng xưng là Hoàng Tuyền, ra đời hỗn độn tồn tại. Cái thứ hai đó là biển máu lão tổ Tu La Vương. Phong Đô Đại Đế trên danh nghĩa chúa tể toàn bộ U Minh giới vạn vật sinh linh, chính là một giới chủ tể. Mà biển máu còn lại là đặc thù tồn tại, hiện tại ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, Tu La Vương cùng Phong Đô Đại Đế có thể là không đối phó. Đương nhiên lại nói tiếp Tu La Vương cái này biển máu lão tổ cũng là đến không được tồn tại, biển máu tự thành một kiếp, chính là có một cái cuồn cuộn không ngừng Tu La tộc, lấy huyết làm căn bản, lấy máu thành hải, bất tử bất diệt, nói cách khác chỉ cần có một giọt huyết tồn tại. Tu La tộc sẽ không phải chết vong, đây cũng là Tu La tộc đáng sợ địa phương. Nhưng là đối Dương Nghị Vân tới nói, Tu La tộc điểm này cũng là hắn nhìn chúng địa phương, bởi vì hắn đã từ Tu La tộc trên người cảm nhận được lực lượng suối nguồn. Cắn nuốt biển máu Tu La là hắn lần này tiến đến mục tiêu chi nhất, đương nhiên cái này mục tiêu giấu ở trong lòng chưa nói ra tới. Dù sao từ khai thiên thời đại tính khởi, Tu La Vương cùng Thánh Thiên Đế chi gian chính là khó hiểu chi thù. Hoặc là nói Dương Nghị Vân có thể cho rằng Tu La Vương cũng là đã chịu thiên đạo hồng quân ý chí người mà thôi. Hiện tại hắn cái này Thánh Thiên Đế trên đời có một loại cắn nuốt biển máu Tu La mục tiêu, chính là chút nào đều không quá. Bất quá Dương Nghị Vân càng thêm rõ ràng, muốn hoàn thành cái này mục tiêu sợ là có vô cùng thật lớn khó khăn. Phía trước là trong lòng không có gì tự tin, có thể tới U Minh giới, hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại xuất hiện Phong Đô Đại Điện cái này nhạc đệm.
làm Dương Nghị Vân ngược lại trong lòng đại động, có lẽ hắn cắn nuốt biển máu Tu La Vương mục tiêu sẽ lại tiến thêm một bước cũng nói không chừng. Liễu thần nương nương ý tứ ở U Minh giới Phong Đô Đại Đế cùng biển máu lão tổ chính là không đối phó trạng thái. Ngẫm lại cũng là cái gọi là một núi không dung hai hổ, điểm này đặt ở bất luận cái gì địa phương đều thích ứng. Dương Nghị Vân giờ phút này nghĩ đến, có lẽ Phong Đô Đại Đế thấy bọn họ có lẽ là chuyện tốt đâu. Sốt cuộc hắn tiến đến U Minh giới mục tiêu phi thường minh xác, là bôn biển máu lão tổ Tu La Vương mà đến, như thế đối Phong Đô Đại Đế tới nói, là có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tin tưởng ở chỗ này cũng áp dụng những lời này. Trong lòng như thế mơ màng rất nhiều, cũng đã đi vào đại điện. Bên tai vang lên sang sảng to lớn vang dội thanh âm, nhiều năm không thấy, nhị vị lão hữu biệt lai vô dạng a. Dương Nghị Vân nghe nói hoàn hồn, ngẩng đầu vừa thấy, toàn bộ đại sảnh nháy mắt sáng ngời lên. Một chản chản tinh nguyệt đèn chiếu rọi dưới, giống như ban ngày, một chút đều không tối tăm. Cái này là một cái như nhập trăm bình phương đại điện, phía trên có cái màu xanh lá vương tọa, tả hữu hai sườn điêu khắc chính là nào đó bộ mặt dữ tợn dị thú, Dương Nghị Vân chưa thấy qua, nhưng là nghĩ đến là U Minh giới đặc thù dị thú. Vương tọa phía trên là cái thanh niên, đầu đội vương miện, một thân thanh bảo uy nghiêm thả lại đẹp đẽ quý giá, một cổ vương giả hơi thở ập vào trước mặt. Nhưng là giờ phút này thanh niên này đối mặt Dương Nghị Vân cùng Liễu thần nương nương lại là chủ động từ vương tọa dựng lên. Mang theo ý cười đón chào, có vẻ thực khách khí. Liễu thần nương nương nhưng thật ra không chút nào để ý, hoàn toàn dùng một loại ngang hàng miệng lưỡi giao lưu nói, Phong Đô Đại Đế biệt lai vô dạng, người mấy năm nay nhưng thật ra sống yên ổn a, không giống chúng ta, bị nhìn chằm chằm như chó nhà có tang, chính là một chút đều không hảo đâu. Liễu xanh nương nương nói đùa, nương nương trùng tu trên đời, tu vi càng tiến thêm một bước, lại là càng thêm sâu không lường được, nhưng không giống ta. Chỉ có thể co đầu rút cổ ở U Minh giới, lại nói tiếp ta mới là không thú vị khẩn đâu. Phong Đô Đại Đế lời nói chi gian, xưng hô Liễu xanh nương nương, ở Dương Nghị Vân xem ra hiển nhiên là cùng Liễu thần nương nương quen biết, hơn nữa còn có ba phần kính ý ở bên trong. Điểm này nhưng thật ra làm Dương Nghị Vân thực kinh ngạc. Ám đạo Liễu thần nương nương thật đúng là xài được, xem ra đối Liễu thần nương nương hiểu biết, vẫn là thiếu. Có thể làm đường đường U Minh giới chúa tể nhưng khách khách khí khí. Này không phải giống nhau thần thánh có đãi ngộ. Giờ này khắc này Dương Mẫu Nhân kỳ thật càng như là một cái tùy tùng, đi theo Liễu thần nương nương phía sau, mang theo tò mò đánh giá Phong Đô Đại Đế. Hắn đối chính mình định vị rất thấp. Nhưng là kế tiếp Phong Đô Đại Đế đối thái độ của hắn, một chút khiến cho hắn mộng bức, thậm chí có thể nói là có kinh hoàng chi sắc. Đương Liễu thần nương nương cùng Phong Đô Đại Đế khách sáo xong sau, chỉ thấy Phong Đô Đại Đế nhìn về phía hắn. Lại là ở hắn vừa muốn chào hỏi thời điểm, Phong Đô Đại Đế giành trước một bước, lại là đối với hắn đơn đầu gối mà xuống hành lễ nói, Phong Đô bái kiến thiên đế. Ách, không được, tiền bối mau mau xin đứng lên, này không phải chiết sát vãn bối sao. Đối mặt Phong Đô Đại Đế cái này đơn đầu gối hành lễ, làm Dương Mẫu Nhân hoảng loạn lên, vội vàng làm Phong Đô Đại Đế đứng dậy, có chút không biết làm sao. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới Phong Đô Đại Đế sẽ đối hắn hành lễ. Đối mặt cái này tu vi cảnh giới sâu không lường được U Minh chúa tể, Dương Mẫu Nhân nói thật trong lòng vẫn là thật hoảng loạn, hắn thật sự không nghĩ ra, đối phương vì cái gì phải đối hắn hành lễ. Chẳng lẽ là bởi vì Thánh Thiên Đế trên đời thân phận? Nhưng cho dù là như thế, Dương Nghị Vân cũng cảm thấy hẳn là không đến mức đi. Cho dù là Thánh Thiên Đế trên đời, nói trắng ra là, Thánh Thiên Đế ở thần giới địa vị thân phận, khả năng còn không có Phong Đô Đại Đế cao. Bởi vì Thánh Thiên Đế ở thần giới địa vị nhiều nhất, cũng chính là thần giới một phương đạo thống chi chủ, còn không tính là một giới chủ tể. Mà Phong Đô Đại Đế trên danh nghĩa chính là U Minh giới chúa tể, cho nên Dương Nghị Vân nghĩ như thế nào đều cảm giác không thích hợp, cũng không biết Phong Đô Đại Đế đây là sướng nào vừa ra. Đang ở Dương Nghị Vân nội tâm thấp thỏm thời điểm, Liễu thần nương nương mà lại là không chút nào để ý nói, hoảng cái gì, Phong Đô Đại Đế bái chính là ngươi bản cổ ý chí thân phận. Cho nên ở cái này thiên thể thế giới bất luận kẻ nào bái ngươi, ngươi đều gánh nổi, cho dù là hắn thiên đạo hồng quân cũng không ngoại lệ. Đúng là như thế, Phong Đô Đại Đế đứng dậy cười khanh khách gật đầu, xem như tán thành Liễu thần nương nương giải thích. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân cũng rốt cuộc minh bạch hắn sở kế thừa bàn cổ ý chí, đến tột cùng có bao nhiêu cao. Thậm chí có thể nói, là vượt qua hắn tưởng tượng độ cao. Đương nhiên Dương Nghị Vân cũng minh bạch.
Phong Đồ Đại Đế tham viếng chính là bàn cổ ý chí, đối bàn cổ phụ thần kinh ý, mà đều không phải là hắn Dương Nghị Vân. Bởi vậy Dương Nghị Vân trong lòng liền sáng tỏ, nhưng cũng có như vậy một tia mất mát. Rốt cuộc có thể làm một phương chúa tể quỳ lạy, trong lòng cảm giác về sự ưu việt vẫn là bạo lều. Được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng khách khí, kế tiếp nói nói chính sự, người cũng cấp Dương Nghị Vân giải thích một chút hắn trong lòng nghi hoặc. Liễu Thần Nương Nương đối Phong Đồ Đại Đế nói. Cũng hảo, Phong Đồ Đại Đế gật gật đầu, ý bảo Dương Nghị Vân cùng Liễu Thần Nương Nương nhập tòa. Ba người một lần nữa nhập tòa lúc sau, Phong Đồ Đại Đế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối Dương Nghị Vân nói, nhìn qua ngươi cũng không có khôi phục Thánh Thiên Đế ký ức. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, ta vẫn luôn thủ vững chính là ta chính mình, chưa bao giờ sẽ trở thành bất luận kẻ nào. Ha ha ha, quả nhiên không sai, quả nhiên là Thánh Thiên Đế trên đời, hành, này đều không quan trọng. Quan trọng là ngươi hiện tại kế thừa bàn cổ phụ thần ý chí, ngươi cũng sẽ là duy nhất có hy vọng cứu vớt bàn cổ thiên thể thế giới nghịch thiên giả, mà ta chắc chắn toàn lực duy trì ngươi. Một mở miệng, Phong Đồ Đại Đế giống như là cho thấy trung tâm giống nhau, cho Dương Nghị Vân một cái thái độ. Thực nghiêm túc, cũng thực nghiêm túc. Dương Nghị Vân không nói chuyện, cũng không đi đánh gãy, hắn biết Phong Đồ Đại Đế còn có hậu lời nói, tiếp tục nghe đi xuống liền hảo. Quả nhiên chỉ nghe Phong Đồ Đại Đế chậm rãi mở miệng nói, khai thiên thời đại ngươi hoặc là nói là Thánh Thiên Đế cùng biển máu Tu La Vương một trận chiến, kia một lần các ngươi đánh tới lục đạo luân hồi, ta tuy ngại với thân phận không hảo ra tay, nhưng lại cho ngươi ta U Minh giới tối cao thần thông chi môn U đều chi môn, cũng coi như là ta cấp ngươi duy trì, mặt khác ngươi luân hồi hẳn là cho ngươi luân hồi thông đạo đi. Dương Nghị Vân nghe nói ngây người, cái này cuối cùng minh bạch chính mình U đều chi môn lai lịch. Nguyên lai là Phong Đồ Đại Đế tặng cùng, cười khổ một chút gật gật đầu nói, là, như vậy đa tạ Phong Đồ Đại Đế. Tuy rằng có loại hết thảy bị an bài tốt khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận U đều chi môn cho hắn trợ giúp, hiện giờ đã biết lai lịch tự nhiên yếu đạo một tiếng tạ. Phong Đồ Đại Đế thấy Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ, cười khổ dừng tay nói, lại nói tiếp chúng ta đều là có cùng cái mục tiêu người, giúp người cũng là giúp ta chính mình, cho nên đạo huynh không cần nói lời cảm tạ. Hơn nữa ở khai thiên thời đại ngươi ta chính là lão hữu, nói tạ nghiêm trọng. So sánh với ngươi đã chỉ hiểu về thiên đạo hồng quân việc, ta cũng liền trắng ra nói đi, thiên đạo hồng quân trưởng quản thiên đạo, cho tới nay đều là danh không chính ngôn không thuận, bàn cổ thiên thể thế giới thiên đạo viên mãn 50, bàn cổ phụ thần khai thiên tích địa, chúng ta sở hữu sinh linh đều là được lợi giả, đều sinh hoạt ở bàn cổ thiên thể thế giới trong vòng. Đáng tiếc chính là, hồng quân trưởng quản thiên đạo, ở khai thiên tích địa là lúc, thiên đạo suy đoán bổ toàn dưới tình huống ngồi mắt ăn bát vàng, thế cho nên thiên đạo 50 thiếu thứ nhất, trưởng quản 49, thiên thể thiên đạo vận chuyển không xong, cũng ý nghĩa hắn hồng quân không xong. Từ nay về sau vô lượng đại kiếp nạn phát động, chính là vì củng cố hắn hồng quân thiên đạo, nhưng khổ lại là toàn bộ bàn cổ thiên thể thế giới vạn vật sinh linh.